Chương 91 Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Từ hiểu phân phóng hoàn toàn nhẫn nói liền đi tìm từ tử phàm, cao mày nói. Ta đều ấn ngươi ý tứ cùng bọn họ nói, ngươi cảm thấy thật có thể được không? Mũ luôn luôn tối có thể náo loạn, nếu là nháo đến nghiêng trời lệch đất, ảnh hưởng khẳng định không hảo. Ngươi vẫn luôn phát triển được như vậy thuận, người khác nắm nhược điểm đối phó ngươi làm như thế nào? từ tử phàm không chút để ý mà nói đối phó cái gì nhiều lắm chỉ trích ta bất hiếu mà thôi theo ta ít lợi móc nối người như vậy nhiều này điểm ảnh hưởng căn bản không tính là ảnh hưởng từ hiểu phân lắc đầu nói vừa nghĩ tới bọn họ làm ầm ĩ ta liền đau đầu cũng không biết cái gì thời điểm có thể yên ổn xuống dưới an an ổn ổn mà sống qua ngày rất khoái từ tử phàm gọi điện thoại nhìn từ da người những cái đó người liền đều triệt từ phụ từ mẫu thấy thế lập tức mang theo từ tử long chạy trốn đi mệt sau đó mới phát hiện bọn họ không biết nên như thế nào đối phó từ tử phàm nếu là đi công xưởng hoặc là huyện chính phủ nháo những cái đó người khẳng định lập tức đã bắt trụ bọn họ bọn họ cũng không muốn lại bị quan đứng lên chịu tội từ tử phàm ở bên cạnh là đại lão bản huyện trường vẫn là hắn lão trượng nhân bọn họ cũng không biết có thể tìm ai làm chủ cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui rõ ràng nháo đến cục công an liền tính huyện trưởng quan đại có thể tại cục công an cửa trước mắt bao người nháo đại bọn họ cũng không có thể không quản đi từ tử long xuất chủ ý ba người ly cục công an không xa khiến cho từ mẫu khóc nháo đứng lên xảo nhi nữ bất hiếu không sống quả nhiên rất khoái vây xem người liền nhiều hơn còn có hảo tâm người hỏi thăm bọn họ đã xảy ra chuyện gì từ mẫu lanh mồm lanh miệng mà nói rằng ta nhi tử nữ nhi ở bên cạnh tránh tiền chúng ta nhanh chóng lại đây tìm nơi nương tựa bọn họ cư nhiên chê chúng ta hai cái lão một cái tiểu là liên lụy a à. bọn họ tránh như vậy nhiều tiền liên một mụn ăn cũng không chịu cho chúng ta còn nói muốn cho chúng ta già rồi đi xin cơm a à. này ai như vậy không hiếu thuận a à. ngươi nhi tử khuê nữ gọi gì tại nào a à. đối đối ta đông hà huyện tối đoàn kết còn cho tới bây giờ không xuất quá loại này sự ni, bọn họ khẳng định là từ bên ngoài đi. Tại nào công tác nha? Lão tỷ tỷ ngươi nói ra, chúng ta đại gia hỏa nhi thay ngươi làm chủ, này còn có cục công an ni, đem bọn họ chụp tới hỏi một chút liền thành thật. Từ mẫu thấy mười mấy cái người giúp nàng cùng nhau mắng người, nhất thời đắc ý, lớn tiếng nói. Ta nhi tử chính là từ tử phàm, ta nữ nhi gọi từ hiểu phân. Này hai cái bất hiếu đồ vật, Lương Tâm gọi cậu ăn, các ngươi nói đối, ta cần phải gọi cảnh sát đem bọn họ chụp tới, xem bọn hắn có cho hay không chúng ta dưỡng lão. Chung quanh đột nhiên an tĩnh một chút, đại gia sôi nổi lui về phía sau, cùng bọn họ kéo ra cái an toàn khoảng cách, sau đó một cái lão bà tử liền thối một ngụm, cả giận nói. Các ngươi người gì a? À, nhìn từ trưởng xưởng phát triển hảo tưởng đến hại hắn là đi. Nhìn ngươi lớn lên liền một bộ điêu lão bà tử sắc mặt, liền ngươi như vậy có thể đương từ trưởng xưởng mụ ngươi nằm mơ ni từ mẫu trừng lớn mắt ta thật sự là hắn mụ a các ngươi làm gì nha sao không tin ta ni ngươi muốn thật sự là từ trưởng xưởng mụ kia ngươi xin cơm cũng xứng đáng nhìn ngươi như vậy đi còn muốn nhượng cảnh sát trảo từ trưởng xưởng tối nên trảo chính là ngươi đi từ trưởng xưởng có thể là chúng ta toàn thôn đại ân nhân người hảo cùng quan âm bồ tát chuyển thế dường như giúp chúng ta nhiều ít vội, còn cấp 60 tuổi ở trên lão nhân trợ cấp ni. Ngươi cáo hắn không hiếu thuận. Phi. Nếu là hắn thật không hiếu thuận, đó cũng là ngươi làm gì nhượng hắn trái tim băng giá sự, xứng đáng. Đối. Chúng ta đều lấy từ trưởng xưởng cấp trợ cấp, này gọi gì? Gọi từ gì thiện quỷ, chính là từ trưởng xưởng cá nhân làm, chuyên môn cho chúng ta lão nhân trợ cấp. Hắn liên ngoại nhân đều như vậy chiếu cố, còn có thể không hiếu thuận cha mẹ không hiếu thuận cũng là có nguyên nhân nên gọi cảnh sát trảo các ngươi bọn họ cãi nhau thời điểm thật là có cái lão đầu chạy vào đi gọi cảnh sát nói từ gia tam khẩu là kẻ lừa đảo tại từ phụ xuất ra thư giới thiệu chứng minh chính mình thân phận sau đó đại gia hỏa lại ngăn ở cảnh cục trong nói từ gia tam khẩu khẳng định không làm chuyện tốt không phải từ trưởng xưởng mới không sẽ không quản bọn họ còn có từ hiểu phân cô nương kia đại học tốt nghiệp không hồi nhìn thấy bọn họ đều còn hiền lành lễ phép mà chào hỏi sao khả năng bất hiếu ni khẳng định là bọn họ đương phụ mẫu sai còn có cái kia đệ đệ từ tử long vừa thấy không học vấn không nghề nghiệp cùng cái cuồn cuộn dường như khẳng định không là hảo đồ vật không phải vì sao từ tử phàm cùng từ hiểu phân hổ giúp hỗ trợ quan hệ như vậy hảo cùng hắn lại không hảo ni từ gia ba người thật sự là dọa mộng như thế nào đến cảnh cục trong đều không người giúp bọn hắn bọn họ còn chưa nói vài câu liền bị một đám người vây quanh mắng từ tử phàm tại đông hà huyện có như vậy cao danh vọng bọn họ tổng cảm thấy tiếp tục dẫn đi khả năng sẽ bị quan nhanh chóng đẩy nói cái gì đều không cáo vội vàng đi rồi này hồi bọn họ thật sự là có chút lưu lạc đầu đường ý tứ đói tìm ra tiệm cơm ăn cơm nhìn hoa đi ra ngoài những cái đó tiền đem từ mẫu đau lòng hỏng rồi bọn họ có thể không có gì của cải, nếu là dựa vào không thượng nhi nữ nhất định phải nhanh đi về, bằng không chờ tiền đều tiêu hết, bọn họ không liền thành kẻ nghèo hàng sao? Mấu chốt nhất chính là từ phụ đã từ chức, bọn họ liên cái đường lui đều không có. Từ gia người tới Đông Hà huyện cũng muốn cáo từ tử phàm bất hiếu sự rất khoái liền truyền ra, đại gia phản ứng đều không sai biệt lắm, để nhất thời gian liền cho rằng là từ gia người có sai liền từ tử phàm đối đãi bọn hắn cái kia hào phóng sức lực cũng không người sẽ tin keo kiệt không dưỡng phụ mẫu khi từ tử phàm nhân phẩm là không nói nếu hắn cùng phụ mẫu có mâu thuẫn tất nhiên là hắn phụ mẫu sai a à. nếu như là tương lai nhiều ít năm sau đó từ tử phàm coi như là đại lão bản là thủ phủ cũng sẽ không có nhiều như vậy người ủng hộ hắn nói bất định còn sẽ cừ phú mắng hắn vài câu nhưng thời đại này chính là có thời đại này đặc thù tính mọi người rất dễ dàng sùng bái một cá nhân, nhất là cái này người cải biến bọn họ sinh hoạt, cấp cho bọn họ vô số chỗ tốt, nhưng bọn họ chân chân thật thật mà quá thượng ngày lành, bọn họ liền từ trong đáy lòng tín ngưỡng hắn, cho rằng hắn tuyệt đối tuyệt đối là hảo. Ngô Chí Cương về nhà sau cũng đề hai câu, Tô Tình có chút kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới đời trước tại phụ mẫu trước mặt tổng là cúi đầu không ngôn ngữ từ tử phàm, tại đời này thế nhưng lạnh lùng như thế mà bỏ xuống phụ mẫu không quản. Biết tin tức này, nàng liền ngồi không yên. Tìm cái lấy cớ nói đi trong điếm, trên thực tế nàng cưỡi xe đạp phố lớn nhỏ nhỏ mà tìm 3 giờ, rốt cục nhượng nàng tìm được từ gia nhân. Nàng làm bộ như hảo tâm người bộ dáng, tiến lên hỏi. "Đại gia, đại nương, các ngươi sao? Sao nhìn giống bị người đánh giường như ni? Dùng hay không ta giúp các ngươi báo nguy?" Từ mẫu khoát tay, tức giận mà vỗ vỗ trên người thổ, "Không cần." các ngươi đông hà huyện cảnh sát hừ tô tình giống như nghi hoặc địa đạo chúng ta này cảnh sát sao ta già có thân thích chính là chính phủ các ngươi đây là có gì oan khuất a à, nếu không nói với ta nói từ tử long không kiên nhẫn địa đạo với ngươi nói dùng được a à, ngươi ai a à, các ngươi đây không phải là từ tử phàm chỉ tay che trời sao từ tử phàm tô tình buồn bực đạo từ tử phàm không chính là huyện trường con rể sao ở rễ có gì hảo chỉ tay che trời hắn danh khí đại cũng liền treo cái danh mà thôi toàn dựa vào hắn lão trượng nhân không có gì cùng lắm thì đi từ phụ nhíu mày hỏi ở rễ hắn cái gì thời điểm ở rễ cô tình lắc đầu kia ta không rõ ràng ta liền nghe nói hắn đối hắn thê tử tuyệt đối phục tùng mỗi ngày đi trường học trong tiếp đưa nghe lời được rất hắn thê tử có thể là chúng ta toàn huyện cô nương hâm mộ đối tượng có cái hảo cha, còn có cái như vậy nghe nàng nói trượng phu, muốn nói nàng còn có gì không viên mãn nói, khả năng chính là không thể sinh. Bằng không A, à, nàng đời này thật sự là rất viên mãn. Tô tình mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói. Ta còn có việc ni, các ngươi thật không cần giúp đỡ A, à, kia ta đi trước A. À. Nhà. Cô nương, ta còn muốn hỏi cái khác ni, cô nương. Từ mẫu tưởng giữ chặt tô tình nhưng Tô Tình đã khoái một bước kỵ xe đi rồi, đối bọn họ xua tay nói thật có việc gấp, lần sau lại nói. Từ gia ba người đứng ở tại chỗ lẫn nhau nhìn nhìn, từ mẫu nói. Chúng ta còn chưa thấy qua Dương Uyển Vân Ni, tử phàm nghe hắn tức phụ nói, khi nếu là đắng đo trụ hắn tức phụ, hắn không liền nghe lời. Nàng vẫn không thể sinh, nhà ai gặp được cái không thể sinh không được ly hôn. Nàng khẳng định không dám cùng chúng ta đối nghịch lại nói nữ nhân quan tâm nhất thanh danh gương mặt, nàng vẫn là ở trong trường học, chúng ta đi trường học tìm nàng, nàng khẳng định phải nghe nói. Từ tử long hưng phấn đạo. Mụ ngươi nói đúng, nàng không là còn viết sách làm như gia sao. Đại tác gia để ý thanh danh A, ta nếu là đem nàng bất hiếu sự tuyên dương đi ra ngoài, còn có ai mua nàng thư. Nàng khẳng định được dàn xếp hảo chúng ta, lần này ta liền ở trường học nói, đàm bất thỏa liền nháo đến lão sư học sinh trước mặt, như vậy nhiều người, ta cũng không tin vẫn đều trạm từ tử phàm bên kia. Từ phụ không phát biểu ý kiến, hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là hỏa, nếu không là còn không dàn xếp xuống dưới, hắn sớm phát giận. Mấy người tới trường học tìm Dương Nguyễn Vân, kết quả từ tử phàm đã sớm cùng bảo vệ cửa chào hỏi, chẳng những không nhượng bọn họ tiếng, còn cấp từ tử phàm gọi điện thoại báo cáo. Từ tử phàm bây giờ còn là này sở hiệu trưởng trường học ni, trực tiếp mệnh bảo an đội đi đuổi đi bọn họ, vừa vặn Dương Uyển Vân muốn xuất giáo làm một chuyện, lập tức cùng bọn họ bắt gặp. Dương Uyển Vân xuất thư tại trang đầu thượng là ấn có ảnh chụp, từ gia người trước nhận ra nàng, chỉ về phía nàng gọi đạo. Dương Uyển Vân Dương Uyển Vân ngươi khoái gọi bọn hắn buông tay, chúng ta là ngươi nhà chồng người, bọn họ bằng gì không cho chúng ta tìm ngươi. Có phải hay không ngươi gọi bọn hắn làm như vậy? Ngươi tâm sao hư hỏng như vậy đi? Dương Viễn Vân nhíu hạ mi, đi tiến lên khách khí nói. Ba, mụ, các ngươi tìm ta có việc. Từ mẫu cả giận. Ngươi còn biết quản chúng ta gọi ba mẹ. Từ tử phàm làm gọi chuyện gì. Tự nhiên đem chúng ta quan như vậy nhiều ngày, còn nói không cho chúng ta dưỡng lão, này đó ngươi cũng biết không. Có phải hay không ngươi khuyến khích hắn làm. Ngươi gã tiếng từ gia, chúng ta chính là trường bối của ngươi, ngươi dám không dưỡng lão, nước miếng chấm nhỏ đều có thể đem ngươi chết đuối. Dương Viễn Vân nhìn hướng Bảo An hỏi. Là tử phàm cho các ngươi ngăn đón người. Là. Khi các ngươi liền ấn tử phàm nói làm. Dương Nguyễn Vân phân phó hoàng, đối từ phụ, từ mẫu gật đầu, nhàn nhạt mà nói, ba, mụ, ngại ngùng, ta không rõ lắm các ngươi trong nhà sự, chỉ có thể tôn trọng tử phàm quyết định. Các ngươi nếu có cái gì bất mãn nói, liền đi tìm tử phàm nói đi từ mẫu đều tưởng hảo muốn cấp nhi tức phụ một hạ mã uy, sau đó bày ra bà bà thân phận, đi bước một nêu yêu cầu. Ai biết Dương Nguyễn Vân lại không tiếp nàng nói. Mắt thấy Dương Nguyễn Vân liền phải rời khỏi, từ mẫu không thể tránh thoát bảo an, chỉ có thể vội la lên. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bất hiếu sự tuyên dương đi ra ngoài. Dương Nguyễn Vân cước bộ dừng một chút, lãnh đạm địa đạo. Phụ mẫu không từ, con cái bất hiếu các ngươi muốn làm cái gì tùy tiện, ta tin tưởng mọi người sẽ có chính mình sức phán đoán. Còn có, ta rốt cuộc biết vì cái gì tử phàm cùng đại tỷ không muốn trở về gia. Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi cái không đẻ trứng gà còn dám ở trước mặt ta bãi phổ. Thả đi qua đều phải đem ngươi hưu. Dương Viễn Vân quay đầu lại lạnh lùng mà nói. Ngươi tưởng đương gà tùy tiện đương, đừng tưởng rằng người khác đều với ngươi nhất dạng vốn là ta còn muốn gọi tử phàm đem các ngươi tiếp trở về ở vài ngày hiện tại xem ra các ngươi vẫn là càng thích hợp tại củ phòng trụ từ phụ trong lòng lột bột một chút kéo lấy từ mẫu quát ngươi ngậm miệng đã xong chưa ngươi còn tưởng bị quan đứng lên từ mẫu kinh hoảng mà dãy dụa phát hiện bảo an lần này không buông ra nàng cánh tay liền sợ hãi đứng lên làm gì làm gì nha các ngươi buông Ta hô cứu mạng a. Một danh bảo an cầm khăn tay tắt trụ nàng miệng, trực tiếp kéo nàng đi phía trước đi, từ mẫu sợ tới mức ngô ngô thẳng gọi. Từ phụ cùng từ tử long cũng bị trảo, hoảng loạn địa đạo. Buông tay, chúng ta đi, chúng ta không tìm người. Bảo an đạo. "Chậm, vừa rồi không nghe thấy phó hiệu trưởng nói các ngươi càng thích hợp trụ cũ phòng sao? Hiện tại liền đi qua đi." "Không không không, không cần." chúng ta không đi. Từ tử long chưa nói xong cũng bị ngăn chặn miệng, liên từ phụ cũng bị đổ. Bọn họ ba cái lại bị quan vào củ phòng, bên ngoài người thủ được nghiêm nghiêm thực thực, thức ăn cũng không trước hảo. Từ phụ rốt cục nhịn không được tức giận, một bàn tay đem từ mẫu phiến ngã xuống đất. Tác giả có lời muốn nói. Cám ơn đại gia địa lôi cùng dịch dinh dưỡng, phỏng chừng hạ một chương là có thể đem cái này tiểu cố sự kết thúc nha hạ cái cố sự là người thành thật báo thù. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức Hoàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ phụ là cái bạo tính tình, liên được sủng ái tiểu nhi tử cũng bị hắn đánh quá, khởi xướng tính tình đến xuống tay cũng không nhẹ. Từ mẫu gào khóc thảm thiết, ông đầu không ngừng mà hô cứu mạng, có thể bị nàng đương tâm can bảo bối nhất dạng tiểu nhi tử lại trốn được góc trong không dám lên tiếng, sợ bị lan đến gần. Từ gia người dày vào một vòng, triệt để nhận rõ từ tử phàm tại Đông Hà huyện địa vị. Bên ngoài hảo vài cái người thủ, bọn họ xuất đều ra không được, hơi có chút nản lòng thoái chí. Nhưng này hồi, từ tử phàm chỉ quan bọn họ một ngày, ngày hôm sau liền đưa bọn họ đưa lên xe lửa. Từ tử phàm đối bọn họ lãnh đạm mà nói gặp các ngươi như vậy có thể nháo sự, hẳn là tuyển không cần chúng ta dưỡng lão. Khi các ngươi liền trở về dùng sức giày vò đi, theo các ngươi thích tiểu nhi tử hảo hảo quá. Không quản từ phụ, từ mẫu nói cái gì, từ tử phàm đều không hồi bọn họ nói, trực tiếp đi rồi. Liền giống từ tử phàm trước nói như vậy, hắn chưa bao giờ sợ từ gia người nháo, bọn họ có thể nháo cái gì. Trừ bỏ mắng hắn bất hiếu, bọn họ không có bất luận cái gì lý do có thể chỉ trích hắn mà hắn thành lập dưỡng lão quỷ sơ trung tiểu học trường học là hắn bỏ vốn hắn giúp nhiều ít lão nhân tiểu hài tử không người sẽ tin là cái bất hiếu tử nếu hắn bất hiếu vậy nhất định là có lý do đến nỗi những cái đó nghi ngờ hắn người liền tính không có chuyện này cũng sẽ nghi ngờ hắn hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn bất cứ chuyện gì hắn tại từ gia người lại đây khi trực tiếp quan trụ bọn họ kỳ thật là vì nhượng bọn họ triệt để minh bạch hắn không tính toán quán bọn họ, đừng nghĩ lấy bất luận cái gì phương thức nhượng hắn nghe lời. Đệ nhất thời gian biểu hiện được càng lạnh mạc, càng có thể làm cho bọn họ biết hắn kiên quyết, mới sẽ biết bám riết không tha vô dụng, nếu không từ mẫu một khóc hai náo ba thắt cổ có thể làm cho người phiền chết. Mà tiếp thả bọn họ đi ra ngoài chuyển một vòng, cũng là vì nhượng bọn họ biết, bọn họ nháo cũng nháo không xuất mặt khác kết quả, làm này đó tất cả đều là vô dụng công, như vậy tài năng tại trên tâm lý đã kích bọn họ, nhưng bọn họ sinh ra cảm giác bất lực, nản lòng thoái chí. Từ tử phàm cũng vừa lúc thăm dò một chút, hắn tại Đông Hà huyện nhóm bách tính trong lòng, địa vị có phải là thật hay không có như vậy cao. Tuy rằng này đó năm, hắn ở trong này vẫn luôn là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại, nhưng dù sao xã hội tại biến, nhân tâm cũng dễ dàng di động. Nếu lần này nhóm bách tính đi theo từ gia người cùng nhau chỉ trích hắn, kia hắn là tính toán rời đi nơi này đi kinh thị phát triển trả giá không lấy được chỗ tốt sự hắn đương nhiên không sẽ làm đại gia không cảm ơn nói hắn vi đông hà huyện làm sự cũng liền dừng lại thăm dò kết quả phi thường hảo như vậy hắn liền có tin tưởng làm càng nhiều sự hắn vẫn luôn chuẩn bị nhượng đại gia dung tư dẫn mọi người cùng nhau phú cường kế hoạch này hồi mới chính thức chuẩn bị lấy ra hắn đắp tầng năm bách hóa đại lâu khoái đắp hảo tầng chót là rạp chiếu phim cùng nhà ăn, tầng thứ tư là công viên trò chơi, trò chơi thính, tầng thứ ba là gia cư đồ dùng, tầng thứ hai là trang phục vật phẩm trang sức, tầng thứ nhất là vụn vặt tạp hóa. Cái này bách hóa đại lâu là hoàn toàn vượt mức quy định, rạp chiếu phim, nhà ăn, công viên trò chơi đều dẫn tiếng tiên tiến nhất thiết bị, nhìn qua phi thường xa hoa. Khác ba tầng tiêu thụ hàng, đều là trung gian một cách cách nửa phong bế cửa hàng, bán ổn định giá hàng, bốn phía một vòng rộng mở cửa hàng bán giá cao hàng. Chỉnh tề, có quy luật, phân loại rõ ràng, và lại cơ bản bao hàm mọi người sinh hoạt sở cần vật sở hữu. Tưởng cấp trong nhà mua thêm cái gì, đến bách hóa đại lâu liền toàn có. Này đóng bách hóa đại lâu, có thể đoán được sẽ trở thành tương lai nhiều năm nội, Đông Hà huyện một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Từ tử phàm lần này đề xuất kế hoạch chính là, bách hóa đại lâu đưa vào hoạt động sở hữu phí dụng, từ nguyên hà tây thôn cư dân cộng đồng bỏ vốn ấn bỏ vốn nhiều ít tính số định mức mỗi năm chia hoa hồng lợi cấp đại gia này đó năm hắn vẫn luôn mang theo các thôn dân làm một trận sống cùng nhau khai xưởng làm giáo quả thật có một loại rất đoàn kết chính mình người cảm giác hắn đã từng cùng lưu xã trưởng bọn họ nói quá ban đầu là các thôn dân nhẫn nhục chịu khó cùng hắn đem nhà máy khai đứng lên tuy rằng đây là hắn có lệ bọn họ nói nhưng lúc ấy các thôn dân quả thật đều không nhiều ít tâm tư cũng bởi vì hắn cho bọn hắn thay đổi điểm tỳ vết phẩm, liền duy trì hắn đi theo hắn vượt qua kiến xưởng lúc ban đầu cửa ải khó khăn. Này phần tình là phải nhớ. Hơn nữa như vậy nhiều năm, hắn mở dưỡng trư tràng, nuôi gà tràng, ngư đường, vườn trái cây, công trình đội, không quản hắn điều ai đi chỗ nào, ai đều là lập tức đúng chỗ nghiêm túc làm việc. Không quản bọn họ ước nguyện ban đầu là cái gì, bọn họ quả thật đều là rất đơn thuần các hương thân, có bọn họ duy trì Hắn mới ở cái này bó tay bó chân niên đại làm thành nhiều chuyện như vậy. Cho nên hiện tại, ở cái này tốt nhất thời đại, hắn muốn dẫn bọn hắn cùng nhau phú. Đương nhiên, vậy trong đó khẳng định không bao quát Tô Tình. Từ Tử Phàm là đưa từ gia người lên xe lửa thời điểm đoán được là Tô Tình cho bọn hắn chỉ lộ, bởi vì từ mẫu kích động khi mắng hắn những cái đó khó nghe nói, cái gì ở rễ, không đẻ trứng, linh tinh rất giống có người cố ý châm ngòi hắn lúc ấy hỏi từ tử long một câu từ tử long sợ hãi hắn thành thật đáp là gặp một cái tuổi trẻ nữ nhân từ tử phàm từ hắn miêu tả trung đoán được nữ nhân kia là tô tình quay đầu lại một tra lúc ấy tô tình quả nhiên ra đại viện cũng không đi trong điếm hắn là không lý giải tô tình làm gì tổng theo dõi hắn gia lúc trước bọn họ sự đã thanh toán xong cắt quá cắt như vậy nhiều năm sử loại này hư là vì cái gì nhưng không quản tô tình là ghen tị không cam lòng vẫn là thuần túy tưởng xem bọn hắn xui xẻo, hắn đều được cùng nàng tính tính sổ. Tô tình rất khoái mà bắt đầu xui xẻo, kinh tế mới vừa mở ra không lâu, rất nhiều đồ vật quy tắc đều tại chế định, có trảo được nghiêm khắc, có trảo được tùng một chút. Đông Hà huyện bởi vì đại đa số đều là người một nhà, tự nhiên thuộc loại trảo tùng. Tô tình cửa hàng có rất nhiều không hợp quy định địa phương, đột nhiên cho nàng một nghiêm tra, các hạng phạt tiền phạt được nàng nổi trận lôi đình nhưng này loại sự nàng không chỗ nói lý, chỉ có thể quái nàng chính mình không đủ nghiêm cẩn. Nàng muốn cho Ngô Chí Cương giúp đỡ, có thể Ngô Chí Cương mới tiền nhiệm không bao lâu ni, chỗ nào có thể đi cửa sau quản loại này sự. Trực tiếp nhượng nàng phá tài tiêu tai tính. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tô tình mở cửa tiệm sở hữu thẩm tra đều là dùng tối nghiêm khắc, nàng tưởng kiếm chút tiền biến đến bước đi duy gian khó. Nàng kia khối ruộng đồng cũng bị người trả lại trở lại, nàng không loại lại không người chịu thuê, chỉ có thể hoang phế ở nơi đó. Nàng làm cái gì đều không thuận lợi, Ngô đại nương thấy liền khó tránh khỏi nói thầm, cảm thấy nàng là sao chổi. Lão nhân mê tín, nhắc tới Dương Uyển Vân liền nói nhân gia là phúc tinh, nhìn xem Dương gia hiện tại đều phát đạt thành cái gì dạng, nhìn nhìn lại nàng, nàng thật sự là nhượng người nhìn liền suối quẩy có một lần ngô đại nương cùng ngô chí cương nói thầm thời điểm bị tô tình nghe thấy được ngô gia bạo phát kịch liệt bà tức đại chiến ngô chí cương nhượng ngô đại nương về sau không muốn nói này đó nhưng hắn cũng phi thường phản cảm tô tình đối bà bà thái độ tô tình thấy thế giận điên lên chạy đến củ phòng đi trụ mỗi khi tưởng khởi sao chổi ba chữ cũng cảm giác kim đâm tại trong lòng nhất dạng đau nàng sống hai đời nàng cùng Dương Uyển Vân trải qua quả thực chính là sao chổi cùng vượng phu mệnh, đối lập. Nàng không tính này đó, có thể Dương Uyển Vân chính là nàng trong lòng thứ, hiện tại sở hữu sự thật đều như vậy nói cho nàng, nàng chính là mệnh kém, chính là khắc phu, chính là sao chổi. Không phải dựa vào cái gì nàng trọng sinh, người khác vẫn là so nàng quá được hảo. Tô tình xui xẻo được uống nước lạnh đều tắt kẻ răng, cơ bản tại Đông Hà huyện liền không kiếm được tiền hiện tại chỉ có tiền tài năng cho nàng cảm giác an toàn, mắt thấy nguyên lai thôn dân một mỗi cái đều gia nhập dung tư chờ lấy chia hoa hồng, chỉ có một mình nàng bị bài trừ bên ngoài dính không thượng quan, nàng cả người đều khó chịu. Ngô Chí Cương cũng nhìn ra nàng khẳng định lại đắc tội từ tử phàm, đối nàng phi thường bất mãn. Bất quá lúc này là bất hưng ly hôn, đặc biệt là nhân viên chính phủ nếu là ly hôn càng dễ dàng thụ người lên án. Ngô Đại Nương gấp ông tôn tử, liền thúc Ngô Chí Cương đem Tô Tình tiếp trở về. Này một hồi Ngô Đại Nương cũng suy nghĩ cẩn thận, Tô Tình yêu sao sao mà, nàng liền mỗi ngày làm ăn ngon có dinh dưỡng cấp hai người bổ thân thể, chờ hài tử sinh ra đến, nàng hảo hảo mang tôn tử liền thành. Tô Tình vốn là liền thượng hỏa, mỗi ngày uống những cái đó bổ thang gì gì đó càng thượng hỏa. Nhất là lúc này không kiếm được tiền, ở bên ngoài cực cực khổ khổ chạy một ngày, về nhà cũng cảm thụ không tới nơi người quan tâm, này nhượng nàng đặc biệt tưởng dọn đi ra ngoài chính mình trụ. Một đoạn thời gian sau, nàng bụng thủy chung không động tĩnh, Ngô Chí Cương liền nói cùng nàng cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Tô tình đương nhiên là chết sống không đi, nàng này một cự tuyệt, Ngô Đại Nương trong lòng liền nổi lên nói thầm, mỗi ngày nhìn tô tình ánh mắt đều mang theo hoài nghi. Nàng vốn là đối tô tình ấn tượng liền không hảo, tô tình cũng quả thật coi trọng quá từ tử phàm có quá ngoại tâm. Lúc ấy Ngô Chí Cương một chuyên nghiệp về nhà, Tô Tình liền các loại không nguyện ý, nên không sẽ vài năm này chính mình trụ thời điểm luôn luôn tại câu hán tử đi. Loại này hoài nghi nhất sinh, Ngô Đại Nương liền như thế nào tưởng như thế nào cảm thấy đối, còn có Tô Tình vẫn luôn hoài không thượng hài tử, nàng cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì lén lút xóa sạch quá hài tử gì gì đó, không phải Tô Tình phản ứng sao như vậy không thích hợp ni. Bà tức lưỡng quan hệ từ từ khẩn trương, Ngô Chí Cương kẹp ở giữa cũng thập phần khó chịu, cùng Tô Tình còn nói như thế nào đều nói không thông, nhắc tới kiểm tra, nàng liền có các loại lấy cớ cãi nhau, những người thân tâm đều mệt mỏi. Cuối cùng bùng nổ ngòi nổ là hoài nhị thai ngô tiểu muội. Lúc này đã đề xuất kế hoạch hóa gia đình, nhưng bọn hắn bên này không có đặc biệt nghiêm đặc biệt không nhân tính trảo, thật muốn là mang bầu, giao phạt tiền muốn giao không thiếu, nhưng không sẽ cưỡng chế người nạo thai ngô tiểu muội chính là đến cùng ngô đại nương báo tin vui tấn ai biết lại xuất phát đến tô tình thần kinh nàng tổng cảm thấy các nàng nương lưỡng là cố ý tại kia nói này đó chèn ép nàng ngô tiểu muội cũng không quán nàng vừa thấy nàng nhăn mặt liền đạo ngươi đây là không chào đón ta a à, nghe nói ngươi tránh tiền nhất phân đều không lấy ra quá ta đây là ăn ta ca da cơm ngươi không chào đón cũng được nghẹn tô tình cả giận ngươi có ý tứ gì chúng ta hai người như thế nào tiêu tiền qua ngươi cái rắm ngươi một cái muội muội còn quản khởi ca ca việc nhà đến đã hoài thai liền thành thật ở nhà đãi nếu là tại ta gia đã xảy ra chuyện gì ỷ lại ai a à? ngươi sao nói chuyện ni miệng chó không thể khạc ra ngà voi ngô tiểu muội đứng lên liền muốn cùng nàng xảo ngô đại nương nhanh chóng giữ chặt nàng ngô tiểu muội lại đột nhiên nghĩ đến ngô đại nương cùng nàng nói quá hoài nghi hoài nghi tô tình không thể sinh. Ngô Đại Nương không dễ nói, Ngô Tiểu Muội rõ ràng sớm lần này cãi nhau hỏi ra đến, ngươi nhìn ta như vậy không vừa mắt làm gì nha. Ta không liền hoài nhị thai sao? Nga, ngươi chính bình sinh không đi ra ghen tị ta là đi. Có bản lĩnh ngươi sinh A. À? Tô tình một phen cầm lên trên bàn quả táo ném đi qua, lăng. Ta sinh không sinh đều chuyện không liên quan ngươi. Ngươi liên đi bệnh viện cũng không dám, ngươi chột dạ đi ngươi. Ngươi làm quá cái gì? Vì sao không dám đi bệnh viện? Ta nhìn ngươi vài năm này ăn diện được trang điểm xinh đẹp, không chừng sau lưng làm gì hoạt động đi. Ngươi xứng đáng ta ca sao? Ngươi đánh rắm. Ngươi cư nhiên dám vu tội ta. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi, không cho ta cái công đạo ngươi đừng nghĩ suốt cái này môn. Tô tình tiến lên bắt lấy ngô tiểu muội đẩy nhương gọi đạo. Ngô tiểu muội dùng sức đẩy ra nàng, trốn được một bên, trách mắng. Bị ta nói trúng rồi đi. Ngươi nếu không là khô xin lỗi ta ca sự, kia liền đi bệnh viện A, ngươi sao không dám đi? Ta hôm nay liền hỏi ngươi, ngươi vì sao không đi? Ngươi nói không nên lời không chính là chột dạ. Ngươi vẫn luôn liền thích thông đồng nam nhân, ngươi có phải hay không đọa quá thai mới không dám đi? Tô tình cả giận nói. Ngươi mới đọa quá thai. Ta không đi là bởi vì ta đi qua. Ta không thể sinh, ngươi vừa lòng đi. Ngô Tiểu Ngụy an tỉnh lại, đỡ lấy Ngô Đại Nương, Ngô Đại Nương khiếp sợ mà nhìn Tô Tình, ngươi nói gì? Ngươi đi quá. Ngươi kiểm tra qua. Ngươi, ngươi không thể sinh. Tô Tình kinh bỉ mà nhìn các nàng, không thể sinh làm sao vậy? Ta tiên thiên liền không thể sinh. Các ngươi thiếu lấy những cái đó ghê tởm ba kéo sự vũ nhục ta mệt các ngươi nghĩ ra, còn phá thai, phi, chưa thấy qua cứ như vậy gấp hướng ca ca cùng nhi tử trên đầu đội nón xanh. Lúc này ngô chí cương trở lại, vừa lúc nghe thấy nàng cuối cùng những lời này, không thể tin đạo. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiên thiên không thể sinh? Chính là ngươi nghe được, bác sĩ nói ta không phát dục hảo, không thể sinh. Nàng nhìn chầm chầm ngô chí cương đạo, không thể sinh làm sao vậy? tưởng muốn hài tử nhận nuôi một cái anh nhi không là nhất dạng sao? ngươi nói có phải hay không? Ngô Chí Cương nháy mắt liền nhăn chặt mày đầu, kia như thế nào có thể nhất dạng? kia lại không là thân sinh. hắn lần này biểu hiện đã nhượng tô tình biết hắn đáp án, trong phòng ai cũng không nói chuyện, cuối cùng là Ngô Tiểu Mụi xấu hổ mà đánh vỡ trầm mặt, thấp giọng nói: Cha, ngươi đừng trách ta a, à, ta, ta chính là vì bức nàng nói nói thật mù liệt liệt." cái kia, cái kia ta đi về trước, mụ trước nhượng ta kia trụ hai ngày, hai người các ngươi có gì chính mình thương lượng đi. Ngô tiểu muội giúp ngô đại nương thu thập vài kiện quần áo, lôi kéo nàng đi nhanh lên. Tô tình nhìn ngô chí cương hỏi, ngươi không nguyện ý. Khi ngươi tưởng muốn hài tử, làm như thế nào? Chẳng lẽ tìm người khác sinh? Ngô chí cương mày nhăn được càng khẩn, ngồi xuống đạo. Tổng có thể tìm tới biện pháp. Tô Tình cười lạnh một tiếng, không có biện pháp. Ly hôn. Ngô Chí Cương ngẩn người, nhìn Tô Tình lạnh lùng bộ dáng, trong lòng cư nhiên tùng khẩu khí. Bọn họ hôn nhân lúc ban đầu liền tràn ngập không tình nguyện, trong quá trình mặc dù có quá hài hòa thời điểm, nhưng từ khi hắn chuyển nghề về nhà, Tô Tình liền cổ cổ quái quái, tự hồ ẩn ẩn có chút ghét bỏ hắn. Hắn luôn luôn đối chính mình thành tựu rất kiêu ngạo, thật sự rất không mừng Tô Tình thái độ hiện giờ tô tình lại không thể sinh hắn là rất truyền thống rất tưởng muốn thân sinh huyết mạch nam nhân nếu tô tình đề xuất ly hôn hắn liền rất dứt khoát mà ứng hảo ly hôn vào lúc đó người trong mắt là nhất kiện rất khác biệt thế đạo sự đặc biệt bọn họ nơi này đại gia đều ở chung được rất hài hòa không có gì đặc biệt làm ầm ĩ nhân gia ngô chí cương cùng tô tình là bọn họ này đệ nhất đối ly hôn phu thê nhưng đương đại gia biết ly hôn là tô tình đề xuất tới sau đó lại cảm thấy rất không sai, tô tình nhân phẩm tham ưu, ngô chí cương ly hôn là thoát khỏi nàng ni. Tô tình lần này chuẩn bị rời đi Đông Hà huyện, nếu Đông Hà huyện không chứa nổi nàng, khi nàng còn không đợi, bên ngoài thiên địa rộng lớn ni. Nàng chuyển nhà thời điểm, ở bên ngoài đụng phải từ tử phàm cùng Dương Nguyễn Vân, bọn họ tại đưa vị kia lão trung y rời đi. Tô tình trong lòng không cam, âm thanh lạnh lùng nói. Từ tử phàm, ngươi dùng loại này thủ đoạn hèn hạ bức đi ta, ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Từ tử phàm liếc nàng một mắt, thủ đoạn gì? Tuân kỹ thủ pháp thủ đoạn. Ngươi rời đi là chính xác lựa chọn, miễn cho tiếp tục đi ra chướng mắt. Ngươi, tô tình vừa muốn nói chuyện, Dương Nguyễn Vân đột nhiên nôn thang hai tiếng, từ tử phàm xoay người sang chỗ khác cho nàng thuận thuận bối, đối lão trung y khách khí hỏi. Lâm bá, ngài nói có cái gì không quả mơ, đồ ăn vặt linh tinh có thể làm cho Uyển Vân Hảo thụ điểm. Lão Trung Y cười khoát tay, mang thai thời điểm, mỗi người thể chất bất đồng, không nhất định dùng được, người có thể thử thử xem. Mỗi cái dựng phụ thích ăn đồ vật đều không đồng dạng như vậy. Hảo, hôm nay phiền toái lâm bá. Không phiền toái, lần tới đi ta kia mang bình hảo tử liền đi. Lão Trung Y đi rồi, tô tình trừng lớn mắt, cắt cao nhìn chầm chầm Dương Uyển Vân bụng, Dương Uyển Vân ngươi mang thai ngươi mang thai. Dương Viễn Vân nhíu hạ mi, cùng từ tử phàm đạo. Chúng ta trở về đi. Ân. Từ tử phàm đi rồi hai bước, quay đầu hướng tô tình nói, ngươi theo ta ba mẹ nói gì đó, ngươi tự mình biết. Nhưng ngươi tưởng sai một sự kiện, liền tính chúng ta không có hài tử, ta cũng sẽ đối Uyển Vân nhất dạng hảo. Từ tử phàm cùng Dương Uyển Vân sau khi rời đi, tô tình nhịn không được mà đem từ tử phàm cùng Ngô Chí Cương đối lập nàng biết từ tử phàm không có nói láo, bởi vì đời trước nàng đến 30 tuổi còn không hài tử, từ tử phàm đều chưa nói quá cái gì, căn bản không giống ngô Chí cương như vậy để ý hài tử. Cho nên, nếu nàng trọng sinh trở về không có tính kế từ tử phàm cùng Dương Nguyễn Vân, nếu nàng vẫn là gã cho từ tử phàm, nếu nàng lợi dụng tiên tri giúp từ tử phàm làm xưởng, nàng hiện tại có phải hay không liền sẽ rất vui vẻ từ tử phàm hiện tại nhiều có bản lĩnh A, hắn còn không quan tâm lão bà có thể hay không sinh. Nàng lúc trước vì cái gì liền trư du môn tâm nhất định phải gả cho ngô chí cương ni. Mấy ngày này nàng tránh không đến tiền, tại gia thời gian nhiều liền phát hiện bọn họ chất lượng sinh hoạt xa xa so ra kém nàng chính mình trụ thời điểm. Ngô Chí Cương coi như là phó cục trưởng có năng lực tránh đến bao nhiêu tiền. Chờ hắn toàn nhà dưới đế còn phải nhiều ít năm nhất là dương vĩnh khánh quản lý đông hà huyện thanh thủy được rất a à, ngô chí cương căn bản không cơ hội toàn tiền nàng gả cho ngô chí cương nửa phần chỗ tốt không có còn muốn chịu đựng ngô đại nương cùng ngô tiểu muội thuần túy là cho chính mình ngột ngạt hoàn hảo hiện tại ly hôn nàng rời đi này cơ hội còn nhiều được là tô tình xử lý ở trong này sở hữu tài sản mang theo tiền ly khai không người quan tâm nàng đi nơi nào bách hóa đại lâu kiến thành không riêng gì các hương thân phải nhận được lợi nhuận chia hoa hồng, còn cho bọn hắn cung cấp rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Thị trấn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lập tức nhiều như vậy nhiều công tác cương vị nhượng đại gia đều có sự khô. Tại Bách hóa đại lâu trong thuê chỗ nằm so ở bên ngoài mở cửa tiệm tiện nghi rất nhiều, này hồi ai tưởng buôn bán đều có thể đến thử một lần, vạn nhất không là này khối liêu, bồi cũng bồi không bao nhiêu. Ngay sau đó, từ tử phàm đắp cái thứ nhất hoa viên tiểu khu đắp hảo tất cả đều là ba tầng lâu, xanh hóa làm được rất hảo, lầu một còn có sân, không trắng quan. Tiểu khu phòng ở có cái chính sách, bản huyện hộ khẩu mua phòng ưu đãi đánh thất chiếc. Cái này chính sách đi ra sau, nguyên Tây Hà Thôn thôn dân cơ hồ đều mua phòng ở dọn đi vào. Như vậy khiến cho bọn họ lại đều tụ ở tại cùng nhau, huyện trong sau lại cư dân liền chỉ có thể chờ sau đắp tiểu khu. Từ hiểu phân từ kinh thị đồng học nơi ấy được biết, từ gia ta miệng ăn tiếp nhận rồi một cuộc phỏng vấn, đăng báo giấy chỉ trích hai người bọn họ bất hiếu. Nhưng không khiến cho cái gì hiệu quả, chỉ tại kinh thị lưu thông tiểu báo thường xuất hiện quá. Tiếp từ tử phàm bách hóa đại lâu cùng hoa viên tiểu khu liền đánh ra danh khí, lập tức đem cái này sự đắp đi xuống. So với từ tử phàm việc nhà, đại gia vẫn là càng muốn biết từ tử phàm có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng, lại chuẩn bị làm đến cái tình trạng gì từ gia người như thế nào làm ầm ĩ cũng nháo không đứng dậy, chỉ phải nhận, cấp từ tử phàm gọi điện thoại lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ nghĩ đến từ tử phàm bên này, từ tử phàm không đồng ý, chỉ đồng ý mỗi tháng cho bọn hắn đánh tiền. Từ hiểu phân cũng là giống nhau, bọn họ chỉ tại từ hiểu phân kết hôn thời điểm đến quá một lần. Mà bọn họ tiền đại bộ phận bị từ tử long gặm lão, cái này từ tử phàm liền không quản, dù sao hắn cho bọn hắn dưỡng lão, đến nỗi bọn họ nghĩ quá cái gì dạng ngày khi liền chuyện không liên quan hắn bọn họ tự tay dưỡng xuất cái gặm lão nhi tử từ mỗi loại ý nghĩa đi lên nói bọn họ lúc tuổi già vất vả cũng là có chút xứng đáng dương nguyễn vân sinh một cái nữ nhi đương mụ mụ sau nàng tâm tư càng nhẵn nhụi đối nhân sinh cảm ngộ cũng có rất nhiều bất đồng viết ra thư thụ đến càng nhiều người yêu thích ở trường học có thích hợp người tiếp nhận sau đó nàng liền tự đi trường học công tác chuyên tâm sáng tác. Xã hội tại biến hóa, đối sáng tác ước thúc cũng dần dần giảm bớt, nàng rốt cục có thể buông ra đi viết chính mình trong lòng cố sự, ngắn ngủn vài năm liền viết xuất hảo mấy quyển nhiệt tiêu tiểu thuyết. Từ tử phàm cũng thuận theo thời đại thủy triều, kế phòng điền sản sau đó, lại mở xe taxi công ty, chuyển phát nhanh hậu cần công ty, internet công ty chờ một chút, sản nghiệp càng ngày càng nhiều, giá trị con người càng ngày càng cao mà ban đầu đi theo hắn những cái đó thôn dân, cũng đã tiến vào nhị tầng biệt thự, từng người có chính mình sự nghiệp, trở thành trước phú đứng lên kia nhóm người. Lưu thị trưởng về hưu, Dương Vĩnh Khánh về hưu, Ngô Chí Cương cưới tân thê tử sinh cái nhi tử, Đông Hà huyện cũng chậm rãi biến thành Đông Hà thị. Cái chỗ này đã xảy ra rất nhiều rất nhiều biến quá, duy nhất không biến chính là mọi người đối từ tử phàm duy trì vẫn như cũ tại, kia là một loại tín ngưỡng, là đối hắn cảm ơn đương nhiên từ tử phàm cũng không có lợi dụng này phần cảm ơn làm cái gì tương phản hắn rất ham thích với từ thiện tự mình làm tấm gương dạy cho đại gia không cần lợi ích là trên hết không quản đạt tới cái gì cao độ đều thủy chung muốn bảo trì bản tâm tại dương vĩnh khánh về hưu sau đó từ tử phàm cũng đem đại bộ phận công tác đều giao cho người khác đi làm bồi dương uyển vân cùng nhau mang theo nhị lão đi nơi nơi du lịch nhìn xem bên ngoài thế giới có cái gì bất đồng phong cảnh Dương Nguyễn Vân là tác gia du lịch kiến thức đến các loại phong tục nhân tình tổng sẽ xuất phát nàng linh cảm nàng tại cuộc sống như thế Trung càng ngày càng vui vẻ càng ngày càng thỏa mãn tại Dương Nguyễn Vân đạt được một thư quỷ cúc giấy khen được đến văn học giới cao độ tán thành sau đó nàng lần đầu tiên đối từ tử Phàm nói cảm ơn ngươi lúc trước cổ vũ ta viết làm cảm ơn ngươi cho ta một cái trưởng thành đất ấm Cảm ơn ngươi dẫn ta kiến thức toàn thế giới ta thật sự đặc biệt đặc biệt thích này phần sự nghiệp, cũng đặc biệt đặc biệt cảm tạ ngươi. Từ tử phàm giúp nàng thuận hạ bên tai tóc, cười nói. Đột nhiên như vậy khách khí làm gì? Chúng ta lưỡng còn dùng nói cảm ơn. Ta chỉ biết ngươi sẽ nói khách khí, cho nên như vậy nhiều năm ta đều chưa nói quá. Hôm nay ta nhìn thấy tô tình, nàng quá được rất nghèo túng, ta đột nhiên đặc biệt tưởng nhượng ngươi biết, ta thật cảm tạ tô tình, nếu không là nàng tính kế chúng ta, ta sao có thể gả cho ngươi biến thành càng hảo chính mình đi. Ta cả đời này đều rất phong phú, mỗi một ngày đều không có sống ổn, mà đây là bởi vì có ngươi tại. Bọn họ đám cưới vàng lễ mừng thời điểm, TV thượng còn đặt mà đưa tin. Một cái toàn quốc thủ phủ cũng kéo toàn bộ thôn trở thành phú ông nhân vật truyền kỳ, cùng một cái văn đàn ngôi sao sáng ôn hình ái tình, những rất nhiều nhân tâm sinh hướng tới. Từ bọn họ cái kia niên đại đi qua, cũng không nùng liệt, cũng không tràn ngập tình cảm mãnh liệt ái tình, lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau quý trọng chân quý ái tình, kỳ thật rất không tầm thường, đây là thuộc loại Dương Nguyễn Vân hạnh phúc khóa nhạc. Tô Tình tại tivi thượng nhìn thấy bọn họ thời điểm, đang tại lão nhân trong viện làm bảo khiết. Nàng dừng lại động tác, nhìn tivi thượng người, bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt. Nàng rời đi Đông Hà huyện sau đó rõ ràng là tránh tiền, nàng còn mua phòng ở, mua tiểu ô tô tại nàng 30 tuổi kia năm, nàng nhớ rõ thị trường chứng khoán sẽ bạo trướng, tùy tiện mua một cổ đều sẽ trướng, cho nên nàng nhanh chóng đầu tiền đi vào, phát hiện quả nhiên trướng rất nhiều sau, rõ ràng đem sở hữu tiền đều đầu đi vào. Nàng tin tưởng trí nhớ của kiếp trước, mà thị trường chứng khoán vẫn luôn dâng lên cho nàng rất đại tin tưởng. Nàng đời trước liền chỉ sống đến 30 tuổi, mặt sau liền cũng không biết, nhưng nàng hỏi qua rất nhiều người, xem qua rất nhiều chuyên gia đoán trước, đều nói thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục trướng, ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng sẽ bị bộ lao ni. Nàng bồi quan sở hữu tích tụ, chỉ có thể bán đi xe, dựa vào trang phục tiệm sinh hoạt. Có thể buôn bán người càng ngày càng nhiều, làm đại nhà máy càng ngày càng nhiều, nhưng gia quần áo hình thức cũng dễ nhìn, nàng trong trí nhớ, tân hình thức rất khoái liền bị đào thải. Nàng cũng sẽ không thiết kế quần áo, chỉ có thể cùng người khác nhất dạng đi thượng hàng bán hàng tiền lời tự nhiên cũng cùng người khác không sai biệt lắm, không có gì mới lạ. Nàng là trọng sinh, lại mất đi với mọi người, nàng không cam lòng, áp lực đặc biệt đại, dần dần thích thượng đánh bài cùng mua sổ số. Vừa mới bắt đầu chính là tiểu đánh tiểu nháo, có thể sau tới sinh hoạt càng không như ý, nàng lại càng trầm mê này đó, trông cậy vào có một ngày có thể một đêm phất nhanh, quá thượng nàng tưởng muốn sinh hoạt. Có thể may mắn không có chiếu cố nàng nàng trầm mê chút này kết quả chính là đem cửa hàng cùng phòng ở đều bồi quan. Nàng lại về tới cùng đời trước nhất dạng ngày, nóng vội doanh doanh, nơi nơi làm công, vì có cái thích hợp chỗ ở, cuối cùng đến lão nhân viện đương bảo khiết a di quá nàng không thích nhất sinh hoạt. Nhìn đến tivi thượng từ tử phàm thời điểm, nàng cảm thấy thật hối hận, lúc trước vì cái gì không gả cho từ tử phàm ni. Liền tính không gả cho từ tử phàm, vì cái gì không hảo hảo lưu tại hà tây thôn đương cái phổ thông thôn dân ni những cái đó thôn dân hiện tại đều là phú nhất đại còn có lúc trước cổ phiếu trướng thời điểm nàng vì cái gì liền không đúng lúc bán ni bằng không nàng chính là phú bà cả đời này nàng bỏ lỡ nhiều ít cơ hội tốt a à. mà dương nguyễn vân kia thiên nhìn đến tô tình thời điểm cũng suy nghĩ rất nhiều nàng cảm thấy rất may mắn không là may mắn gả cho từ tử phàm có thể áo cơm vô ưu mà là may mắn nàng đã từng đầy đủ nỗ lực, rốt cục có điều thành tựu, đi tới đủ để cùng từ tử phàm sống vai cao độ. Nếu nàng lúc ban đầu liền chỉ làm cái vô ưu vô lự tiểu thê tử, khi liền tính từ tử phàm cả đời không thay đổi tâm, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ đi. Sau đó Dương Uyển Vân cùng từ hiểu phân nhắc tới, hai người đều có chút thổn thức. Tô tình rơi xuống như vậy một cái nông nổi, không đều là nàng chính mình làm sao. Nhân sinh có vô số thứ cơ hội, có thể muốn hảo hảo quý trọng tài năng bắt lấy, một mặt tưởng không làm mà hưởng, tưởng trên trời rất xuống bánh có nhân, kia cho tới bây giờ đều là không có khả năng sự, cuối cùng chỉ biết hại chính mình mà thôi. May mắn, từ tử phàm cải biến các nàng, không quan cải biến các nàng sinh hoạt, còn cải biến các nàng ý tưởng. Các nàng bắt lấy kỳ ngộ, nỗ lực giao tranh, rốt cuộc đều thu hoạch thành công cùng hạnh phúc. Nếu nhân sinh lại trọng đến một lần, các nàng cũng chưa chắc sẽ so hiện tại càng thỏa mãn bởi vì các nàng nhân sinh không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu các nàng đã đầy đủ quý trọng tác giả có lời muốn nói cái này tiểu cố sự kết thúc nha vì ta tiếp đương mau xuyên văn cầu một sóng dự thu tiếng chuyên mục liền có thể cất chứa một mụ mụ ta cũng không dám mau xuyên nhân tra quán sẽ làm thiên làm địa hại người hại mình lão thiên gia phái cái nữ ma đầu cho bọn hắn đương mụ 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 ta cũng không dám cầu biệt ngược. Phượng Hoàng Nam thú hào môn thiên kim lừa tài lừa sắc. Mụ mụ giáo ngươi như thế nào làm hai mươi hiếu hảo lão công, luyến ái não muốn cùng tên côn đồ tư buôn. Mụ mụ nhượng ngươi biết không mụ hài tử là căng thảo. Nữ ma đầu đương mụ giáo tra tra làm người. Hai ma đạo tiểu tỷ tỷ mau xuyên, sở tương một lòng một dạ tu luyện, vì phi thăng cũng không làm ác, độ kiếp khi lại thiếu chút nữa bị xét đánh chết. Linh hồn suy yếu ma đạo tiểu tỷ tỷ ha hả, như vậy không chú ý, chúng ta liền nhìn nhìn cái gì gọi đạo cao nhất thước, ma cao nhất trượng. Từ đó tiểu tỷ tỷ dùng xong cố ý nguyện làm trao đổi, tiếp nhận bi thảm người nhân sinh, không kiên nể gì, không người dám chọc. Nhận sở hữu người biết, cái gì là chân chính ma nữ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Người thành thật bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ tử phàm thoát ly thượng cái thế giới sau, tại hư không không gian nghỉ ngơi thật lâu, thẳng đến các phương diện đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái mới lần thứ hai xuất phát. Từ tử phàm lần này khi tỉnh lại đang nằm tại sofa thượng, chung quanh rất hắt, chỉ có mỏng manh ánh trăng thấu qua bức màn mang đến một chút độ sáng. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái trang hoàng không sai phòng khách. Dạ thâm nhân tỉnh, trong phòng không có thanh âm nào khác, hắn yên lặng nhắm mắt lại bảo trì đi ngủ bộ dáng, bắt đầu giải thế giới này tình huống. Nguyên chủ từ tử phàm chất phát, nội hướng, hàm hậu, thành thật, liên phát hình đều là rất nặng nề kia loại, có chút rất nhỏ xả giao hoảng sợ chứng. May mắn chuyên nghiệp kỹ năng không sai, đại học tốt nghiệp liền nhận lời mời đến tỉnh nội tốt nhất internet khoa học kỹ thuật công ty, trở thành kỹ thuật bộ trình tự viên. Nhà bọn họ ngay tại tỉnh lỵ từ phụ từ mẫu đều là cao trung giáo sư, tại củ Thành Nội có một bộ 80 thước vuông hai cư thất, lại cấp nguyên chủ mua một bộ 120 bình đại hai cư, dùng làm hôn phòng. Nhị lão lúc trước sinh hài tử tương đối vãn, từ tử phàm 30 tuổi thời điểm, bọn họ đã về hưu dẫn tiền hưu cùng dưỡng lão bảo hiểm. Theo lý thuyết, giống nguyên chủ điều kiện như vậy tìm đối tượng vẫn là không khó, nếu tìm được một cái ôm nhu hiền thục thê tử, hai người hảo hảo sống qua ngày. Cuộc sống tương lai khẳng định kém không Có thể hư liền phá hủy Ở nguyên chủ từ cao trung đến đại học Đều thầm mến một cái nữ thần Mà cái này nữ thần còn tìm đến hắn Đây là hắn ác mộng bắt đầu Nữ thần là nguyên chủ Cao trung ngồi cùng bàn Gọi ngô tuyết phỉ Lớn lên rất phiêu lượng Là lúc ấy hoa hậu giảng đường Có rất nhiều người truy Ngô tuyết phỉ không chơi nguyên chủ nặng nề không thú vị Mỗi ngày đều sẽ cười cùng hắn chào hỏi Nói chuyện phím Thời gian lâu nguyên chủ liền đem ngô tuyết phỉ đặt ở trong lòng. Nhưng hắn biết chính mình không xứng với ngô tuyết phỉ, chưa bao giờ dám thổ lộ, chỉ tại ngô tuyết phỉ yêu cầu hắn thời điểm yên lặng giúp đỡ, chậm rãi thành ngô tuyết phỉ bạn tốt. Cao khảo khi hắn lén lút nhìn ngô tuyết phỉ chí nguyện, điền đồng dạng đại học, tuy rằng không lại là cùng ban đồng học, nhưng bởi vì bọn họ quan hệ không sai, đại học tứ năm trong thường xuyên có thể gặp mặt. Nguyên chủ không từng nghĩ muốn phát triển cái gì, hắn liền tưởng đãi tại ngô tuyết phỉ bên người khi đó ngô tuyết phỉ có cái gì không thoải mái sự cũng sẽ tìm đến hắn nói hết hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn sau lại đại học tốt nghiệp ngô tuyết phỉ đi nước ngoài tự do đi nguyên chủ thì về nhà tìm phần công tác bọn họ liên hệ liền dần dần thiếu không nghĩ tới tại nguyên chủ buông xuống nàng bắt đầu thân cận thời điểm nàng lại trở lại ngô tuyết phỉ trở lại gia hương gặp lại bạn tốt đặc biệt cao hứng nguyên chủ có thể tái kiến trong lòng nữ thần cũng thập phần vui vẻ hai người ăn cơm chúc mừng hưng trí cùng nhau còn uống nhiều rượu chờ nguyên chủ đem ngô tuyết phỉ đưa hồi khách sạn khi ngô tuyết phỉ có chút khó chịu nguyên chủ liền lưu lại chiếu cố nàng sau lại ngô tuyết phỉ thiếu chút nữa ngã sấp xuống nguyên chủ đi đỡ hai người cùng nhau ngã xuống giường say khước mà đầu óc đều không tỉnh táo không biết như thế nào liền đã xảy ra quan hệ đệ nhị thiên ngô tuyết phỉ tỉnh lại vẫn luôn khóc Nguyên chủ như thế nào giải thích đều không quản dùng. Ngô Tuyết Phỉ còn nói về sau đều không cần gặp mặt, phát sinh loại này sự lại cũng không có thể làm bằng hữu. Ngô Tuyết Phỉ đem nguyên chủ đuổi đi lập tức thay đổi khách sạn, còn đem mới vừa thêm phương thức liên lạc toàn bộ kéo hắc, một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thế. Nguyên chủ vệ oải vạn phần, tự trách ấy nấy, liên tiếp một cái nguyệt đều đánh không khởi tinh thần đến, vẫn luôn nghĩ như thế nào nhượng Ngô Tuyết Phỉ tha thứ hắn mà một tháng sau, ngô tuyết phỉ đột nhiên tiều tụy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa nhìn thấy hắn liền khóc đánh hắn, nói chính mình mang thai. Nói nàng đem hắn đương bạn tốt, hắn cư nhiên chiếm nàng tiện nghi, nàng hận chết hắn. Ngô tuyết phỉ càng nói như vậy, nguyên chủ càng cảm thấy chính mình tội ác tày trời, nhưng lại có một chút bí ẩn hưng phấn, bởi vì nữ thần hoài hắn hài tử. Hắn cực lực trấn an ngô tuyết phỉ, cầu nàng không cần xóa sạch hài tử, cầu nàng gả cho chính mình, còn cấp nàng nhìn phòng ở cùng tiền gửi, nói phụ mẫu tình huống cùng của cải chờ một chút. Ngô Tuyết Phỉ lại khóc vừa tức cùng hắn náo loạn hảo vài ngày, cuối cùng mới quyết định vì hài tử gả cho hắn, cùng hắn tạo thành một gia đình. Có thể lấy được nhiều năm thầm mến nữ thần đối nguyên chủ đến nói quả thực cùng nằm mơ nhất dạng, tuy rằng từ phụ, từ mẫu cảm thấy Ngô Tuyết Phỉ rất xinh đẹp, vẫn là đột nhiên xuất hiện, có chút không thích, nhưng nguyên chủ thân cận như vậy nhiều lần đều không gặp được thích hợp cái này chẳng những là nguyên chủ thích còn hoài hài tử đương nhiên vẫn là vui sướng nhiều mặt khác rất nhiệt tình mà tiếp nhận rồi cái này như tức phụ ngô tuyết phỉ nói không tâm tình trù bị hôn lễ kiên trì chỉ lĩnh chứng mà người nhà của nàng nàng cũng không thông tri nói sợ ai mắng về sau lại nói này đó nguyên chủ đều y nàng hai người rốt cục thuận lợi mà lĩnh đến giấy hôn thú hôn phòng là có sẵn đã sớm trang hoàng hoàn hảo, nguyên chủ dựa theo Ngô Tuyết Phỉ yêu thích mua xa hoa gia cụ, gia điện cùng sinh hoạt đồ dùng, tân gia liền biến đến thập phần tiểu tư có khuynh hướng cảm xúc. Tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng nguyên chủ nhìn thoải mái gia cùng nữ thần lão bà, tái tưởng đến sắp đã đến Tiểu Bảo Bảo, thật sự là cảm giác giống ngâm mình ở mật bình trong, đi ngủ đều là cười. Có thể kết hôn sau, Ngô Tuyết Phỉ cũng không vui, tổng là khóc. Có một lần khóc được quá lợi hại. Miên chủ khẩn trương hỏi ý kiến, nàng mới nói nàng phụ thân xảy ra chuyện. Rượu giá đâm chết người bị bắt lại, người chết người nhà tỏ vẻ chỉ cần bồi 100 vạn liền cấp lượng giải thư, nếu không nhất định nhượng nàng phụ thân tù mọc gông. Ngô Tuyết Phỉ nói chính mình gia không có tiền, mẫu thân trước bệnh nặng tiêu hết sở hữu tích tụ, liên phòng ở đều bán, đào không của cải cũng không lưu lại mẫu thân. Phụ thân cũng là quá mức bi thống mới có thể uống say, không nghĩ tới sẽ xuất loại này sự. Ngô Tuyết Phỉ khóc được rất tàn nhẫn, cơ hồ ngất, luôn luôn tại nói chính mình ra vì cái gì thảm như vậy. Nguyên chủ luyến tiếp nhìn nàng như vậy, hơn nửa thời gian mang thai như vậy khóc cũng quá thương thai nhi. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy ngô tuyết phỉ trong miệng, thảm, cũng bao quát ngoài ý muốn mang thai không thể không gả cho hắn cái này sự, thập phần tự trách, cuối cùng hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp đi giúp nhạc phụ. Từ phụ, từ mẫu biết sau tâm sinh phản cảm, tổng cảm thấy này giống lừa hôn dường như nhưng này hôn cũng kết, hài tử cũng có, thân gia xuất sự tổng không thể làm nhìn không quản, khiến cho ngô tuyết phỉ mỗi ngày khóc đi. Vạn nhất lại đem hài tử khóc sanh non có thể làm như thế nào? Bởi vậy liền tính rất không cao hứng, bọn họ cũng vẫn là đem sở hữu tích tụ đều đem ra, hơn nữa vài năm này nguyên chủ toàn tiền lương, miễn cưỡng thấu thượng 100 vạn, này cũng thật đem bọn họ ra đào không? Ngô tuyết phỉ kích động mà cấp nhị lão quỳ xuống, chảy nước mắt nói về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận bọn họ, tiền liền cho là mượn, chờ nàng sinh hoàng hài tử liền nỗ lực kiếm tiền, cùng phụ thân cùng nhau đem tiền này còn cho bọn hắn. Nàng nói như vậy đảo thật làm cho từ phụ, từ mẫu thư thái một chút, sau đó Ngô Tuyết Vĩ vẫn luôn đối bọn họ phi thường hảo, bọn họ cũng tin tưởng Ngô Tuyết Vĩ là thật tại cảm kích bọn họ. Ngô Tuyết Vĩ phụ thân Ngô Lập Đông là tại một cái khác thành thị xuất sự, cho nên nguyên chủ bồi Ngô Tuyết Vĩ cùng đi vừa đến kia liền đi trước cảnh cục thăm ngô lập đông nguyên chủ lần đầu tiên thấy nhạc phụ vẫn là dưới tình huống như vậy có chút khẩn trương chỉ chú ý tới nhạc phụ thực hiển tuổi trẻ bảo dưỡng được thật hảo bất quá ngô tuyết phỉ như vậy phiêu lượng nhạc phụ anh tuấn tuổi trẻ chút cũng rất bình thường bọn họ chưa nói nói mấy câu liền kết thúc thăm sau đó ngô tuyết phỉ nhanh chóng liên hệ người chết người nhà đàm phán nguyên chủ cũng không đại hội nói chuyện cơ bản đều là bồi tại một bên nhìn ngô tuyết phỉ xử lý. Một trăm vạn đã cho đi, quả nhiên không hai thiên ngô lập đông liền bị phóng đi ra, nói là người chết chính mình có sai lầm, cái này án tử liền như vậy kết. Ngô gia phòng ở bán, ngô tuyết phỉ lại tại ngô lập đông không biết thời điểm lập gia đình, ngô lập đông đương nhiên lo lắng, liền cùng bọn họ cùng nhau trở về nhà. Nhà bọn họ là đại hai cư, vừa lúc ngô lập đông trụ một cái khác phòng ngủ nghe nói bọn họ rượu sau loạn tính chưa cưới trước dựng ngô lập đông đối nguyên chủ cái mũi không là cái mũi ánh mắt không là ánh mắt nguyên chủ chỉ có thể lấy lòng nhạc phụ hy vọng hắn có thể tiếp thu hắn một gia nhân từ đó hảo hảo sinh hoạt nguyên chủ cùng ngô lập đông hai cái người xa lạ ở cùng một chỗ có chút không có thói quen nhưng trong nhà sở hữu tích tụ đều không có nguyên chủ gấp kiếm tiền đi làm chủ động tăng ca không có biện pháp chiếu cố ngô tuyết phỉ Suy xét đến từ Ngô Lập Đông chiếu cố Ngô Tuyết Phỉ rất không sai, hắn liền chân tâm khẩn cầu Ngô Lập Đông nhiều trụ một đoạn thời gian, tốt nhất trụ đến Ngô Tuyết Phỉ sinh sản lại đi, Ngô Lập Đông lo lắng nữ nhi, tự nhiên ứng. Nhưng Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ cũng sẽ không nấu cơm, nguyên chủ mỗi ngày buổi sáng muốn dậy sớm làm ba cái người bữa sáng, tối sẽ về nhà muốn làm cơm chiều, thu thập gia, giữa trưa hoặc nguyên chủ tăng ca không làm được cơm chiều thời điểm, Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ liền gọi ngoại bán nguyên chủ đề cập qua hai lần gia vụ sự, ngô tuyết phỉ nói nàng phụ thân cả đời chưa làm qua này đó, hiện tại đến dưỡng lão không thể lại nhượng hắn vất vả, cho nên ngô tuyết phỉ liền chính mình học nấu cơm, kết quả bắt tay nóng đỏ, thang cũng đánh nghiêng, lộng được một mảnh đống hỗn độn. Nguyên chủ đương nhiên không dám lại nhượng ngô tuyết phỉ động này đó, chỉ có thể chính mình mệt mỏi một chút, dậy sớm tham hắc tại công tác rất nhiều ôm đồng toàn bộ gia vụ. Hắn rất mỏi mệt, nhưng đối Tiểu Bảo Bảo chờ mong cùng đối tương lai hôn nhân hướng tới nhượng hắn tràn ngập động lực, đảo cũng không có cái gì oán giận, chỉ tưởng hảo hảo giao tranh nhượng thê nhi quá tốt nhất sinh hoạt. Bởi vì hắn thường xuyên tăng ca, về nhà lại thu thập thu thập, trở về phòng khi tổng sẽ quấy rầy đến Ngô Tuyết vĩ giấc ngủ. Giấc ngủ không hảo liền tinh thần rất kém, Ngô Lập Đông đau lòng nữ nhi, đối với cái này bất mãn hết sức, rõ ràng đề nghị nhượng nguyên chủ ngủ sofa dù sao sofa rất mềm mại thoải mái hoàn toàn có thể ngủ hạ hắn miên chủ muốn cho ngô tuyết phỉ hảo hảo nghỉ ngơi không quá tình nguyện mà đồng ý hết thảy đều lấy ngô tuyết phỉ làm trọng có thể rất khoái ngô tuyết phỉ khuôn mặt tươi cười lại không có thường xuyên không hề dự triệu mà sinh khí rơi nước mắt xem qua bác sĩ sau bị chẩn đoán bệnh vi thời gian mang thai hậm hực chứng muốn tưởng chữa khỏi nhất thiết phải phóng khoan tâm nhiều làm vui vẻ sự nhiều cảm thụ sinh hoạt tốt đẹp nhiều cùng người nói chuyện phím chờ một chút, quan trọng nhất vẫn là gia nhân làm bạn. Nguyên chủ biết bọn họ hôn nhân là như thế nào tới, biết hài tử này là như thế nào tới, nhìn nữ thần hậm hực khó chịu, hắn lại cố tình thường xuyên tăng ca không thể làm bạn, trong lòng càng thêm tự trách, chỉ có thể khẩn cầu nhạc phụ nhiều bồi ngô tuyết phỉ đi ra ngoài dạo chơi, chơi một chút. Sau đó ngô gia phụ nữ liền thường xuyên xuất môn, đem chung quanh chơi một cái, ăn các loại mỹ thực, những ngô tuyết phỉ lĩnh hội sinh hoạt tốt đẹp. Biện pháp này quả nhiên hữu dụng, Ngô Tuyết phỉ trạng thái một chút điểm biến hảo, đương nhiên tiền cũng không ít hoa, nguyên chủ vất vả tăng ca kiếm tiền tưởng còn cấp phụ mẫu, lại nhất phân cũng không có toàn hạ, còn bị soát bảo thẻ tín dụng, thành tạp nô. Có thể hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ nhìn thê tử hậm hực không quản sao? Hậm hực chứng nghiêm trọng là rất nguy hiểm, hắn chỉ có thể chờ đợi thê tử sớm một chút khỏi hẳn bọn họ sinh hoạt có thể chân chính hảo đứng lên từ phụ từ mẫu nhìn nhi tử vất vả như vậy liền mỗi tháng đều đem bọn họ tiền hưu cấp nguyên chủ một hơn phân nữa chính mình chỉ để lại một chút sinh hoạt phí bọn họ mơ hồ cảm thấy cái này kết hôn sai có thể nhi tức phụ được hậm hực chứng tổng không thể không quản tuy rằng sự nhiều điểm có thể loại tình huống này người khác cũng không phải không có không tính hiếm lạ sự chỉ có thể đương bọn hắn có chút xui xẻo từ mẫu vì thế còn đặt mà đi trong miếu đã bái bái, hy vọng có thể cấp nhi tử đổi vận. Ngô tuyết phỉ toàn bộ thời gian mang thai đều là như vậy quá, nguyên chủ cũng từ tràn ngập động lực đến thân tâm mỏi mệt, nhưng ngô tuyết phỉ sinh cái rất khả ái nhi tử, nguyên chủ nhìn đến bọn họ huyết mạch kéo dài lại tràn ngập thỏa mãn cảm, cái gì mỏi mệt liền đều không trọng yếu. Nhưng hắn này phần vui sướng không có cảm nhiễm ngô tuyết phỉ, ngô tuyết phỉ vốn là hậm hực chứng đã cải thiện rất nhiều, không nghĩ tới hậu sản thế nhưng lại tăng thêm, nhìn đến hài tử liền sẽ rất lo âu. Nàng nói chính mình là đinh khắc tộc, cho tới bây giờ không từng nghĩ làm mụ mụ, lúc trước ngoài ý muốn mang thai thống khổ thật lâu, không có nạo thai là không muốn thương tổn hại tiểu sinh mệnh, cũng không tưởng thương tổn tới mình thân thể. Huống chi nàng cùng nguyên chủ quan hệ như vậy hảo, nàng nhìn nguyên chủ như vậy thích hài tử, cũng không đành lòng thương tổn nguyên chủ có thể nàng không nghĩ tới sinh ra hài tử vẫn là vô pháp tiếp thu nàng vô pháp chiếu cố hài tử mỗi phút mỗi giây đều rất lo âu hậu sản hậm hực loại này sự rất nhiều thời điểm nói không rõ ràng nguyên nhân từ phụ từ mẫu lên mạng sưu sưu phát hiện hậu sản hậm hực chứng người bệnh còn có khả năng thương tổn tới mình thương tổn hài tử đều sợ tới mức đủ sạch rõ ràng đem hài tử tiếp đến nhà bọn họ trong từ hai người bọn họ chiếu cố nói cái gì thời điểm ngô tuyết phỉ hảo lại đem hài tử tiếp trở về. Ngô tuyết phỉ trạng thái lúc này mới hảo một ít, không lại như vậy lo âu, nhưng làm xong trong tháng bởi vì nàng thủy chung hậm hực, tâm tình không tốt, liền lại cùng ngô lập đông nơi nơi đi chơi, lần này không có thời gian mang thai bất tiện, còn đi nơi khác, trên cơ bản chính là đến mỗi cái du lịch cảnh điểm du ngoạn, sau đó nhấm nháp mỹ thực, mua bản địa đặc sắc đồ vật, hưởng thụ nhân sinh. Nguyên chủ thường xuyên tăng ca về nhà chỉ có chính mình một cá nhân, hắn lại tưởng niệm nhi tử, liền hồi phụ mẫu nhà ở, từ trước tưởng tượng cùng nữ thần kết hôn sau ngọt ngào hạnh phúc sinh hoạt toàn thành bọc nước, hảo tại có một cái nữ thần cấp hắn sinh hài tử, nhìn rất giống thê tử, cũng rất giống nhạc phụ, lớn lên nhất định là cái anh tuấn soái ca, hắn sinh hoạt cũng không phải hoàn toàn không có vui sướng, nhìn nhi tử mỗi ngày trưởng thành biến hóa chính là hắn lớn nhất vui sướng. Nhưng mà tại hắn công tác càng ngày càng vất vả, thẻ tín dụng mắc nợ lại càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là kiên không ngừng, cùng Ngô Tuyết Vĩ, Ngô Lập Đông đề xuất không thể tiếp tục du lịch. Vả lại uyển chuyển mà hy vọng Ngô Lập Đông có thể giúp đỡ một chút trong nhà, dù sao hắn còn năm thịnh lực cường bộ dáng, hai người bọn họ cộng đồng nỗ lực vì Ngô Tuyết Vĩ cung cấp một cái nhiều ưu tú sinh hoạt, trị liệu hoàn cảnh, không là rất hảo sao? Kết quả Ngô Lập Đông nói hắn không sẽ bất luận cái gì kỹ năng, tại này tỉnh lỵ tìm việc làm đỉnh nhiều một cái nguyệt hơn 2.000, không đỉnh cái gì dùng còn không thời gian chiếu cố ngô tuyết phỉ. Đến lúc đó dư ngô tuyết phỉ một cá nhân tại gia miên mang suy nghĩ, rầu rĩ không vui, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó ngô lập đông liền nói cho nguyên chủ, muốn tưởng kiếm tiền, vùi đầu khổ làm căn bản bạch xã, nhất thiết phải làm đầu tư tài năng kiếm tiền A. hắn nói hắn phương diện này còn nhận thức điểm người, có thể giúp nguyên chủ hỏi một chút nhìn có hay không có thể đầu tư. Kế tiếp bọn họ không có lại đi du lịch, nguyên chủ toàn tan tầm tư lại mượn ít tiền, bị bọn họ phụ nữ khuyên bảo thăm dò mà đầu tư hai vạn khối, một tháng sau trả về hai vạn ngủ. Như vậy phong phú hồi báo nhượng nguyên chủ có chút bất an, nhưng ngô gia phụ nữ nói cái này rất bình thường, đối phương là làm đại mua bán, tránh được nhiều, phản lợi đương nhiên nhiều. Hắn này đầu tư hai vạn nhân gia đều không nguyện ý thu, người khác đầu tư đều là mấy chục vạn, mấy trăm vạn mà đầu, nếu không là bởi vì Ngô Lập Đông cùng người ta nhận thức, nhưng gia căn bản không sẽ cho cơ hội này. Nguyên chủ không có trực tiếp cùng đối phương đã gặp mặt, cấp tiền lấy tiền đều là thông qua Ngô Lập Đông, nhưng cầm lại tới tiền đúng là thật sự. Hắn lại đầu 5 vạn, một cái nguyệt trả về 7 vạn, lại đầu 7 vạn, một cái nguyệt trả về 10 vạn. Đầu được càng nhiều, phản lợi tỷ lệ càng cao. Nguyên chủ tại cực cực khổ khổ một năm sau đó, gặp được như vậy đầu tư thật là vạn phần may mắn. Trong lòng hắn vẫn luôn đối lấy phụ mẫu như vậy nhiều tiền mà ấy nấy, hiện tại rốt cục tìm được một cái cấp tốc kiếm tiền phương pháp, đương nhiên vui sướng kích động. Ngô tuyết phỉ bệnh tình cũng cải thiện rất nhiều, mỗi lần nhìn đến trả về tiền đều thật cao hứng, thường xuyên nói với hắn nhanh lên kiếm đủ 100 vạn liền có thể còn cấp từ phụ, từ mẫu, những nguyên chủ cảm thấy nàng bệnh tình hảo, rốt cục biến trở về thiện giải nhân ý bộ dáng. Lúc này bởi vì Ngô Tuyết vĩ bệnh tình hảo chuyển, cũng rốt cục nhượng hắn hồi phòng ngủ. Thê tử săn sóc ôm nhu cùng đầu tư không ngừng hồi báo nhượng nguyên chủ thoải mái rất nhiều, mà ngay cả nhạc phụ cũng đối hắn vẻ mặt ôn hòa, hắn chân chính hưởng thụ khởi hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đề xuất đem nhi tử tiếp trở về, hắn phụ mẫu lớn tuổi, mang hài tử rất vất vả. Kết quả đi từ phụ, từ mẫu bên kia thời điểm Ngô Tuyết Vĩ ngửi được anh Nhi sửa bột hương vị cư nhiên nhổ, đi kiểm tra phát hiện nàng lại đã hoài thai. Nguyên chủ cùng từ phụ, từ mẫu đều thập phần kinh hỷ, cảm giác Ngô Tuyết Vĩ khả năng chính là dịch dựng thể chất, hơn nữa lần thứ hai mang thai nhượng Ngô Tuyết Vĩ đối hài tử bài xích tiêu thất, tiếp thu rất tự nhiên, bác sĩ nói nàng hậm hực chứng không sai biệt lắm hẳn là hảo. Đây quả thực song hỷ lâm môn, thêm thượng đầu tư hồi báo chính là tam hỷ lâm môn. Ngô Tuyết vĩ đề xuất còn cha mẹ chồng 100 vạn sau còn muốn lại đổi cái căn phòng lớn, nàng hy vọng phụ thân vẫn luôn cùng bọn họ sinh hoạt, kia hai cái hài tử về sau liền không gian phòng. Đổi phòng tử cũng không phải là tùy tiện đổi, còn phải suy xét đến hai cái hài tử đến trường, học khu phòng hai vạn một bình, đổi cái rộng mở tứ cư thất như thế nào cũng được muốn 80 vạn thêm này đóng phòng ở mới miễn cưỡng đủ. Yêu cầu tiền rất nhiều, nhưng hảo tại đầu tư là hồi báo dẫn đặc biệt cao không tính rất có áp lực. Không bao lâu, Ngô Lập Đông nói đầu tư bên kia có một cái cơ hội tốt, nói sắp tới yêu cầu tuyệt bút tiền vốn làm một cái đại hạng mục, phản lợi là bình thường gấp 2. Này thật sự là cái kinh hỷ, tại Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông khuyên bảo hạ, nguyên chủ vì mau chóng còn phụ mẫu tiền, mau chóng kiếm được đổi phòng tử tiền, hạ nhẫn tâm muốn nhiều đầu một ít. Nguyên chủ cùng thân thích bằng hữu mượn một vòng tiền, còn võng vay rất nhiều hắn bình thường danh dự tốt đẹp, nhân phẩm cũng không sai, mặc dù có người khuyên hắn đầu tư muốn cẩn thận, nhưng nghe hắn nói nhiều lần đều lấy đến phản lợi, liền cũng không lại khuyên nhiều. Còn có muốn cho hắn giới thiệu giới thiệu đi theo đầu tư, bị ngô lập đông cự tuyệt, nói đối phương lần này không tiếp thụ tân nhân đầu tư, gấp bội phản lợi cũng coi như hồi quỷ lão hộ khách. Như vậy vừa nói càng làm cho người cảm thấy cơ hội khó được, nguyên chủ tổng cộng mượn đến 50 vạn dựa theo kết xù đầu tư phản lợi hơn nửa song bội phản lợi đến tính, một tháng sau sẽ cho hắn trả về 200 vạn. Nguyên chủ đối như vậy đầu tư cũng lòng có bất an, cho nên hắn quyết định chỉ đầu tư này cuối cùng một lần, lần này sau đó tiền cũng toàn không sai biệt lắm, về sau hắn tiếp tục cố gắng công tác, hết thảy liền đều hảo đi lên. Nhưng này thứ, không có phản lợi. Ngô Lập Đông nói kia người không thấy, nguyên chủ như bị xét đánh, tưởng muốn báo nguy, Ngô Lập Đông nói loại này không giấy vay nợ không hiệp ước, căn bản không có chứng cớ cáo nhân gia. Hắn cũng rất tức giận, nói nếu là hắn giúp đỡ dắt tuyến, nhất định muốn tìm suốt kia người đem tiền muốn trở về. Sau đó Ngô Lập Đông liền ly khai bọn họ thành thị, tự mình đi tìm người muốn tiền. Nguyên chủ vay tiền khi nói hảo một cái nguyệt trả tiền lại, hai cái nguyệt đi qua, Ngô Lập Đông bên kia còn không động tĩnh, thân thích bằng hữu mà bắt đầu tìm nguyên chủ muốn tiền dù sao đều không là số lượng nhỏ, phát hiện có chút không đối khẳng định được nhanh chóng muốn trở về. Từ phụ, từ mẫu đi theo thượng hỏa nháo tâm, còn bị bệnh một hồi, có thể bọn họ thật sự giúp không được gì, nhìn ngô tuyết phỉ hoài dựng lại không thể hướng nàng phát giận, chỉ có thể quá nhi tự giấu bọn họ đầu tư như vậy đại nhất bút tiền, nguyên chủ thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Theo tới cửa muốn tiền người càng ngày càng nhiều, ngô tuyết phỉ bắt đầu lo âu, cùng nguyên chủ nói bọn họ có hai cái hài tử muốn dưỡng, còn muốn cấp phụ mẫu dưỡng lão, nếu đầu tư tiền truy không trở lại, lại đem trong nhà phòng ở bồi cấp thân thích, kia bọn họ liền quá không nổi nữa. Nguyên chủ nói phòng ở có thể bán 150 vạn, còn 50 vạn khoản nợ, dư lại đi của thành nội còn có thể mua cái rất rộng mở tam cư thất, về sau hắn lại nỗ lực là đến nơi. Ngô tuyết phỉ hậm hực chứng lại đột nhiên bùng nổ, thậm chí bắt đầu tự hại, khóc nói nhìn không tới tương lai. Ngô Tuyết Phỉ hồi ức rất nhiều bọn họ từ cao trung đến đại học sự tình, rất có chút phí hoài bản thân mình cảm giác, đem nguyên chủ dọa sợ. Cuối cùng hắn đồng ý Ngô Tuyết Phỉ biện pháp, hai người giả ly hôn, viết hảo ly hôn hiệp nghị, phòng ở về Ngô Tuyết Phỉ độc hữu, nợ nần về nguyên chủ độc hữu. Trước bảo vệ trong nhà tài sản, như vậy chính là tòa án cũng không có thể cưỡng chế hắn trả tiền lại, sau đó bọn họ lại nghĩ biện pháp Tốt nhất Ngô Lập Đông có thể muốn hồi đầu tư khoản, hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Liên tiếp sự kiện nhượng nguyên chủ sinh hoạt hỏng bét, đầu óc đều là mộng, chờ từ phụ, từ mẫu biết đến thời điểm, hắn cùng Ngô Tuyết Vĩ đã làm ly hôn chứng, phòng ở cũng sang tên. Nhị lão tức điên, lần đầu tiên hoài nghi Ngô Tuyết Vĩ cùng Ngô Lập Đông có phải hay không kẻ lừa đảo, có thể kẻ lừa đảo như thế nào sẽ cho nguyên chủ sinh hài tử còn hoài nhị thai ni. Không chờ bọn hắn làm rõ ràng, Ngô Tuyết Phỉ liền đem phòng ở cấp bán, thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, đối nguyên chủ lạnh lùng được muốn mệnh. Ngô Lập Đông cũng đột nhiên xuất hiện, giúp Ngô Tuyết Phỉ thu thập vật sở hữu, cùng đi từ gia tiếp đại nhi tử. Nguyên chủ khiếp sợ chất vấn, lại bị hai người bọn họ châm chọc khiêu khích nhất đốn, mắng hắn ngốc. Nguyên lai Ngô Lập Đông căn bản liền không là Ngô Tuyết Phỉ phụ thân, bọn họ vẫn luôn chính là một đối tình lữ, chẳng qua là tương kém 10 tuổi tình lữ. Lúc trước Ngô Lập Đông đầu tư thất bại thiếu người khác 20 vạn, vừa lúc Ngô Tuyết Phỉ ngẫu ngộ nguyên chủ, nghĩ đến nguyên chủ gia cảnh tựa hồ không sai, liền cùng Ngô Lập Đông thiết cái tiên nhân khiêu, làm ra một hồi rượu sau loạn tính. Ngô Tuyết Phỉ kéo hắc nguyên chủ kia một cái nguyệt vẫn luôn cùng Ngô Lập Đông tại cùng nhau, nàng quả thật mang thai, hoài cũng là Ngô Lập Đông hài tử, nàng nói nguyên chủ là cái người thành thật, đặc dễ lừa, bọn họ kế hoạch được hảo một chút khẳng định không sẽ bị phát hiện. Quả nhiên nguyên chủ không hoài nghi quá nàng, ai cũng sẽ không không có việc gì hoài nghi nhạc phụ là cái giả mạo, hoài nghi nhận thức nhiều năm nữ thần sẽ dùng loại này ti bỉ phương pháp lừa hắn. Tiếp Ngô Lập Đông đi nơi khác lộng một chút tiểu sự cố tiến cảnh cục, bọn họ quả thật đi cảnh cục thăm, có thể thăm cũng sẽ không cố ý nói là bởi vì cái gì đi vào, nguyên chủ cho rằng Ngô Lập Đông là gây chuyện bị bắt, kỳ thật chính là đánh nhau ẩu đả. Đàm phán người chết người nhà chính là mướn 100 vạn toàn lọt vào ngô lập đông túi, hắn còn thiếu khoản nợ 20 vạn, còn dư lại 80 vạn. Vốn là bọn họ tưởng rời đi, không nghĩ tới nguyên chủ đối bọn họ đặc biệt hảo, hai người một thương lượng liền quyết định hảo hảo dưỡng thai nhượng nguyên chủ đương coi tiền như rác. Còn có kia đóng hôn phòng là nguyên chủ hôn trước tài sản, nguyên chủ lại không có tích tụ, trực tiếp ly hôn phân không đến một phân tiền, bọn họ mới vừa nếm đến ngon ngọt, lại không có bị phát hiện nguy hiểm, đương nhiên muốn nỗ lực nỗ lực nhìn có thể hay không đem phòng ở thu vào tay. Sau đó ngô tuyết vĩ trang hậm hực chứng, nhượng nguyên chủ ngủ sofa, lấy tiền cho bọn họ hoa, bọn họ ngay tại nguyên chủ đi làm thời điểm giống một đối phu thê nhất dạng ngọt ngào sinh hoạt, ở nhà ân ân ái ái, đi ra ngoài cũng nơi nơi hưởng thụ, chỉ cần ở bên ngoài chú ý đúng mực, căn bản không chọc người hoài nghi. Bọn họ đem nguyên chủ trở thành kiếm tiền máy móc, hầu hạ người bảo mẫu, mỗi tháng đều đem hắn áp bức rốt cuộc, sinh nhi tử cũng ném cấp từ phụ, từ mẫu chiếu cố, xem bọn hắn đem hài tử đương bảo bối dường như chiếu cố, hai người trong lòng đặc biệt sản. Lại sau đó nguyên chủ có chút phản kháng ý thức, bọn họ liền gộp lại lấy đầu tư phương thức lừa tiền. Trong tay bọn họ có mấy chục vạn, vừa mới bắt đầu những cái đó đầu tư phản lợi đều là bọn họ cấp, liền vì nhượng nguyên chủ tin tưởng, cuối cùng một lần mò nhất bút đại. Trong lúc này, bọn họ rốt cuộc nghĩ đến như thế nào lừa phòng ở vẫn là dùng lão chiêu số mang thai lo âu lần này lại tăng thêm tự hại bọn họ tìm lấy cớ đều rất hảo trình diễn được cũng không sai phụ nữ thân phận cũng rất khó nhượng người hoài nghi nói ra khả năng sẽ có người cảm thấy nguyên chủ xuẩn nhưng thân ở trong đó quả thật rất dễ dàng bị lừa liên từ phụ từ mẫu đều không nhìn ra vấn đề nhất là nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt được rất đơn thuần cùng Ngô Tuyết Vĩ cũng nhận thức hảo nhiều năm, cho tới bây giờ không từng nghĩ điện ảnh trong những cái đó tiên nhân khiêu sẽ phát hiện tại trên người hắn, liền như vậy bị lừa quan toàn bộ tài sản, còn mắc nợ 50 vạn. Ngô Tuyết Vĩ hoài nhị thai đương nhiên cũng không phải hắn, Ngô Tuyết Vĩ nói mỗi lần cùng hắn cùng nhau đều sẽ ăn thuốc tránh thai, hai cái hài tử đều là Ngô Lập Đông. Từ phụ, từ mẫu tỷ mỹ chiếu cố tôn tử gần một năm, cảm tình sâu đậm, chợt vừa nghe đến loại này kinh bạo chân tướng, hoàn toàn vô pháp tiếp thu, còn có ngô tuyết phỉ, ngô lập đông kia hung hăng càng quấy thái độ, những bọn họ nhất thời chịu không được kích thích, song song té xỉu. Nguyên chủ lúng cuốn tay chân mà đem nhị lão đưa đi bệnh viện, quay đầu lại lại tìm ngô tuyết phỉ bọn họ khi cũng đã tìm không thấy. Hắn báo nguy, có thể hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, cũng không có giấy vay nợ, cái gì chứng minh hắn bị hai người kia lừa gạt chứng cứ đều không có, căn bản vô pháp truy tra. Nhị lão bệnh cũng không nhẹ, nằm viện, truyền dịch, hảo nhiều ngày mới hảo, có thể thụ đến như vậy đại đã kích, thân thể không lớn bằng lúc trước, một chút tinh thần đầu đều không có. Nguyên chủ bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh sự tình, công tác khi vô pháp chuyên tâm, viết số hiệu ra sai lầm thiếu chút nữa dẫn đến công ty tổn thất một đơn sinh ý, hắn vốn là thành thật chất phát không có gì tồn tại cảm, cả ngày tăng ca còn nhượng lão bản cảm thấy hắn công tác hiệu suất không cao, lần này ra sai lầm, trực tiếp liền đem hắn khai trừ rồi. Hắn lại tìm việc làm không trước đãi ngộ hảo, nhị lão tiền hưu cũng không tính rất nhiều, thân thích bằng hữu truy khoản nợ truy được khẩn, bất đắc dĩ, nhị lão chỉ có thể đem củ thành nội phòng ở bán. Này phòng ở không đáng giá tiền, mới bán hơn 30 vạn, còn kém mười mấy vạn không còn thường, may mà đại bộ phận đều là võng vay, chính là lợi tức cao, không cần thiếu nợ nhân tình. Ba người bọn họ thuê cái tiện nghi một cư thất, nhị lão trụ phòng ngủ, nguyên chủ ngủ phòng khách, tiết kiệm ăn tiêu trả nợ. Toàn bộ gia đình buồn khổ bất kham, lại vô miệng cười. Nếu chính là như vậy, lấy nguyên chủ tính cách cũng chính là thống hận Ngô Tuyết Vĩ cùng Ngô Lập Đông, tìm không thấy người không làm được cái gì, cũng liền tiếp tục đem ngày quá đi xuống. Có thể cố tình, tại như vậy thời điểm khó khăn, từ phụ bị tra ra lúc đầu ung thư phổi bọn họ còn thiếu khoản nợ, thân thích các bằng hữu bởi vì trước sự cũng biết hắn gia tình huống, không chịu lại vay tiền cho bọn hắn. Nguyên chủ cầu gia gia cáo nải nải đều lộng không đến tiền, trì hoãn từ phụ trị liệu, tế bào ung thư nhanh chóng khuếch tán, rất khoái liền tới thời kỳ cuối. Mà bởi vì bọn họ không tiền dùng hảo dược, dược hiệu không đủ, từ phụ cuối cùng kia đoạn này thường xuyên đau đến chịu không được, thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Từ mẫu mắt thấy bạn già thụ như vậy ra tấn, thân tâm cũng đi theo vô cùng bi thống. Cuối cùng tại từ phụ chết bệnh sau, từ mẫu cũng ngã xuống, không kiên trì bao lâu, tùy từ phụ cùng đi. Nguyên chủ hai bàn tay trắng, cửa nát nhà tan, hắn điên rồi giống nhau mà nơi nơi tìm ngô tuyết vĩ cùng ngô lập đông, có thể bọn họ đã sớm đi mặt khác thành thị, nói bất định còn xuất ngoại, trời đất bao la, thượng nào tìm hai người kia. Nguyên chủ cả đời đều tại tìm kiếm bọn họ tưởng muốn báo thù, có thể cả đời đều không tìm được người, lại bởi vì hắn nơi nơi tìm người không có cố định công tác, càng không có nhiều ít cầu sinh, cuối cùng đói khổ lạnh lẽo mà chết ở vòng cầu hạ. Nguyên chủ dùng linh hồn đổi lấy thoái vị mặt sứ giả đã đến cơ hội, yêu cầu của hắn chỉ có hai cái, một cái là hung hăng mà báo thù, những ngô tuyết phỉ cùng ngô lập đông mất đi sở hữu, sống không bằng chết, cả đời thê thảm thống khổ, một cái là hảo hảo hiếu thuận phụ mẫu, nhưng bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Từ tử phàm mở mắt ra, biết là cái an toàn hoàn cảnh, trực tiếp ngồi dậy. Hiện tại nguyên chủ vừa mới bắt đầu ngủ sofa, cũng chính là ngô lập đông trụ tiến vào không bao lâu thời gian điểm. Lúc này ngô tuyết phỉ đã chuẩn bị muốn trang thời gian mang thai hậm hực chứng, nhượng nguyên chủ lấy tiền cung bọn họ, phụ nữ, đi ra ngoài chơi. Thời cơ không sai, từ Tử Phàm không tưởng cùng kia loại ghê tởm nữ nhân cùng nhau ngủ, càng không tưởng tiêu tiền cung bọn họ chơi. Nếu muốn cho bọn họ mất đi sở hữu, sống không bằng chết, thê thảm thống khổ, kia đương nhiên muốn trước nhượng bọn họ thân bại danh liệt. Này hai cái diễn tinh nếu như vậy yêu diễn, kia như thế nào cũng phải nhường toàn quốc nhân dân hảo hảo nhìn diễn lại mới được. Từ Tử Phàm từ gối đầu hạ sờ lấy điện thoại ra mắt nhìn thời gian, trạng sáng tam điểm, đúng là mọi người ngủ say thời gian. Này hai cái tiện nhân, khi Dễ Nguyên chủ còn mỹ mỹ mà ở trong phòng đi ngủ, như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy thoải mái ni? Từ Tử Phàm sờ sờ cầm, quyết định biểu hiện một chút hắn diễn kỹ, thứ này hắn am hiểu a. À. Hắn phủ thêm áo ngủ tại bốn phía tìm một chút, nhìn thấy trên bàn trà phóng một cái đỉnh đại thủy tinh bình hoa, bên trong hoa hồng hẳn là Ngô Lập Đông cấp Ngô Tuyết phỉ mua. Từ Tử Phàm gợi lên khóe miệng, đứng dậy dùng áo ngủ đại lực triều hướng bình hoa. Bình hoa đột ngột rơi xuống đất, phanh, một tiếng vỡ vụn khai, phát ra hảo đại thanh âm. Trong phòng ngủ Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Vĩ lập tức bừng tỉnh, hai người đều mở ra đèn từ phòng ngủ chạy đi, làm sao vậy? Cái gì vang? Không có người trả lời bọn họ, Ngô Lập Đông giúp đỡ Ngô Tuyết Vĩ một phen, sau đó đem phòng khách đèn mở ra, liền thấy bình hoa xuất nát, Từ Tử Phàm mặt không đổi sắc mà nhìn tiền phương, chính thông thả mà đi hướng bọn họ ngô lập đông tức giận địa đạo ngươi xảy ra chuyện gì không biết phỉ phỉ mang thai sau vẫn luôn ngủ không ngon sao ngươi sao lại như vậy không cẩn thận ngô tuyết phỉ khẽ vuốt bụng cau mày nhẹ giọng nói tử phàm ngươi lần tới tiểu tâm điểm trước đem toái thủy tinh quét đi biệt trắc đến có thể từ tử phàm căn bản không đáp lại bọn họ tự hồ cũng không phát hiện bọn họ còn tại đi về phía trước vài bước liền đi đến ngô tuyết phỉ trước mặt đột nhiên vương tay khắp trụ ngô tuyết phỉ cổ a à, làm gì buông tay ngô tuyết phỉ dọa sợ nhanh chóng bắt lấy hắn tay đi xuống túng ngô lập đông vội vàng hướng lại đây kéo hắn nổi giận nói buông tay ngươi cho ta buông tay ngô lập đông phí hảo đại kính rốt cục đem từ tử phàm đẩy ra đỡ ngô tuyết phỉ lui về phía sau vài bước muốn cùng từ tử phàm đánh nhau Ngô Tuyết Phỉ một phen giữ chặt hắn, sặc khụ vài tiếng, chỉ vào từ tử phàm nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn, hắn, hắn giống như không thích hợp, hắn có phải hay không tại mộng du a? À. Ngô Lập Đông sửng sốt, nhìn hướng từ tử phàm, phát hiện hắn lại tại tiếp tục đi phía trước đi, lần này đi tới phòng bếp, bắt đầu chỉnh lý bên trong đồ làm bếp, mặt không đổi sắc, nhìn cùng mấy móc người dường như. Ngô Lập Đông gắt cao nhăn lại mi, mộng du tiểu tử này còn có này bệnh. Ta đi cứu tỉnh hắn, mộng du cũng không có thể như vậy khác người A. À. Ngô tuyết phỉ nhanh chóng ngăn lại hắn, không được A, à, ta nghe nói đánh thức mộng du người sẽ hù chết hắn, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Vạn nhất nếu là thật sự, kia hắn đã chết, chúng ta không tham sự như sao? Vậy làm sao bây giờ? Khiến cho hắn tiếp tục mộng du. Đại buổi tối hắn một cá nhân tại trong phòng mù đi dạo, sách, ngẫm lại còn đỉnh sấm người. Ngô lập đông mày nhăn được chặt hơn, dọn lại đây ở không cái hảo phòng ở vui sướng không còn sót lại chút gì, này nếu là từ tử phàm mỗi ngày buổi tối lộng như vậy một suất, hắn còn như thế nào đi ngủ. Ngô tuyết phỉ nhìn hướng từ tử phàm, nhìn thấy hắn thế nhưng bả đau cụ một phen đem lấy ra chậm rãi trà lau, đột nhiên cảm giác lưng chật lạnh, sợ cổ sợ hải đạo. Ta như thế nào cảm thấy hắn mộng du thời điểm nguy hiểm như vậy ni? hắn mới vừa rồi còn khác ta hắn có thể hay không lấy đao đâm người a rất dọa người đem hắn chạy về hắn ba mẹ kia đi trụ đi như thế nào đuổi bên này cách hắn công ty gần ngươi còn mang thai hắn không lý do qua bên kia ngô lập đông phiền táo mà tuốt đem tóc để ngô tuyết vĩ vào phòng an ủi ngươi vào nhà đem cửa khóa thượng hắn vào không được không động đậy ngươi hiện tại không thể gọi tỉnh hắn chờ ngày mai hắn tỉnh ta hảo hảo mắng hắn một trận, nhìn hắn như thế nào giải thích. Ngô tuyết phỉ nhãn tình sáng lên, cười nói. Kỳ thật cứ việc nói thẳng hắn mộng du, nhưng hắn hồi hắn ba mẹ kia là đến nơi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, nhớ rõ khóa cửa. Ân, yên tâm. Ngủ ngon bảo bối nhi. Ngô lập đông một tay chống đỡ tường, nâng lên ngô tuyết phỉ cầm tại môi nàng hôn môi đứng lên. Hai người hôn hoàng mới vừa vừa chia tay, đột nhiên phát hiện từ tử phàm cầm bả đao đang đứng tại bọn họ bên cạnh. Hai người ta một tiếng nhanh chóng tách ra, khẩn trương mà lui về phía sau hảo vài bước. Chờ phát hiện từ tử phàm chính là nhìn tiền phương cũng không có xem bọn hắn sau đó, bọn họ mới vỗ ngực tùng khẩu khí, có thể hết hồn thể nghiệm nhượng bọn họ đặc biệt không thoải mái. Hai người đối từ tử, tử phàm trừng mắt nhìn vài lần, từng người trở về phòng giữ cửa đều khóa kín từ tử phàm thưởng thức bắt tay trong hoa quả đao cười cười, chậm du du mà trở lại sofa nằm xuống. Lúc này mới ngày đầu tiên, về sau còn có bọn họ thụ. Nếu hai người bọn họ như vậy trăm phương ngàn kế mà cùng hắn cột vào cùng nơi, hắn không hảo hảo hồi báo bọn họ sao được. Từ tử phàm định thật sớm thượng đi làm đồng hồ báo thức, đắp hảo chăn an ổn mà ngủ. Trong phòng kia lưỡng lại như thế nào cũng ngủ không được, một nhắm mắt lại liền nghĩ đến vừa rồi từ tử phàm trạm bọn họ bên cạnh mặt không đổi sắc bộ dáng. Đặc biệt từ tử phàm trong tay còn cầm đao, hai người ngủ không được, đều cầm di động su su mộng du tình huống, ai biết càng xem càng dọa người, mộng du thật sự cái gì sự đều có khả năng làm đi ra, nếu là không có ngô lập đông, mới vừa nói bất định từ tử phàm sẽ đem ngô tuyết phỉ bóp chết. Vốn tưởng rằng là cái dễ lừa coi tiền như rác, như thế nào đột nhiên cảm thấy đáng sợ như vậy tác giả có lời muốn nói. Tân phó bản, đại gia muốn tiếp tục duy trì Nga, cầu không dưỡng phì, ba, cảm ơn đại gia địa lôi cùng dịp dinh dưỡng, so tâm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 Người thành thật hai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sớm 8 giờ thời điểm, từ tử phàm điện thoại di động chấn động đứng lên hắn quan rớt đồng hồ báo thức, mở mắt ra duỗi duỗi người, đi đến ban công hô hấp trong chốc lát mới mẻ không khí, cảm giác thần thanh khí sản. Nguyên chủ công tác là đi chính về năm, ngẫu nhiên có yêu cầu còn sẽ đi giáp phương công ty trong làm kỹ thuật duy trì, cũng đôi khi có thể tại gia hoặc đi công tác công tác, dù sao có máy vi tính có võng liền đi. Này đỉnh thích hợp hắn, nghề cũ, tại số hiệu trong lĩnh vực, hắn có thể tùy ý thông suốt hắn đổi hảo quần áo cấp tốc rửa mặt hoàng, đến phòng bếp hạ bát mì ăn, sau đó đem bát ném tiếng tẩy thủy tàu không quản, trực tiếp bối bao xuất môn đi làm. Nguyên chủ không có xe, cho nên hắn là đánh xe đi công ty, đến thời điểm gặp được hảo nhiều đồng sự, hắn học nguyên chủ bộ dáng cùng bọn hắn khách khí mà đánh tiếp đón, không tham cùng bọn họ nói chuyện phím. Chờ thang máy khi, hắn lấy điện thoại di động ra cấp ngô tuyết phỉ gọi điện thoại. Ngô Tuyết Phỉ trước một đêm bị từ tử phàm kháp được có tâm lý bóng mờ, lên mạng tra mộng du sự sợ tới mức căn bản ngủ không yên, vẫn là trời đã sáng mới ngủ, lúc này mới mới vừa ngủ hơn một giờ liền bị biết tai tiếng chung bừng tỉnh. Nàng tim đập được bay nhanh, có chút thở không ra hơi, hít sâu hảo vài cái mới hoặc khai điện thoại di động tiếp thông điện thoại. Quy Tử phàm Từ tử phàm cúi đầu nói Tuyết Phỉ, ta ngày hôm qua tăng ca quá mệt mỏi, nhanh chóng đứng lên đuổi thời gian, chưa cho ngươi cùng ba nấu cơm, các ngươi đứng lên chính mình gọi ngoại bán đi. Đối, ta không thời gian rửa chén, ngươi đứng lên cấp tẩy một chút, không phải dễ dàng sinh con gián. Ngô tuyết phỉ không thể tin được chính mình lỗ tai, nhíu mày ngồi xuống, cái gì? Rửa chén. Đối, ngươi một nấu cơm liền phỏng tay cũng giúp không được cái khác vội, rửa chén dễ dàng. Ta nhìn trên mạng nói thời gian mang thai muốn nhiều động động, không phải sẽ khó sanh, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng không có gì có thể hoạt động cơ hội, rõ ràng về sau liền phụ trách rửa chén cùng quét tước phòng ở đi, có thể ngàn vạn biệt khó sanh. Ngươi, ngươi kết hôn trước không phải nói sẽ vẫn luôn rất tốt với ta sao? Rất tốt với ta chính là nhượng ta tại gia sinh hài tử làm việc nhà. Ngươi này là có ý gì? Còn khó sanh khó sanh, ngươi là chỉ quan tâm hài tử không quan tâm ta phải không? Từ tử phàm micro thanh âm đều đến lớn nhất, hắn chung quanh mười mấy cái chờ thang máy người cũng nghe được, đều đối hắn đầu lấy tò mò đồng tình tầm mắt. Từ tử phàm nhìn thấy thang máy mở, nói rằng, ta muốn tiến thang máy, trước treo, ngươi biệt phát giận, ta chính là mỗi ngày làm điểm tâm lại thêm ban còn muốn trở về làm việc nhà đến nửa đêm, có chút khiên không ngừng, ngươi tại gia cũng không cần làm nhiều ít sống, liền đương hoạt động một chút không là đỉnh hảo sao? Hảo, ta đã tiến thang máy, treo. Quy. Từ tử phàm. Quy. Ngô tuyết phỉ nghe trong điện thoại vội âm, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, đến phòng bếp vừa thấy, quả nhiên bác, chiếc đũa còn có nồi đều không tẩy. Nàng vốn là không thích từ tử phàm, sao có thể nguyện ý cấp hắn rửa chén. Nhất thời liền khí được không nhẹ. Nàng cấp từ tử phàm gọi điện thoại, kết quả từ tử phàm điện thoại không tại phục vụ khu có khí đều không địa phương xuất chờ nàng trở lại phòng khách nhìn thấy một mà toái thủy tinh càng sinh khí từ tử phàm buổi sáng đứng lên cư nhiên không đem thủy tinh quét đây là có chuyện gì có ý tứ gì nàng như thế nào có một loại muốn không khống chế được cảm giác từ tử phàm đồng sự chờ từ tử phàm một cúp điện thoại liền hỏi hắn từ tử phàm ngươi vừa rồi với ngươi bạn gái gọi điện thoại hài tử đều có từ tử phàm giống nguyên chủ nhất dạng lộ ra cái ngại ngùng tươi cười ngại ngùng địa đạo ta đã kết hôn ngươi kết hôn vài cái đồng sự đều dịch đến bên cạnh hắn kinh ngạc mà nhìn hắn cái gì thời điểm kết như thế nào không cho chúng ta biết tham gia hôn lễ a à? kết hôn lúc ấy ta nhạc phụ ra điểm sự đại gia đều không tâm tình làm hỷ yến cho nên liền chưa nói hiện tại ta nhạc phụ đi ra ta lão bà thai tương lại không quá ổn rõ ràng liền nói chờ hài tử trăng tròn lại mời khách từ tử phàm vi khẽ cúi đầu nói rằng đi a à ngươi tốc độ đủ khoái trước trận còn thân cận hiện tại lão bà hài tử đều có ngưu ngươi này đều chạy ta đằng trước đi a à, ta năm trước kết hôn bây giờ còn không muốn hài tử ni chúc mừng chúc mừng nhà nhạc phụ ngươi đi ra là có ý gì hắn hắn xuất sự chẳng lẽ là bị bắt các đồng nghiệp cười cùng từ tử phàm chúc mừng đột nhiên có cái nữ trợ lý nghĩ tới hắn trong lời nói không thích hợp giật mình mà hỏi ra từ tử phàm biến sắc giống như ảo não tự mình nói sai bộ dáng cúi đầu hướng bên cạnh thối lui thấp giọng nói không có gì người thành thật sẽ không nói không hiểu giải thích hắn này phản ứng rất bình thường ngược lại là nhượng toàn thang mấy người đều khẳng định hắn nhạc phụ là bị trảo hơn nữa nhạc phụ bị bắt liên hỷ yến đều không làm nhìn đến này án tử còn không tiểu a vừa vặn thang máy đến từ tử phàm cúi đầu ôm bao đi ra thang máy bước nhanh đi đến chính mình công vị ngồi xuống người khác lẫn nhau nhìn xem cũng không hảo lại hỏi nhiều chính là trong lòng đều sủy tò mò tâm ngứa được muốn biết bác quái từ tử phàm mở ra máy vi tính đem di động để qua một bên hắn đem ngô tuyết vĩ cùng ngô lập đông dãy số che chắn bọn họ là đừng nghĩ liên hệ thượng hắn muốn phá hủy một cá nhân, được từ mỗi cái phương diện một cùng vào tay, lúc này mới chính là bước đầu tiên, để cho người khác biết bọn họ, nhượng bọn họ không thoải mái. Về sau đi bước một tích lũy đứng lên mới có thể nhượng bọn họ đau đến mức tận cùng, hắn rất có kiên nhẫn, đương nhiên tiền đề là bọn họ quấy rầy không đến hắn. Công ty an bài công tác đối từ tử, tử phàm đến nói không độ khó, hắn rất khoái liền làm hoàng công tác giao đi lên giám đốc có chút kinh ngạc hắn công tác hiệu suất đề cao như vậy nhiều từ tử phàm ngại ngùng mà cười nói ta tưởng hảo hảo nỗ lực nhượng lão bà hài tử quá thượng ngày lành khả năng trên người trách nhiệm đại làm việc cũng càng có động lực giám đốc nhìn nhìn hắn cười nói ngươi mấy ngày nay tổng tăng ca ta còn tưởng rằng ngươi công tác gặp khó khăn nhìn đến không là xin lỗi giám đốc ta trước tưởng xóa rồi Ta chính là tưởng tăng ca nhiều tránh điểm tăng ca phí, về sau không sẽ, ta có thể bảo trì công tác hiệu suất. Giám đốc rất thích thượng tiếng người, nghe hắn nói như vậy liền cổ vũ đạo. Người trẻ tuổi đừng nóng lòng, ta nhìn ngươi thành thành thật thật, bình thường cũng không có gì giải trí, lấy ngươi tiền lương, toàn tiền vẫn là đỉnh dễ dàng. Chỉ mấy năm trước ngươi cũng có thể có chút tích tụ đi. Dưỡng hài tử tiêu tiền thời điểm còn tại phía sau ni, không cần nóng lòng cầu thành. Ổn một chút tài năng đi được xa hơn. Từ tử phàm biểu tình cứng đờ, có chút do dự lại xấu hổ mà nói. "Giám đốc, trước." Trong nhà ra điểm sự, sở hữu tích tụ đều tiêu hết. "Ta, ta kỳ thật hôm nay tưởng với ngươi thân thỉnh. Ta tháng này cũng không thể được dự chi tiền lương." Giám đốc này hồi thật lộ ra kinh ngạc biểu tình, đại gia cộng sự 6 năm, hắn đối thủ hạ công nhân viên gia đình tình huống còn hiểu biết. Liền hắn hiểu biết từ tử phàm gia đình điều kiện không sai, chính mình cũng đỉnh có thể toàn tiền, này. Đột nhiên liền toàn tiêu hết. Gia đình xuất hiện như vậy đại biến cố. Hắn đẩy kính mắt, nói rằng. Dự chi một cái tiền lương thủy đương nhiên có thể, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn nói có thể nói đi ra, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ ngươi. Từ tử phàm cười, khoát tay nói. Không cần giám đốc, ta mỗi tháng tiền lương đầy đủ nuôi sống ta lão bà cùng nhạc phụ chỉ muốn cái này Nguyệt đi qua thì tốt rồi, chính là nếu khả năng nói, hy vọng giám đốc nhiều cho ta một ít cơ hội, ta luôn luôn tại đọc sách nạp điện, cảm giác kỹ thuật so từ trước hảo chút. Nếu có cơ hội nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Giám đốc gật gật đầu, cười nói: "Hảo, ngươi yên tâm, ngươi biểu hiện ta đều xem ở trong mắt, tiếp tục cố gắng." Hảo giám đốc, kia ta đi ra ngoài. Từ tử phàm trở lại công vị, còn không mấy phút đồng hồ hắn đối diện đồng sự liền đối hắn nói. Tử phàm, ngươi giúp ta xuất cái đồ vật, ta này vội không lại đây. Từ tử phàm ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, này người thường xuyên nhượng nguyên chủ giúp đỡ làm việc, hoặc là tác phẩm văn xuôi môn trong những người khác đều sẽ ngẫu nhiên nhượng nguyên chủ giúp đỡ, bởi vì nguyên chủ không hiểu cự tuyệt, rất hảo nói chuyện. Nhưng hắn một chút, giúp người làm niềm vui, hứng thú đều không có, đối đồng sự khó xử mà nhăn lại mi, ngại ngùng, vừa mới giám đốc theo ta nói qua nói, ta được tăng mạnh một chút kỹ thuật, không thời gian. Đồng sự kinh ngạc một chút, còn nói. Ngươi tăng tầm sau không là tăng ca sao? Ngươi tăng ca thời điểm giúp ta lộng cũng được, ngày mai dùng. Từ tử phàm mở ra điện thoại di động bị vong lục, tại mặt trên cấp tốc viết rất nhiều đồ vật. Đồng sự không đợi đến trả lời, không kiên nhẫn địa đạo. Ta phát ngươi bưu kiện, ngươi nhìn thấy không? từ tử phàm lắc đầu, không nhìn, ta đang xem ta ký sự bộ, ta về sau không thể tăng ca, tan tầm hậu sự tình rất nhiều. Sự tình gì a à, ngươi là không tưởng giúp ta đi. Đồng sự lần đầu tiên bị hắn cự tuyệt, lòng dạ nhi không thuận, đứng dậy nằm úp sấp lại đây nhìn hắn điện thoại di động, nhíu mày thì thầm, 6 giờ rưỡi mua thức ăn về nhà nấu cơm, 8 giờ soát bát quét tức gian phòng, 9 giờ rưỡi đọc sách học tập kỹ thuật, 10 giờ rưỡi cấp tuyết vĩ nhạc phụ thu thập phòng tắm, 11 giờ giặt quần áo, 12 giờ đi ngủ, sớm lục điểm rời giường nấu cơm. Đồng sự nhìn thấy cái này liên sinh khí đều quên, khiếp sợ đạo. Từ tử phàm, ngươi không sẽ nói đây đều là ngươi muốn làm đi. Nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, làm việc nhà. Này không đều là nữ nhân làm sự sao? Văn phòng vài cái đồng sự nghe thấy đều nhìn qua, bên cạnh một cái đại tỷ nói rằng điều này sao liền đều là nữ nhân làm. Hiện tại nam nữ ngang hàng, gia vụ cũng là muốn bình quán hảo sao. Không là, này gọi bình quán sao. Cái này căn bản là từ tử phàm đem giỏi gian toàn khô đi. Cái khác trước không nói, cái kia cấp nhạc phụ thu thập phòng tắm là cái gì quỷ. Có ý tứ gì a? À? Từ tử phàm quan rất điện thoại di động, xem bọn hắn đều vây quanh lại đây, rất nhỏ xả giao hoảng sợ chứng phát tác, hướng bên cạnh xê dịch, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại công vị thượng không được tự nhiên mà nói chính là tuyết phỉ cùng nàng ba ba tắm rửa xong muốn lại nhìn trong chốc lát tivi bọn họ cũng sẽ không làm việc nhà cho nên cho nên ta liền phải đem hai cái phòng tắm đều thu thập sạch sẽ không phải rất triều tuyết phỉ nói ẩm ướt ảnh hưởng khỏe mạnh còn dễ dàng sinh sâu ta thiên phòng tắm cũng liền kéo cái mà nhạc phụ ngươi thật làm cho ngươi giúp hắn làm cái này này ngốc tử đều sẽ làm đi từ tử phàm ngươi cũng quá thành thật người thiện bị người bắt nạt chưa nghe nói qua sao hiếu thuận nhạc phụ cũng không phải như vậy hiếu thuận ngươi hiện tại mở cái này đầu về sau trong nhà gì đều nhượng ngươi làm có ngươi hảo thụ nghe đại tỷ một câu khuyên ta là người từng trải ngươi cái này thật không được này nếu là dưỡng thành thói quen ngươi không thành bọn họ bảo mẫu được hầu hạ bọn họ cả đời từ tử phàm nhìn bọn họ, kia. Ta phải nên làm như thế nào? Ta hôm nay nói nhượng tuyết phỉ làm điểm thủ công nghiệp động một chút, nàng giống như sinh khí. Buổi sáng hắn chờ thang máy đánh điện thoại hảo vài cái người nghe thấy được, lúc này đã lặng lẽ truyền khắp. Đại tỷ chỉ tiết rèn sắt không thành thép địa đạo. Nàng sinh khí ngươi liền thỏa hiệp A, quán nàng. Ta cùng với ngươi nói, nam nữ đều là ngang hàng, nam nhân muốn chia sẻ gia vụ là hẳn là, nhưng nữ nhân rất làm ngươi cũng không có thể quán nàng. Ngươi hôm nay liền kiên cường một chút, gia vụ một nửa phân, nàng nếu là mặc kệ, ngươi liền chất vấn nàng, còn tưởng không nghĩ quá. Tác giả có lời muốn nói. Xoay chuyển tính cách tiến hành trung cám ơn đại gia địa lôi cùng dịch dinh dưỡng, hôm nay còn có hai càng, sao sao đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 người thành thật ba bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com từ tử phàm vừa nghe đại tỷ nói vội vàng xua tay không được không thể nói như vậy nàng vốn là liền chướng mắt ta nếu không phải vì hài tử ta căn bản thú không đến nàng ta nếu là hỏi như vậy không khiến cho nàng thương tâm sao không được không được một cái tiểu tử buồn bực đạo tử phàm ngươi lão bà đỉnh phiêu lượng như thế nào là vì hài tử kết hôn các ngươi làm sao nhận thức a à? từ tử phàm tự giác nói sai nói không chịu nhiều lời chỉ nói chúng ta là đồng học nhận thức rất nhiều năm kỳ thật ta lão bà rất hảo các ngươi hiểu lầm nàng ngươi lão bà cái gì dạng a à, có ảnh chụp sao chúng ta không tham gia hôn lễ cốt xấu nhận nhận người a à, biệt ngày nào đó ở bên ngoài bính kiến đều không biết từ tử phàm đem di động mở ra cho bọn hắn nhìn bình bảo cười nói đây là ta lão bà trước kia là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường hoa thiệt hay giả lớn lên cùng minh tinh dường như này thật sự là ngươi lão bà thật xinh đẹp a à, không hổ là hoa hậu giảng đường đại gia đều khen ngô tuyết phỉ lớn lên phiêu lượng nhưng đồng thời cũng, cũng nhịn không được đánh giá từ tử phàm nặng nề kiểu tóc khô khan biểu tình không bao giờ thay đổi tê tuất quần bò tính cách cũng rất không thú vị như vậy một cái người thành thật cưới cái hoa hậu giảng đường cấp lão bà đồ gì tử phàm các ngươi kết hôn mua phòng sao từ tử phàm gật gật đầu ba mẹ ta năm kia mua cho ta tại lam các tiểu khu đã sớm trang hoàn hảo lam các tiểu khu giá phòng một vạn nhị một bình tại cái thành phố này liền tính thượng đẳng lại quý chính là học khu phòng cùng biệt thự mấy người lẫn nhau nhìn xem đều cho rằng tìm được nguyên nhân như vậy phiêu lượng cô nương gả cho từ tử phàm còn có thể vì sao? Khẳng định là vi kia phòng ở A. Lớn lên tương đối xoái khí một cái đồng sự lắc đầu biểu môi, nghĩ thầm rằng hiện tại mỹ nữ chân hiện thực. Hắn chỗ đối tượng không đáp ứng hắn kết hôn liền là bởi vì hắn không phòng, không nghĩ tới giống từ tử phàm như vậy nặng nề không thú vị người thành thật thế nhưng cưới cái đại mỹ nữ, so với hắn đối tượng phiêu lượng nhiều, không liền là bởi vì có cái hảo phòng ở sao, rất thực tế mọi người xem quá ngô tuyết vỉ ảnh chụp liền không lại nói cái gì nhân gia đại mỹ nữ gả cho hắn còn đã hoài thai lại nhượng nhân gia làm này làm kia cũng quá vô tình đây là mọi người đối mỹ nữ cùng người thành thật kết hợp phổ biến cái nhìn giống như mỹ nữ lớn lên dễ nhìn gả lại đây liền chịu thiệt dường như hơn nữa mỹ nữ tuyệt đối là coi trọng người thành thật tiền không có khả năng coi trọng hắn người từ tử phàm cũng lại nói trong nhà sự này đó đồng sự chính là tiểu phối hợp diễn mà thôi, còn không đến bọn họ phát quan phát nhiệt thời điểm, có chút làm nền liền được. Các đồng nghiệp tán gẫu quá một hồi bát quái, đều cảm thấy từ tử phàm có chút thảm, mặc danh mà có chút đồng tình hắn. Nghĩ đến hắn cái kia nhật trình biểu, lại nhượng hắn giúp đỡ làm việc đều ngại ngùng mở miệng, vì thế từ tử phàm một buổi sáng quá được thập phần an tĩnh. Giữa trưa đại gia lúc ăn cơm, còn thuận miệng hỏi hắn một câu muốn hay không cùng nhau ăn từ tử phàm phản ứng đầu tiên chính là đạo các ngươi bình thường cùng nhau ăn đều là a như vậy có phải hay không so với chính mình ăn bớt tiền vài cái đồng sự sửng sốt hạ lập tức gật đầu đúng vậy mọi người cùng nhau điểm vài món thức ăn cuối cùng gánh vác xoát tạp đỉnh tiện nghi Khi ta đi về sau các ngươi ăn cơm đều mang lên ta đi từ tử phàm vội vàng đứng dậy đeo lên công bài bọn họ công bài có thể soát thượng hạ ban thời gian cũng có thể đương phiếu cơm tại nhà ăn dùng mỗi tháng ăn uống trợ cấp đều là sung đến công bài trong đại gia đi nhà ăn tìm bàn lớn ngồi xuống từ tử phàm điểm thức ăn chỉ điểm cái khoai tây thái sợi chua ngọt là thực đơn thượng tiện nghi nhất bên cạnh lưu tỷ xem hắn hiếu kỳ nói tử phàm ngươi thật không làm hôn lễ a à, ngươi điều này sao như là làm xa hoa hôn lễ đem tiền tiêu quan rồi đó soái tiểu hỏa chua chua mà nói khẳng định là cho tẩu tử gia lễ hỏi cấp được nhiều đi. Không phải nhân gia phụ mẫu có thể đồng ý tẩu tử xuất giá. Từ tử phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có, chúng ta nhận thức rất lâu rồi, nói kết hôn liền trực tiếp lĩnh chứng, cái khác cái gì đều không có. Như vậy phiêu lượng mỹ nữ theo hắn cư nhiên chỉ lĩnh chứng. Cửu đồng tiền liền thú đến hoa hậu giảng đường. soái tiểu hỏa không tính địa đạo phàm ca ta nhớ rõ ngươi điều kiện vẫn luôn không sai a à, ngươi đây là trong nhà gặp được cái gì sự nữ trợ lý mới vừa tốt nghiệp không lâu đơn thuần thiện lương tiếp liền hỏi câu phàm ca ngươi gặp được cái gì việc khó nếu là có chúng ta có thể giúp đỡ địa phương nhất định muốn nói a à, đại gia đều là đồng sự khẳng định sẽ giúp ngươi mặt khác người liếc nhìn nàng một cái nhưng nói đều nói ra liền cũng đều phụ họa hai câu từ tử phàm lộ ra cảm động vẻ mặt đứng dậy lấy ấm trà nhất nhất cho bọn hắn đảo dân trà, dơ lên chén trà đạo. Ta không quá sẽ nói chuyện, không quá hợp quần, trước kia vẫn luôn không như thế nào cùng đại gia lui tới, không nghĩ tới các ngươi đối ta như vậy hảo, như vậy quan tâm ta. Ta lấy trà đại rượu kính các ngươi một ly, các ngươi đều là ta hảo đồng sự, hôm nay các ngươi nguyện ý giúp ta, về sau các ngươi gặp được khó khăn, ta cũng nhất định giúp các ngươi. Từ tử phàm nói xong liền đem một ly trà thủy toàn khô. Mấy người nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm rằng này thật đúng là cái thực thành người, uống trà còn thật cấp khô, quán một bụng nước trà cũng không chịu nổi a à. đại gia có đi theo khô, có ý tứ ý tứ mà uống một ngụm liền tính, không khí ngược lại là náo nhiệt đứng lên. Mọi người xem từ tử phàm kích động như vậy, cũng hiểu được đỉnh khó được, liền lại hỏi một câu, tử phàm ngươi rốt cuộc gặp được cái gì việc khó? Ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca, biến hóa đỉnh đại, chúng ta nhìn cũng đỉnh lo lắng, ngươi có khó khăn liền theo chúng ta nói nói, tam cái thối thợ dày tái quá da các lượng, chúng ta giúp ngươi xuất xuất chủ ý. Người nói chuyện cũng đỉnh sẽ trộn đổi khái niệm, đem nữ trợ lý nói giúp đỡ cấp đổi thành xuất chủ ý, từ tử phàm nghe ra đến cũng không để ý, hắn khó xử do dự một chút, mới thở dài nói rằng. Là ta nhạc phụ, ta cảm giác ta làm chuyện sai lầm, mấy ngày này vẫn luôn ngủ không ngon, tổng làm ác mộng. Đại gia đều không nghe hiểu, cùng nhạc phụ ngươi có quan. Ngươi làm cái gì? Ta nhạc phụ hắn. Từ Tử Phàm đột nhiên dừng lại hướng bốn phía nhìn nhìn, thân thể trước khuynh rất nhỏ giọng địa đạo, các ngươi có thể ngàn vạn biệt nói ra a, à, sự tình đều đi qua, đều chấm dứt. Sở hữu người đều thấu hướng tiền, gật đầu ứng thừa, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định không nói ra đi. Từ Tử Phàm nhỏ giọng nói, ta theo ta lão bà kết hôn sau đó ta lão bà liền nói cho ta, ta nhạc phụ rượu giá đâm chết người. Khi gia muốn 100 vạn cho ta nhạc phụ viết lượng giải thư, ta nhạc phụ mới phóng xuất. Ta chính là cảm thấy, cái kia người chết đỉnh vô tội, ta giúp đỡ ta nhạc phụ thoát tội, không là rất xin lỗi hắn sao. Sở hữu người đều đảo trừ một hơi, 100 vạn là ngươi xuất. Ngươi lão bà với ngươi một kết hôn liền muốn ngươi 100 vạn. Ngươi lão bà cố ý đi nàng có phải hay không liền vì muốn ngươi tiền. Nhạc phụ ngươi rất khuyết đức, uống rượu còn lái xe, kia người thật đáng thương. Ngươi sao lại như vậy ngốc? Một trăm vạn ngươi đều cấp. Từ tử phàm nói rằng, ta lão bà hoài ta hài tử, nàng như vậy hảo người gả cho ta, ta cảm giác là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Nàng ba xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể không giúp đỡ ni? lại nói lúc ấy ta lão bà vi chuyện này lo lắng được mỗi ngày ngủ không yên, khóc được thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ta nếu là không giúp vội, kia hài tử còn không được xuất sự a à, một 100 vạn cho cũng liền cho, tiêu tiền tiêu tai, ta chính là trong lòng ấy nấy, cảm thấy xin lỗi người chết. Lưu tỷ lắc đầu thở dài, ngươi cũng thật thành thật, 100 vạn nói cho liền cấp, cũng chỉ cảm thấy xin lỗi người chết. Tử phàm ngươi về sau không thể thành thật như thế, không phải ngươi tránh bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa a à. từ tử phàm cười nói lưu tỷ ngươi nói được rất nghiêm trọng loại này sự cả đời cũng liền có thể có lúc này đây về sau hảo hảo sống qua ngày nào có như vậy nhiều tiêu tiền địa phương ta cũng chính là tháng này không tích tụ tiết kiệm ăn tiêu một chút chờ tháng sau hoãn lại đây thì tốt rồi không có như vậy thảm soái tiểu hỏa đồng tình mà nhìn hắn ngươi này còn không thảm a một trăm vạn cấp đi ra ngoài nhạc phụ ngươi còn nhượng ngươi giúp hắn quét tước phòng tắm, hắn hiện tại trụ ngươi ra đi. Liên quét cái mà đều nhượng ngươi tan tầm trở về quét, này tỏ rõ khi dễ ngươi a, à, phàm ca, ngươi thật phải học sẽ cự tuyệt, không thể như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi thích ngươi lão bà là một chuyện, hầu hạ nhạc phụ cùng hầu hạ thái thượng hoàng dường như, này không bình thường, thật sự. Đối đối đối, trước đều quên, nhạc phụ ngươi quá đáng. Ngươi đem hắn cứu ra, hắn không nói cảm kích ngươi, còn đem ngươi đương bảo mẫu. Này không được A tử phàm. Phàm ca, ngươi hiện tại như vậy nỗ lực kiếm tiền, mỗi ngày còn làm như vậy nhiều gia vụ, khi ngươi đây không phải là tương đương với nuôi sống bọn họ còn hầu hạ bọn họ sao? Ta thiên, sớm biết rằng ngươi như vậy hảo, đem ngươi cùng tiểu lâm thấu một đối nhiều hảo A, à, tiểu lâm ngươi nói có phải hay không? Phàm ca như vậy hảo nam nhân thượng nào tìm? Tiểu lâm chính là nữ trợ lý, gật đầu nói thật sự, cái gọi là 24 hiếu lão công cũng không đạt tới phàm ca trình độ A, phàm ca, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nếu tổ tử thật sự nhìn ngươi vất vả như vậy, còn cùng nàng ba mỗi ngày hưởng thụ nói, kia. Nàng khẳng định đối với ngươi không phải thật tâm, không đáng ngươi như vậy trả giá. Lưu Tỷ nói, tử phàm A, ngươi nếu kết hôn, hài tử cũng mang bầu, cái khác chúng ta liền không nói ta nhìn ngươi nhất thiết phải phải học sẽ cự tuyệt bọn họ, biệt bọn họ nhượng ngươi làm gì liền làm gì, trước từ làm việc nhà thay đổi liền đỉnh hảo. Ngươi đi làm vất vả như vậy, bọn họ phải làm điểm đủ khả năng sự, ngươi trở về cùng bọn họ hảo hảo nói nói, liền tính không khí nháo cương cũng không có gì, một gia nhân sống qua ngày liền tính như vậy ma hợp, có việc nói ra mới có thể cải biến. Ngươi ngàn vạn biệt tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy gia đình không cân bằng, sớm muộn muốn xuất vấn đề ngươi nhất thiết phải tìm ra cái này cân bằng tài năng thật dài thật lâu, này là vì cái này gia hảo. Từ tử phàm thụ giáo mà liên tục gật đầu, lưu tỷ ngươi kết hôn hơn 20 năm vẫn luôn gia đình hạnh phúc, ngươi nói được khẳng định đối. Ta lần đầu tiên kết hôn, trước kia liên đối tượng đều không chỗ quá, khả năng tưởng xóa rồi, cho rằng liều mạng đối lão bà hảo liền đi ni. Ngươi nói ta hiểu được, vì thật dài thật lâu, ta cũng phải nhường nàng ở nhà làm điểm cái gì, không phải mất đi cân bằng liền xong rồi. Hắn nâng chén đạo: "Cảm ơn ngươi Lưu tỷ, ngươi hôm nay dạy ta hảo nhiều." Lưu tỷ không đại hảo ý tứ mà cười cười: "Ta cũng chưa nói gì, ngươi quá khách khí. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, mỗi cái gia đình tình huống cũng không giống nhau, ta chính là cho ngươi cái kiến nghị, ngươi chính mình châm trước a, đến ăn cơm." Từ Tử Phàm cười gật đầu, cũng cảm ơn đại gia, ta không có gì bằng hữu có việc giấu ở trong lòng khó chịu hôm nay nhìn đại gia như vậy giúp ta nhìn không được cùng đại gia nói trong lòng nói hiện tại thoải mái nhiều các ngươi yên tâm ta sẽ học hội cự tuyệt nên ta làm sự ta đều sẽ làm tốt không nên ta làm sự ta tất cả đều sẽ cự tuyệt này là được rồi phàm ca chúng ta chờ ngươi tin tức tốt a à. buổi sáng nhượng từ tử phàm giúp đỡ làm việc vị kia đồng sự tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng suy nghĩ không chút suy nghĩ đứng lên, liền vứt đến sau đầu cùng các đồng nghiệp cùng nhau nói nói cười cười. Từ tử phàm cười, hắn là phải học sẽ cự tuyệt, không quan cự tuyệt trong nhà kia lưỡng, còn muốn cự tuyệt nơi này sở hữu người A. Tác giả có lời muốn nói. Thân ái nhóm, nhìn hoàng nhớ rõ cất chứa Nga, sao sao đát, ba, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Người thành thật 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xế chiều hôm đó, đại gia liền cảm nhận được từ tử phàm nghiêm túc. Bởi vì từ tử phàm tại làm hoàng công tác sau, tại trên mạng sưu rất nhiều như thế nào cự tuyệt người phương pháp, còn sưu nói chuyện nghệ thuật, phu thê ở chung chi đạo, như thế nào cùng nhạc phụ giao lưu, chờ một chút. Hắn chẳng những sưu đi ra, còn làm bút ký, sau đó cùng kết hôn đồng sự hỏi ý kiến ý kiến của bọn họ, sở hữu người đều kiến thức đến người thành thật nghiêm túc đứng lên là cỡ nào có nề nếp. Mà ở hắn sư thiếp mời trung, các đồng nghiệp cũng nhìn thấy trong đó có nói tại văn phòng say no, giảng chính là không cần giúp người khác hoàn thành công tác. Này nhượng ba cái thích nhất tìm nguyên chủ giúp đỡ người đều có chút mặt nhiệt, làm đi ra là một chuyện, bị điểm đến bên ngoài thượng lại là một chuyện khác, vì chính mình gương mặt, bọn họ cũng ngại ngùng lại tìm từ tử phàm giúp đỡ, khi không có vẻ bọn họ khi dễ người sao từ tử phàm đạt thành mục đích sau đó, đãi tại chính mình công vị thượng giống như tại công tác nhất dạng, trên thực tế hắn đen ngô lập đông cùng ngô tuyết phỉ điện thoại di động, phiên bọn họ bằng hữu vòng, toàn bộ tiệc đồ tồn đến chính mình hòm thư trong. Bằng hữu vòng là có thể đơn độc che chắn mỗi người, hai người này mỗi lần phát bằng hữu vòng đều sẽ che chắn nguyên chủ, chỉ có một chút bình thường không sẽ bại lộ quan hệ mới có thể nhượng nguyên chủ nhìn thấy. Lúc này từ tử phàm tại bọn họ điện thoại di động trong dạo qua một vòng liền đại được mua, chẳng những có bọn họ tư mật bằng hữu vòng ngọt ngào hổ động, còn có bọn họ điện thoại di động photo album mấy trăm trường hợp ảnh, càng có bọn họ uy chát, tin nắng buồn nôn đối thoại, cùng với cực độ thường xuyên trò chuyện ký lục. Từ tử phàm còn tìm ra bọn họ võng ngân tiêu phí đơn, ngày nào đó tại cái gì khách sạn vào ở đều có ký lục, hiện tại ngô lập đông tạp trong tồn 78 vạn cũng thanh thanh sở sở mà tiệt đồ xuống dưới. Từ tử phàm đem bọn họ lưỡng điện thoại di động trong đồ vật đều đào không sao, đăng ký một cái Weibo, bộ, tên gọi phỉ phàm phu thê hạnh phúc ký lục, sau đó phát đi lên nhất trương nguyên chủ chụp giấy hôn thú ảnh chụp. Lúc ấy nguyên chủ thú đến nữ thần kích động dưới vỗ hảo nhiều trương, trong trong ngoài ngoài đều có, hắn chọn nhất trương bìa mặt chiếu phát rồi đi lên, xứng văn. Phàm thầm mến ngồi cùng bàn phỉ 14 năm, rốt cục thú đến trong lòng nữ thần, hy vọng sau này mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Sau đó phát điều thứ hai, phụ thượng nguyên chủ cấp ngô tuyết phỉ chụp sinh hoạt chiếu, đặc biệt phiêu lượng, xứng văn. Chụp hình lão bà Mỹ chiếu, sau minh tinh còn Mỹ, người vĩnh viễn là ta nữ thần. Điều thứ ba, hắn vỗ chính mình công tác đài, xứng văn. Nỗ lực công tác, cấp lão bà càng hảo sinh hoạt, chờ mong chúng ta tiểu bảo bối giáng sinh. Còn có 8 cái nguyệt, đã lâu. Sau đó là thứ 4 điều, thứ 5 điều. Từ Tử phàm một hơi điên tập 20 điều ủy bộ đi lên, tất cả đều là tú ân ái, lời trong tiếng ngoài đều biểu đạt lão bà là hắn nữ thần, hắn rất quý trọng. Còn nhắc tới nhạc phụ cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, nhắc tới giúp nhạc phụ quét tước gian phòng hy vọng nhạc phụ vừa lòng linh tinh, phi thường mịt mờ mà lộ ra gia đình tình huống. Hắn mới vừa đăng ký Weibo đương nhiên không người nhìn, phát rồi như vậy nhiều cũng không người đọc, bình luận. Từ tử phàm ẩn nấp ịp địa chỉ sau đó, đem chính mình bộ phơi nắng đến một cái tối hấp dẫn hôn luyến diễn đàn, dùng tiểu nữ sinh ngữ khí nói. Tại Weibo nhìn đến một cái tú ân ái bác chủ, bác chủ như vậy hảo lão công thật sự có sao? Mọi người xem nhìn có phải hay không giả? Ta cư nhiên không tìm ra sơ hở. Thiếp mời trong chỉ dán hai trương đồ sau đó phụ thượng ủy bộ tiệc đồ cùng linh. Không bao lâu, từ tử phàm ủy bộ đã có người bình luận, có nói vây xem diễn tinh, có nói không tin tưởng là thật, có nói giống như đỉnh hạnh phúc. Từ tử phàm lộng vài cái tiểu hào bắt đầu lưu bình, chính mình khác chính mình, nghi ngờ bác chủ không phát bản nhân ảnh chụp tuyệt đối là giả, còn nói bác chủ chính là ảnh chụp trung mỹ nữ, vì tự xào đương võng hồng. Sau đó lại phủng, nói lại tin tưởng ái tình, này tuyệt đối là chân ái cuối cùng nghi hoặc vì cái gì muốn như vậy lấy lòng nhạc phụ, rất hèn mọn. Hắn chơi thủy quân chơi được rất lưu, vài cái tiểu hào lẫn nhau cắt đổi, rất khoái liền dẫn đường không thiếu võng hữu biện luận đứng lên. Loại này hôn luyến quan hệ, mỗi người đều có mỗi người cái nhìn, dễ dàng nhất nhân ý kiến không hợp khác khởi giá đến, bọn họ càng xảo, nhắn lại càng nhiều, hấp dẫn lại đây người cũng càng nhiều. Từ tử phàm ở bộ miếng dần dần tăng nhiều, tuy rằng tốc độ có chút chậm, nhưng đã có cái hảo mở đầu. Tan tầm thời điểm, hắn nhìn nhiệt độ đã lên đây, không cần hắn tái dẫn đạo, liền đóng cửa quay bộ nhậm chính nó lên men, thu dọn đồ đặt chuẩn bị trở về gia. Các đồng nghiệp đều cùng hắn đánh tiếp đón, lưu tỷ cùng hắn tiện đường, còn nói. Tử phàm ngươi như thế nào trở về? Ta lão công tới đón ta, nếu không ngươi đáp ta xe. Từ tử phàm vui vẻ nói. Có thể chứ ta muốn trở về được tể giao thông công cộng nếu có thể nhờ xe nói ta liền có thể sớm một chút đi mua thức ăn lưu tỷ không đồng ý địa đạo không phải nói sửa lại sao như thế nào còn mua thức ăn kia tổng không thể để cho dựng phụ đói bụng cái khác ăn cơm lại nói cũng tới kịp nàng kia thiên nói muốn học nấu cơm kết quả đem nồi đun nước đánh nghiêng nóng đến tay ta cũng không dám nhượng nàng nấu cơm khiến cho nàng quét quét rác Sát sát xám cho gì gì đó là đến nơi. Từ tử phàm cười cười, cùng Lưu Tỷ vừa đi vừa nói chuyện. Lưu Tỷ không lời gì để nói đạo. Học nấu cơm còn có thể đánh nghiêng nồi đun nước. Đây là phòng bếp sát thủ đi. Khi nàng tay thế nào? Từ tử phàm suy nghĩ, không có việc gì, đã không đỏ. Lưu tỷ kinh ngạc đạo. Không đỏ. Nồi đun nước như thế nào cũng được nóng cái phao đi ra đi ngươi lão bà thật bị nóng đến đi. Tử phàm, ta cảm thấy ngươi đi, khả năng rất khẩn trương ngươi lão bà, nàng không chuẩn chính là đụng điểm nồi duyên, này cùng nhiệt than nóng có thể không giống nhau. Ngươi được cấp nhân gia trưởng thành cơ hội, nàng nếu là gì gì cũng sẽ không, về sau vạn nhất ngươi không ở nhà, hài tử muốn ăn điểm cái gì, nàng làm như thế nào a? À? hai người kết hôn, nấu cơm đều được luyện, không phải về sau khẳng định có không có phương tiện thời điểm, ít nhất đơn giản xào rau hầm cơm phải học sẽ đi. Từ tử phàm như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, ta khả năng thật sự là tưởng xóa rồi, liền giống phụ mẫu sủng nịch hài tử là tại hại hài tử nhất dạng, được buông tay nhượng hắn trưởng thành mới là vi hắn hảo. Ta này cũng không có thể cái gì đều không cho ta lão bà đụng, ta vừa rồi nhìn phu thê ở chung chi đạo bên trong nói, phu thê nhất thiết phải cùng nhau trưởng thành, bằng không hôn nhân sẽ xuất vấn đề. Đối, không sai, ta với ngươi tỷ phu chính là cái gì sự đều cộng đồng chia sẻ, như vậy nhiều năm hài hòa được rất. Hai người tìm được lưu tỷ ái nhân xe, từ tử phàm cùng hắn đánh cái tiếp đón, câu nệ mà tọa đến chỗ ngồi phía sau. Sau đó dọc theo đường đi nhìn thấy lưu tỷ cùng nàng ái nhân nói chuyện phím hổ động, hắn hợp thời mà lộ ra hâm mộ biểu tình, đều bị lưu tỷ từ kính chiếu hậu trung nhìn thấy. Lưu tỷ không cấm cảm thán, hài tử này liên luyến ái đều không nói qua, đột nhiên kết hôn còn có hài tử, cũng thật sự là đủ luống cúng tay chân. Cố tình hắn lão bà, nhạc phụ đều không sao mà, lại làm lại lười, còn thật không biết bọn họ có thể hay không ma hợp hảo, như thế nào nhìn đều giống quá không trường cửu bộ dáng. Lưu tỷ đem từ tử phàm đưa đến lam các tiểu khu đối diện siêu thị, từ tử phàm cùng bọn họ đạo tạ, nhìn theo bọn họ rời đi liền xoay người đi vào một gia cái lẩu tiệm, thoải mái mà ăn một bữa phong phú lẩu siêu cay mua thức ăn nấu cơm. Không tồn tại. Chờ hắn ăn uống no đủ, đã là buổi tối 8 giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra soát trong chốc lát Weibo nhìn thấy có rất nhiều người hoài nghi hắn tự xào, liền phát rồi một điều Weibo bộ. Thú đến nữ thần là ta nhân sinh trung lớn nhất kinh hỷ, nếu không là bởi vì ngoài ý muốn, không là bởi vì có tiểu bảo bảo, nữ thần khẳng định chướng mắt ta. Thỉnh không cần ô miệt ta thê tử, đây không phải là nàng tự xào, nàng căn bản không biết cái này uầy bộ, này chính là ta tưởng ký lục chúng ta hạnh phúc sinh hoạt địa phương. Hy vọng chia sẻ cấp đồng dạng hạnh phúc bằng hữu, thỉnh người nào đó không cần lại ác ý phỏng đoán. Bị nói thành ác ý phỏng đoán, người nào đó tự nhiên không vui lòng, lập tức tăng lớn lực độ khai hắc. Còn có tra y, ý đồ tìm ra tự xào thực truy, nhưng mà từ tử phàm làm việc luôn luôn cẩn thận, căn bản không nhượng bọn họ tra được bất luận cái gì chứng cớ, nhìn qua hoàn toàn liền là một cái si tình nam nhân tại tú ân ái. Càng là như vậy, mặt khác tin tưởng từ tử phàm võng hữu nhóm lại càng thích hắn uây bồ bởi vì cảm giác hắn là thật sự yêu hắn lão bà. Nữ nhân đều hy vọng có cái đối chính mình hảo nam nhân, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái nguyện ý chia sẻ, đương nhiên muốn xem đi xuống, vẫn luôn truy vấn bọn họ sinh hoạt hàng ngày, hy vọng hắn nhiều đổi mới viết uây Cốc Cốt nhất lại nhiều viết chút tự, giống ký lục nhật ký như vậy, thông thường ngọt ngào tối ngọt. Từ tử phàm chọn một cá nhân hồi phục. Hằng ngày mỗi ngày đều không sai biệt lắm, mới vừa ăn xong cơm, lão bà cùng nhạc phụ xem tivi đi, ta muốn rửa chén sau đó làm việc nhà, lại tẩy giặt quần áo, cái này không có gì để nói, ta đi làm việc. Hắn này đều hồi phục bị bay nhanh mà trên đỉnh đi, hảo nhiều người tỏ vẻ giật mình, đại tán hắn là hảo nam nhân. Cũng có người cảm thấy hắn làm như vậy nhiều sống, hắn lão bà cùng nhạc phụ lại xem tivi, có chút quá phận. Bất quá bởi vì ủy bộ là tú ân ái phong, đại bộ phận người vẫn là cảm thấy hắn là tại tú ân ái, tỏ vẻ đối chính mình lão bà đặc hảo ý tứ. Hắc tử nhóm lại nắm chắc nhược điểm, nói thẳng một người nam nhân bình thường không có khả năng tan tầm sau mua thức ăn nấu cơm còn làm như vậy nhiều sống, đây nhất định là một nữ nhân chính mình y y đi ra. Hắc tử nhóm nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích, nói nữ nhân huyễn tưởng có cái hảo lão công không hề gì, nhưng giống bác chủ như vậy có thể y y, còn khai ủi bộ gạt người liền không đối, đây không phải là lừa gạt đại chúng cảm tình sao. Không quản hắc tử nhóm như thế nào dơ chân, từ tử phàm đều không hồi phục bọn họ, bởi vì hắn đã về nhà. Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông đang tại ăn ngoại bán, tứ đồ ăn một thang, vừa thấy hắn tiếng môn liền kéo hạ mặt. Ngô Lập Đông đạo. Ngươi còn biết trở về phỉ phỉ cho ngươi đánh bao nhiêu lần điện thoại ngươi đều không tiếp ngươi xảy ra chuyện gì từ tử phàm lấy điện thoại di động ra kinh ngạc đạo di cái gì thời điểm khai phi hành hình thức ta đều không chú ý tuyết phỉ ngươi tìm ta có việc a à? ngô tuyết phỉ nhăn lại mi ngươi tăng ca cũng không nói một tiếng ta cùng ba đợi ngươi đã lâu vừa rồi đói bụng đến phải bụng vang mới gọi ngoại bán tử phàm ngươi hôm nay tại trong điện thoại nói thật không minh bạch ngươi là oán giận ta vô công rồi nghề cái gì đều mặc kệ sao ta có thể đi ra ngoài tìm việc làm ta cho tới bây giờ đều không nguyện ý đương gia đình bà chủ nếu không là cái này ngoài ý liệu hài tử ta căn bản không có khả năng đãi ở nhà ngô lập đông trách mắng còn không mau cùng phỉ phỉ giải thích ngươi làm này gọi cái gì sự ghét bỏ dựng phụ không làm việc phỉ phỉ thai tương bất ổn ngươi lại không phải không biết Mệt phỉ phỉ còn nói với ta ngươi đối nàng đặc biệt hảo, ta một chút không nhìn ra nào hảo đến. Hai người kẻ sướng người họa, cho rằng lớn tiếng dọa người liền có thể làm cho từ tử phàm lập tức nói khiểm, ai biết từ tử phàm thế nhưng nói. Tuyết phỉ ngươi là trách ta không cho ngươi đi ra ngoài làm việc. Ngươi hiểu lầm ta, ta không cái kia ý tứ, ta biết ngươi đại học tốt nghiệp lại đi nước ngoài nạp điện, nhất định có thể lực so với ta mạnh hơn nhiều. Ta cho tới bây giờ không từng nghĩ nhượng ngươi đương gia đình bà chủ, chúng ta công ty rất nhiều dựng phụ đều tại đi làm, đặc biệt tự tin. Ta hôm nay còn hỏi thăm, ngươi không phải nói hai ngày này tổng cảm thấy không vui, làm gì đều không có hăng say sao? Các nàng nói đãi trong nhà cứ như vậy, dễ dàng được hậm hực chứng, muốn nhiều tiếp xúc người khác mới được. Đi đi làm có thể cùng rất nhiều đồng sự nói chuyện phiếm, tâm tình mới có thể hảo. Cho nên ta duy trì ngươi tìm việc làm ngươi muốn tìm cái cái gì dạng công tác ngô tuyết phỉ cùng ngô lập đông lắp bắp kinh hãi hai người liếc nhau ngô lập đông lập tức đạo hồ nháo phỉ phỉ này thai hoài được vất vả như thế nào có thể đi ra ngoài làm việc xuất điểm cái gì sự làm như thế nào từ tử phàm đem bao buông xuống tọa đến sofa thượng lấy ra laptop mở ra cười nói ba ngươi quá lo lắng ta hôm nay hỏi thăm nhiều có kinh nghiệm đồng sự các nàng vừa nghe Tuyết Vĩ tình huống, đều nói nàng chính là ở nhà nhàng, như vậy đi xuống rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thân thể sẽ càng ngày càng kém, tâm tình cũng sẽ càng ngày càng hậm hực, nhất định phải đi đi ra ngoài mới được, công tác là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, nhất định nếu là thoải mái công tác, thiếu tránh điểm không hề gì. Tuy rằng ta biết Tuyết Vĩ lòng dạ nhi như vậy cao, khẳng định tưởng nhiều kiếm chút tiền, nhưng thời gian mang thai là đặc thù thời kỳ, Tuyết Vĩ ngươi liền ủy khuất điểm, tìm cái tiền lương 2.000 tả hữu liền được, liền đương đi chơi. Đối, từ tử phàm quay đầu đối ngô lập đông cười nói, ba, ngươi ngày hôm qua không phải nói tại gia không ý tứ sao. Ta lấy hảo vài cái người, cho ngươi liên lạc với một phần bảo an công tác, nếu không ngươi đi thử thử. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngủ ngon, ngày mai gặp, cất chứa cất chứa cất chứa u. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 97 Người thành thật năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bảo An Khi loại mỗi ngày tại công ty cửa lớn nhìn qua lại người đi đường Bảo An. Ngô Lập Đông trước kia công tác khi cũng là đương tiêu thụ, Tây Trang dày da tham gia các loại xã giao, Bảo An loại này công tác tại trong mắt của hắn chính là không văn hóa tháo hắn làm, từ tử phàm cư nhiên nhượng hắn đương Bảo An ngô lập đông mặt đều đen nhưng hắn bây giờ là nhạc phụ không dễ nói chuyện cấp ngô tuyết phỉ vứt cho một ánh mắt ra hiệu ngô tuyết phỉ lập tức nói không được như thế nào có thể làm cho ba đi đương bảo an nhiều vất vả a à, ba ngươi điệt đồng ý ta không cho ngươi đi ngươi tuổi trẻ thời điểm ăn như vậy nhiều khổ hiện tại ta trưởng thành nên nhượng ngươi hưởng phúc sao có thể lại nhượng ngươi chịu khổ ni tử phàm ngươi đừng lại cấp ba tìm việc làm a à, khiến cho ta ba giống ba mẹ ngươi nhất dạng dưỡng lão là đến nơi từ tử phàm kinh ngạc đạo ba mẹ ta đều 60 nhiều thân thể cũng không đại hảo lúc này mới dưỡng lão nhạc phụ đại nhân này bảo dưỡng được nhìn theo ta không sai biệt lắm a à, ta còn tưởng rằng ba không sẽ nhận lão khẳng định tưởng lại làm điểm cái gì ni ân ừ. khi đi đi ta ngày mai theo ta đồng sự nói một tiếng buông tha cái kia bảo an công tác thật đáng tiếc ta hảo không dễ dàng cầu tới cơ hội ni, nếu ba đã già rồi, khi ngay tại gia dưỡng lão đi, bình thường nhiều chú ý một chút, bảo trọng thân thể. Từ tử phàm lời này chợt vừa nghe còn không có gì, nhưng hắn nhìn hướng ngô lập đông biểu tình lại tràn ngập đồng tình, thật giống như tại đối ngô lập đông nói. Ngươi không được. Ngô lập đông lại không là hắn thật nhạc phụ, bọn họ là tình địch. Bị tình địch như vậy đáng thương đồng tình nhượng ngô lập đông một hơi nghẹn tại ngực, ngẹn được ngực buồn đau, hầm hầm nói thốt ra, ngươi nói ai lão ni. Ngô tuyết phỉ vội vàng kéo hắn đánh cái giảng hòa, tử phàm, ta chưa nói ba già rồi, ta chính là một mảnh hiếu tâm, ngươi đừng nói bừa. Từ tử phàm hiểu biết mà gật gật đầu, nhìn máy vi tính một bên viết số hiệu vừa nói. Minh Bạch, ngươi là nói hai ta công tác, nhượng ba tại gia lưu lưu loan, dưỡng dưỡng sinh đối đi. Không thành vấn đề, ta này mỗi tháng tiền lương lưu một ngàn sinh hoạt phí, ngươi lại tránh cái hai ngàn, chúng ta một nhà ba người hoa ba nghìn đủ. Cái gì? Ngươi đem tiền cấp ba mẹ ngươi. Ngô Tuyết Phỉ phản ứng đầu tiên chính là chất vấn, loại này sự ngươi như thế nào không theo ta thương lượng. Từ tử phàm ôn hòa mà cười nói. Ta đây không phải là tưởng cho ngươi cái kinh hỷ sao? Ta còn nhớ rõ ngươi kia thiên quỳ gối ba mẹ ta trước mặt, khóc nói nhất định nỗ lực kiếm tiền còn kia bút mượn tiền ta biết ngươi lòng dạ nhi cao khẳng định không nguyện ý nợ mấy ngày nay trong lòng sẽ lo lắng đi cho nên ta hôm nay liền bớt thời giờ đi tranh ba mẹ kia đem tiền lương tạp cho bọn hắn ta nói cho bọn hắn biết ngươi bởi vì này sự nhi tâm tình không tốt không còn bọn họ tiền liền nháo tâm bọn họ chỉ có thể nhận lấy vẫn luôn khen ngươi hiếu thuận kỳ thật ngươi thật sự rất hiếu thuận a à, ngươi nhìn ngươi lại gấp còn ba mẹ ta tiền lại nói cái gì đều không cho ngươi ba đi công tác có người như vậy quan tâm trưởng bối, bọn họ dưỡng lão đều so người khác vui vẻ. Từ Tử Phàm nhìn hướng Ngô Tuyết Vĩ, cười hỏi: "Thế nào? Có phải hay không rất kinh hỉ? Ta theo ngươi học đều càng hiếu thuận." Ngô Tuyết Vĩ nghẹn lời, sở hữu chất vấn đều nuốt trở về. Nàng có thể nói cái gì? Nói Từ Tử Phàm hiếu thuận phụ mẫu không đối, trả tiền lại không đối khi dựa vào cái gì nàng có thể hiếu thuận chính mình cha trả tiền lại cũng là nàng lúc trước khóc muốn còn a à, từ tử phàm đây không phải là yêu nàng sao liên ngô lập đông đều bị nói mộng nhất thời tìm không thấy từ nhi phản bác từ tử phàm trấn an đạo ngươi yên tâm hai ta nhận thức mười mấy năm ta hiểu rõ nhất ngươi ngươi nhìn ngươi mới vừa rồi còn nói muốn đi ra ngoài làm việc không chính là vì trả tiền lại sao ta có phải hay không đã đoán đúng Tuyết phỉ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối duy trì ngươi công tác, ngày mai ta cùng đồng sự hỏi một chút nhìn có cái gì thích hợp ngươi chức vị. Ngô tuyết phỉ chính mình nói tưởng công tác, hiện tại đâm lao phải theo lao. Loại này sự lại không lý do phát giận, ngô lập đông chỉ có thể kiên trì nói. Ta không tán thành, tuyết phỉ muốn dưỡng thân thể, liền tính đi làm cũng được qua một thời gian ngắn. Tuyết phỉ, ngươi còn khó chịu hơn sao? Từ tử phàm mặt lộ vẻ lo lắng, buông xuống nô tê bốc hướng bọn họ đi tới ngày mai ta xin phép cùng ngươi đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra đi không phải ta lo lắng Ngô Tuyết vĩ thân thể vô cùng bổng ăn mà mà hương động thai khí thuần túy là mua được cái lão trung y lừa hắn nếu là đi bệnh viện kiểm tra không toàn lộ hãm sao Ngô Tuyết vĩ lộ ra cái cứng nhắc tươi cười nói không cần ta đã không có việc gì ba ngươi biệt lo lắng như vậy ta tìm cái thoải mái điểm công tác khẳng định không thành vấn đề. Nếu là phát hiện làm không được nói, cùng lắm thì ta lại từ chức. Ngô Tuyết Phỉ cấp Ngô Lập Đông sử nháy mắt, Ngô Lập Đông cũng biết nói đuổi nói nói đến đây là nhất thiết phải được tìm việc làm, chỉ phải đạo. Ngươi hài tử này chính là rất muốn cường, đi đi, ngươi thử thử, nếu là không thoải mái ngàn vạn đừng cậy mạnh. Ta cũng đi ra ngoài tìm tìm có cái gì thích hợp công tác, ngươi không đành lòng ta chịu mệt, ta cũng không đành lòng ngươi vất vả từ tử phàm biết hắn lưỡng đây là cho chính mình tìm đường lui ni công tác sau vừa nói không thoải mái không liền có thể từ chức sao còn có tìm việc làm tìm một năm tìm không ra đều có không cái kỳ hạn bất quá chính là lời nói suông bất quá cái này không quan hệ hắn gia tại này trụ vài thập niên tìm cái công tác nhân mạch còn có thể không có tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn kéo dài cơ hội ngô lập đông lại có chút không cam lòng mà nói tử phàm a chúng ta này công tác còn không tìm được, ngươi mỗi tháng chỉ chừa một ngàn sinh hoạt phí có phải hay không rất thiếu. Liền tính phỉ phỉ lại tránh hai ngàn, kia cũng quá khẩn trương, nàng hiện tại hoài dựng, yêu cầu dinh dưỡng, còn phải mua canxi phiến, vi chấm ta chấm m n gì gì đó, đi làm sao nói bất định còn có xã giao, ngươi có phải hay không lại nhiều lưu hai ngàn. Từ tử phàm cười nói. Ba người yên tâm, ta đối tuyết phỉ có tin tưởng, nàng hiện tại tìm tiền lương hơn vạn phỏng chừng khó tìm, nhưng tìm cái tiền lương 2.000 công tác còn không cùng chơi đùa dường như. Chúng ta 3.000 một cái nguyệt sinh hoạt phí đầy đủ dùng. Hiện tại hài tử còn không sinh, chúng ta lại muốn trả nợ, tiết kiệm điểm là hẳn là, chờ tuyết phỉ làm xong trong tháng thân thể khôi phục, liền đổi công tác, tiền lương khẳng định không sẽ so với ta thiếu, đến lúc đó đôi ta một cái nguyệt tránh một vạn lục, cấp trong nhà lưu 5.000, cấp ba mẹ ta còn một vạn một, những cái đó khoản nợ rất khoái liền còn xong rồi. Lại sau này liền càng thoải mái. Từ tử phàm nhìn quanh bốn phía, phi thường có lòng hăng hái nhi mà nói. Ba ngươi yên tâm, về sau có hài tử, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau trụ. Tuy rằng ta năng lực giống nhau, tiền lương đến 8.000 liền trướng bất động, nhưng tuyết phỉ có bản lĩnh A, nói bất định tương lai có thể đương giám đốc, tiền lương một vạn ngũ đều có khả năng, chúng ta sớm muộn có thể đổi cái đại tam cư đối, còn phải là học khu phòng, nghe nói học khu phòng đều hai vạn một bình, vài năm này thật được nỗ lực. Từ tử phàm mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chóng trở về đi, đi, không nói, ta tiếp mấy đơn tư sống trở về làm, tránh điểm khoản thu nhập thêm nắm chặt trả nợ. Tuyết vĩ, các ngươi đợi chút nữa ăn xong đem trong phòng thu thập một chút, đang tử muốn được gấp, ta thật sự không công phu lộng. Ta đồng sự nói với ta, dựng phụ nhất định muốn nhiều hoạt động, không phải về sau sẽ khó sanh, ba ngươi xem rồi điểm Tuyết Vĩ, nhượng nàng nhiều động, không thể lão ngồi nằm, ta làm việc đi a. À. Từ Tử Phàm đối với máy vi tính sao sao đánh đánh, tập trung tinh thần bộ dáng nhượng người không đành lòng quấy rầy. Trên thực tế Ngô Tuyết Vĩ cùng Ngô Lập Đông lúc này cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ không lý do phản bác từ Tử Phàm nói. Nhân gia bận tránh khoản thu nhập thêm cấp trong nhà trả nợ ni hai người bọn họ đại người sống hảo ý tứ thật sự không làm việc giao cho từ tử phàm làm gì có thể từ tử phàm tránh khoản thu nhập thêm là vì còn từ phụ từ mẫu tiền a cùng bọn họ có cái gì quan hệ tái tưởng đến từ tử phàm nói những cái đó an bài hắn mỗi tháng chỉ chừa một ngàn cái khác gia dụng đều được hai người bọn họ tránh kia bọn họ còn tại này cùng từ tử phàm háo cái gì đồ hắn kia một ngàn đồng tiền hai người tương đối không lời gì để nói đang ăn cơm đồ ăn nhạt như nước ốc, đột nhiên phát hiện người thành thật dễ lừa là dễ lừa, có thể vấn đề là rất thành thật cũng thật không tốt khống chế a. À. Bọn họ ăn xong cơm rất không cam nguyện mà đem rửa bát, tính cả từ tử phàm buổi sáng ném thủy tào trong cái kia. Sau đó lại quét mà, kéo mà. Hai người tâm tình không tốt, tự nhiên không có xem tivi hưng trí, thấy từ tử phàm luôn luôn tại nghiêm túc mà viết số hiệu, bọn họ liền từng người trở về phòng tắm rửa đi ngủ hai người ban ngày tại gia hảo hảo bổ miên, lúc này đều có chút ngủ không được, rõ ràng video nói chuyện phím nhỏ giọng nói từ tử phàm sự. Ngược lại là cũng không tìm được cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nghĩ trước kéo một đoạn thời gian, kéo không được thời điểm tùy tiện tìm cái công tác, đến lúc đó giả vờ té ngã a à hoặc là thế nào, tìm lấy cớ từ chức, lại đem từ tử phàm tiền lương tạp muốn trở về. Từ tử phàm hoàn toàn không quan tâm bọn họ có âm mưu quỷ kế gì. Hắn đi cầu so với bọn hắn đi lộ đều nhiều, gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến liền hảo, vừa rồi không liền nói mấy câu đem bọn họ bộ đi vào sao? Cho nên có đôi khi kế hoạch là không có gì dùng, kế hoạch không bằng biến hóa khoái, Lâm Tràng phản ứng được nhanh lên là đủ rồi. Hắn chờ bọn hắn vừa vào nhà liền hưởng thụ khởi an tĩnh không gian, đem đèn điều ám một ít, nấu cốc cà phê, phóng nhạc nhẹ viết số hiệu. Hắn đúng là viết trình tự tránh khoản thu nhập thêm bất quá không là bọn họ cho rằng tiểu đánh tiểu nháo, hắn làm cái này bán đi ít nhất có thể kiếm 50 vạn. Nguyên chủ phụ mẫu đem sở hữu tích tụ đều đào không, nhị lão trong khoảng thời gian này khẳng định tiết kiệm ăn tiêu tưởng cấp nhi tử toàn tiền ni, hắn được trước lộng tiền trở về nhượng bọn họ an tâm. Báo thù là báo thù, hiếu thuận phụ mẫu nhiệm vụ này cũng không có thể quên. Nguyên chủ là cái trình tự viên, thành thật tính cách đột nhiên lộng cái khác cũng rất kỳ quái, rõ ràng liền ấn cái này lộ tuyến phát triển hảo. Trước bán 50 vạn vật nhỏ, về sau lại làm càng hảo, một chút điểm tiến bộ, liền đương đột nhiên thông suốt, chậm rãi đi hướng thành công. Liền tính làm trình tự viên cũng được có đại theo đuổi, trở thành thế giới đều biết trình tự viên, những phụ mẫu kiêu ngạo vui vẻ. Từ tử phàm vẫn luôn công tác đến trạng sáng, sau đó xoát xoát quay bộ. Hắn miếng đã có hơn 3.000, bây giờ còn không là bạo thời điểm, hắn không có giả bộ thủy quân, chính là phát rồi điều uy bộ. Hảo nhiều quần áo không thể cơ tẩy, vừa mới bắt bọn nó toàn tẩy sạch sẽ, hy vọng lão bà cùng nhạc phụ ăn mặc thoải mái. Trạng sáng, có chút vây, bất quá vì trứng tiền lương, ta còn muốn lại học tập 2 giờ, hướng cốc uống cà phê uống đi, đại gia ngủ ngon có con cú nhìn thấy uy bộ, đều cấp hắn nhắn lại khuyên hắn sớm một chút nghỉ ngơi, còn có nói hắn là lão bà nô, nhưng hắn phơi nắng ảnh chụp nhìn xem đẹp trai không? Không người tâm đau hắn làm được rất nhiều, bởi vì đại gia còn không quen, còn không tính là miếng, không có kia phần cảm tình. Đại bộ phận người còn tại xem náo nhiệt, cảm thấy đỉnh có ý tứ, nhìn cái hiếm lạ đuổi thời gian. Đây là từ tử phàm cảm thấy còn không nên bạo nguyên nhân, muốn bạo liền muốn trước làm nền hảo, chờ đến vạn sự đã chuẩn bị thời điểm, nhất cử nhượng bọn họ thân bại danh liệt, bị toàn quốc người phỉ nhổ nếu không liền chỉ biết giống một ít xã hội tin tức nhất dạng không quản nhiều thảm nhiều kỳ ba đại gia đều là xem qua liền tính khiển trách cũng liền như vậy vài câu không có bất cứ tác dụng gì như vậy bọn họ đổi cái địa phương làm theo có thể hảo hảo sinh hoạt đây không phải là từ tử phàm tưởng muốn hiệu quả hắn muốn làm liền nhất định phải làm cho bọn họ không xoay người tác giả có lời muốn nói nhìn hoàng nhớ rõ cất chứa nga hôm nay còn có hai càng đại gia chờ ta sao sao đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Người thành thật sáu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Từ tử phàm phát hoàng ủy bộ liền chuẩn bị ngủ, bất quá đang ngủ trước, hắn còn phải sắm vai một lần mộng du người bệnh ni. Từ tử phàm mở ra chủ ngọa môn đi vào đi, ngô tuyết phỉ đã đang ngủ. Hắn trực tiếp xúc ngô tuyết phỉ chăng, bắt đầu giống người máy nhất dạng điệp chăng, dùng sức rút ra ngô tuyết phỉ đầu hạ gối đầu, đoan chính mà đặt tại chăn thượng. Ngô tuyết phỉ chính nằm mơ ni, đột nhiên bị bừng tỉnh, tim đập được bay nhanh. Nàng nhìn thấy từ tử phàm mặt không đổi sắc bộ dáng, hoảng loạn mà gọi một tiếng, vội vàng chạy đi ra ngoài cùng sao ngô lập đông môn. Ngô lập đông mới vừa ngủ, khí được nhíu mày mở cửa, hơn nửa đêm làm gì. Ngô tuyết phỉ chỉ vào chủ ngọa phương hướng vội la lên từ tử phàm, từ tử phàm không biết xảy ra chuyện gì. Ngô Lập Đông đi đến chủ ngoại cửa vừa thấy, từ tử phàm chính điệp sàng đang ni, trên giường chỉ còn lại có trụi lũi nệm tử. Sau đó từ tử phàm vươn tay lấy quá tủ đầu giường thượng chén nước liền ngã xuống nệm thượng, đem ngô tuyết phỉ tơ tầm áo ngủ ngoại bào đương khăn lau, bắt đầu sát nệm tử. Ngô tuyết Vĩ lại hét lên một tiếng, ta áo ngủ. Một ngàn nhị mua. Ngô lập đông vội vàng kéo nàng, tức giận địa đạo. An tĩnh điểm đi, hắn mộng du ni. Vạn nhất đem hắn đánh thức, hắn chết lại rồi đó. Hôm nay quan cố nói công tác sự, đều đem mộng du chuyện này cấp quên, ngày mai nhất thiết phải được nói với hắn, không phải này giác còn như thế nào ngủ. Ngô tuyết vĩ khí được không được, hắn sao lại như vậy nhiều tật xấu. Hắn đem ta giường đều lộng ướt, ta đêm nay thượng như thế nào ngủ a? À? Đợi chút nữa đem chủ ngọa khóa thượng, ngươi đêm nay theo ta ngủ liền đi dù sao hắn buổi sáng đi làm đi rồi cũng không biết trong phòng ngủ cái gì dạng ngô lập đông ôm nàng tại trên mặt nàng hôn một cái đừng tức giận ta đều đã lâu không ôm ngươi ngủ nghĩ đến rất buổi tối hai ta một cái ổ chăn ngẫm lại ngươi trên danh nghĩa lão công liền ở phòng khách có phải hay không rất kích thích ngô tuyết phỉ cười đứng lên hướng trên người hắn một dựa vào không đứng đắn ta liền thích ngươi như vậy từ tử phàm đưa lưng về phía bọn họ, đem bọn họ nói nghe được nhất thanh nhị sở, hắn nhướng nhướng mày. Đem toàn bộ nệm đều sát ẩm ướt sau đó, liền cầm áo ngủ xoay người, mặt không đổi sắc mà hướng thứ ngoạ đi. Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết phỉ biểu tình đều thay đổi, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, từ tử phàm lập lại trước động tác, lần này liên chăn sàn đang đều không điệp, trực tiếp đem một ly cà phê bát đến trên giường, sát được đến chỗ đều là. Ngô Tuyết Phỉ chỉ vào trên giường kia một đại bãi vết bẩn, khí đắc thủ đều có điểm phát trung, hắn, hắn quả thực bệnh thần kinh, hắn này cái gì tật xấu? Này hạ làm như thế nào? Chúng ta còn như thế nào ngủ? Ngô Lập Đông cũng sinh ra hỏa đến, cũng không quản cái gì có chết hay không, đi nhanh tiến lên hướng từ tử phàm trên vai một phách, quy. Tỉnh tỉnh. Hạ một giây, từ tử phàm phản xạ có điều kiện bàn mà cho hắn một cái quá vai suốt. Ngô Lập Đông toàn bộ sau eo hung hăng đánh vào tủ đầu giường ven rìa thượng, đèn bàn rơi xuống vừa lúc nện ở trên đầu của hắn. A, à, Ngô Lập Đông kêu thảm một tiếng, ông chặt lấy đầu, lại đi sờ sau eo, đau đến cả người run rẩy. Lập Đông, Ngô Tuyết Phỉ lập tức tiến lên dìu hắn, nhìn một đụng hắn hắn liền kêu thảm thiết, sợ tới mức Ngô Tuyết Phỉ vội vàng bắt tay cơ gọi xe cứu thương. Như vậy vài giây đồng hồ công phu, Ngô Lập Đông mồ hôi lạnh đều xuống dưới lại nhìn từ tử phàm, cư nhiên cùng không có việc gì người dường như, tiếp tục vừa mới động tác, nghiêm túc sát giường. Sát hoàng giường lại đi buồn vệ sinh rửa tay đi. Hắn đối ngoại giới tự hồ một chút phản ứng đều không có, hai người khí được sắp điên rồi, có thể cũng không có hoài nghi, bởi vì trên mạng nói mộng du còn có nấu cơm đi, từ tử phàm này thu dọn đồ đặt bộ dáng, đảo tương đối giống trước trận bị bọn họ áp bức làm việc bộ dáng hai người đối từ tử, tử phàm có khí không cách nào xuất gọi hắn cũng gọi bất tỉnh chỉ có thể thu thập thu thập chờ xe cứu thương quay lại bệnh viện bọn họ đi rồi từ tử, tử phàm tự nhiên liền tắm rửa ngủ ngô lập đông kia một chút bị đâm cho không nhẹ tại bệnh viện vỗ phiến tử thượng dược đã rạng sáng tam điểm hai người liền không trở về trực tiếp tại phòng bệnh trụ xuống bọn họ không ít chửi bới từ tử, tử phàm nhưng sinh khí chỉ có bọn họ từ tử phàm ngủ cái rất an ổn giác, còn làm cái mộng đẹp. Ngày hôm sau từ tử phàm một đi làm, các đồng nghiệp liền hỏi hắn trong nhà thế nào, hỏi hắn có hay không nhượng hắn lão bà làm việc. Từ tử phàm cười nói. Cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm ta, nhiều mệt các ngươi ngày hôm qua đánh thức ta, ta trở về theo ta lão bà, nhạc phụ giảng đạo lý, nói nửa ngày, bọn họ rốt cục đồng ý chia sẻ gia vụ. Vốn là ta còn muốn cho ta nhạc phụ tìm cái công tác, Hắn thân thể hảo, nhìn giống 40 tuổi dường như, còn rất tuổi trẻ ni, bất quá hắn không quá nguyện ý, ta lão bà cũng kiên quyết không cho, nói muốn cho ta nhạc phụ hảo hảo dưỡng lão, cái này sự liền tính. A, à, hắn còn trẻ như vậy liền dưỡng lão. Ngươi cấp hắn suốt 100 vạn cứu hắn, hắn hiện tại trụ ngươi gia cư nhiên không nghĩ biện pháp giúp ngươi chia sẻ điểm. Đây cũng quá hố đi. Chính là, trước kia chỉ nghe nói qua hố cha không nghĩ tới bây giờ còn có hố con rể, về sau tìm đối tượng đều được cẩn thận điểm, trước hết hiểu biết đối phương gia đình lại nhìn có thích hợp hay không a. À. Từ tử phàm cười khoát tay, các ngươi đừng nói như vậy, đây không phải là ta lão bà hiếu thuận sao. Ta cảm thấy hiếu thuận đỉnh hảo, liền nói đem ta tiền lương đại bộ phận đều cấp ba mẹ ta trả nợ, nhưng ta lão bà tìm một phần thoải mái công tác tránh điểm sinh hoạt phí. Ta nhạc phụ không tán thành nàng đi ra công tác, bất quá ta nói nửa ngày dù sao ta áp lực quá lớn bọn họ cuối cùng đồng ý thử thử xem nói nếu là đến lúc đó không được lại từ chức tiểu lâm nói thầm đạo này tìm không tìm việc làm có cái gì khác nhau nhân gia liền tính thật tìm làm hai ngày nói mặc kệ ngươi cũng ngăn không được a à. lưu tỷ túng nàng một chút gọi nàng biệt nói không lựa lời này dù sao cũng là đồng sự việc nhà lập tức nàng lại cảm thấy từ tử phàm thật khờ kia hai phụ nữ rõ ràng lẫn nhau tìm lấy cớ ai cũng không tưởng công tác liền tưởng áp bức từ tử phàm ni cố tình từ tử phàm còn cho là bọn họ nhiều hảo ni lúc này từ tử phàm nói đối chúng ta công ty có hay không có thể nhận người chức vị a không cần là kia loại có bay lên tiềm lực hảo chức vị liền bình thường dựng phụ có thể làm tiền lương 2 ba ngàn liền đi có sao mọi người xem từ tử phàm đối thê tử nhạc phụ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng Đột nhiên dâng lên mặt danh kỳ diệu tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình tâm, soái tiểu hỏa đạo. "Ta công ty có chức vị a, chờ chúng ta giúp ngươi hỏi thăm một chút." Lưu tỷ cũng đạo, "Ngươi lão bà nếu là đến chúng ta công ty, chúng ta còn có thể thắt người chiếu cố chiếu cố nàng, đến lúc đó hai ngươi cùng nhau thượng hạ ban cũng có thể làm cho nhạc phụ ngươi yên tâm." Từ Tử Phàm cười nói, Khi liền phiền toái các ngươi, sự thành ta mời các ngươi ăn cơm." bất quá ta hiện tại không tiền, liền thỉnh ăn nhà ăn, chờ về sau chúng ta hoãn lại đây, khẳng định mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, các ngươi người thật tốt quá. Ta đều một cái văn phòng năm sáu năm, ai với ai a, à, ngươi yên tâm, có thể giúp đỡ địa phương, chúng ta đại gia khẳng định giúp. Các đồng nghiệp ấm áp vui vẻ mà bắt đầu một ngày làm công, Từ Tử Phàm cũng nắm chắc năng lực tăng lên tốc độ, nhượng giám đốc cùng các đồng nghiệp nhìn đến hắn tiến tới. Đến đổi điện thoại di động hắn đương nhiên là đem hai người kia che chắn nha, lại là không người quấy rầy một ngày. Vãn thượng hạ ban hắn không về nhà, đánh xe đi phụ mẫu gia, mua một con gà, ngũ cân xương sườn, một trương sữa cùng một bọc quả táo. Từ mẫu mở cửa thấy hắn bao lớn bao nhỏ liền đạo. Mua này đó làm gì? Trong nhà đều có ni, này đó ngươi lấy về cấp tuyết vĩ ăn. Từ tử phàm thay đổi giày liền đem đồ vật hướng trong tủ lạnh phóng, vừa thấy bên trong quả nhiên không có gì hảo đồ vật, liền có chút giữ tươi rau xanh cùng trứng gà, một tiểu khối thịt. hắn biên phóng đồ vật vừa nói, trong nhà ta cũng mua, mụ, ta vẫn luôn tự học tăng mạnh kỹ thuật, gần nhất giám đốc nhượng ta tham dự hạng mục, nhiều không thiếu tiền thưởng, ta trong tay dư giả ni, các ngươi bình thường có thể biệt tỉnh a. từ mẫu nghe hắn nói có tiền thưởng, nhất thời liền có chút kinh hỉ, người lãnh đạo đây là thưởng thức ngươi nha. Từ phụ cũng cầm báo chí đi ra, lãnh đạo cho ngươi cơ hội, ngươi liền hảo hảo biểu hiện, biệt cô phụ lãnh đạo đối với ngươi kỳ vọng. Từ Tử phàm đóng cửa tủ lạnh, cười gật đầu, ta biết, giám đốc nói về sau cơ hội nhiều được là, nói bất định sang năm ta còn có thể tăng lương đi. Đối, đem ta tiền lương tạp cho các ngươi. Hắn nói xong liền lấy ra tạp đưa cho Từ mẫu. Nhị lão sửng sốt, Từ mẫu vội tấp hắn đẩy trở về, đây là làm gì? khoái thu hồi đi, chúng ta đều có về hưu tiền lương, không thiếu tiền, ngươi cứ như vậy tuyết vĩ nên nháo biệt nữ, hai ngươi về sau muốn tiêu tiền địa phương còn nhiều, ngươi lưu trữ chính mình hoa đi. Từ phụ cười rộ lên, khuyên nhủ. Thu hồi đến, chúng ta biết ngươi này phần hiếu tâm là đủ rồi. Kỳ thật chúng ta lão hai cái tồn đồ vật về sau không đều là ngươi sao, hiện tại liền khi trước cho các ngươi, không cần còn. Từ tử phàm kiên trì đem tạp tắt đến từ mẫu trong túi, mụ, mật mã là ta giấy căn cứ hào sau sau sáu vị, ta tối hôm qua thượng cùng tuyết phỉ nói ta đã đem tạp cho các ngươi. Vạn nhất nàng phát hiện tạp còn tại ta ở đây, kia mới muốn nháo biệt nữ ni. Các ngươi yên tâm, tuyết phỉ đối nàng ba như vậy hiếu thuận, có thể phản đối ta hiếu thuận các ngươi sao? Không đạo lý này đúng hay không? Các ngươi nếu là hoa không cái này tiền liền đương cho ta toàn, đối, mụ ngươi nhớ rõ mỗi tháng đem tiền chuyển ngươi chính mình tạp thượng A, đừng cho ta tạp trong lưu tiền. Nhị lão đối chính mình nhi tử rất hiểu biết, hắn cho tới bây giờ liền không loại này tâm nhãn, còn cố ý dặn dò đem tiền chuyển đi, này nghe chính là tại phòng ngô tuyết phỉ A. Nhị lão liếc nhau, từ mẫu có chút lo lắng hỏi. Tử phàm, xuất chuyện gì? Có phải hay không ngươi cùng tuyết phỉ có cái gì chỗ không hảo? Từ tử phàm nhíu mày, do dự một chút, nói. Ta cảm thấy nàng không giống chân tâm theo ta sống qua ngày, mấy ngày nay còn nói ta ở trong phòng sẽ xảo đến nàng đi ngủ, đem ta đuổi tới phòng khách đi ngủ. Ta bình thường đi làm tăng ca, trở lại gia còn phải xoát bát kéo mà giặt quần áo, ba mẹ, ta không là không nguyện ý làm việc, ta chính là cảm thấy, tuyết phỉ theo ta nhạc phụ toàn thiên tại gia nghỉ ngơi, như thế nào quét cái mà, xoát cái bát đều không nguyện ý, bọn họ nói bọn họ không sẽ làm, ta cũng sẽ không làm a. À ta còn không phải hiện học sao? Nhị lão vừa nghe lời này lại nổi giận, bọn họ nhượng ngươi làm như vậy nhiều sống. Này có ý tứ gì? Nhượng ta nhi tử cho bọn hắn đưa người hầu ni. Từ tử phàm vội hỏi. Ba mẹ các ngươi biệt sinh khí, ta cảm thấy không đối đương nhiên không thể nghe bọn họ. Tối hôm qua thượng ta đã nói, ta bận kiếm tiền còn các ngươi, nhượng bọn họ phụ trách làm việc nhà. Ngày hôm qua tuyết phỉ sinh khí, nói ta ghét bỏ nàng không làm việc, còn nói nàng vốn là cũng rất có chí hướng tưởng đi ra ngoài làm việc ni, ta liền nói nhượng nàng đi tìm cái thoải mái điểm công tác, tránh điểm sinh hoạt phí. Gia đình là phu thê lưỡng, nàng nếu muốn hiếu thuận ta nhạc phụ, kiên quyết không cho hắn đi làm, kia theo chúng ta phu thê lưỡng cùng nhau đi làm kiếm tiền. Hiện tại tuyết vĩ mang thai, ta nói khiến cho nàng tìm cái hai ba ngàn công tác là đến nơi. Nàng cũng đồng ý, kia liền trước như vậy đi nhị lão từ hắn thái độ cùng tự thuật trung, nhận thấy được hắn đối ngô gia phụ nữ nhiều có bất mãn. Bọn họ vốn là chính là thiểm hôn, xảy ra vấn đề cũng không thể tránh được, nghĩ đến trước lập tức đưa cho ngô gia 100 vạn, nhị lão cũng không chối từ, thích đáng mà thu hồi từ tử phàm tạp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia dịch dinh dưỡng, so tâm, ba, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 99 Người thành thật bảy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ tử phàm cùng ba mẹ đánh cái dự phòng châm, nhượng bọn họ đối kia phụ nữ sinh ra lòng phòng bị, lại cùng bọn họ ôm hinh mà ăn bữa cơm chiều, mới hồi chính mình ra. Từ phụ, từ mẫu đau lòng nhi tử ngủ sofa, muốn cho hắn lưu lại ngủ, nhưng bên này cách hắn đi làm địa phương có chút xa, trong nhà lại có mang thai nhi tức phụ, cuối cùng vẫn là thả hắn đi nhị lão cùng cùng thế hệ các thân thích có cái đàn, bên trong người còn đỉnh nhiều, mỗi ngày đều có người ở bên trong nói chuyện phím. Trước kia ngẫu nhiên nhắc tới từ tử phàm vợ chồng son thời điểm, từ mẫu đều sẽ chú ý nói điểm lời hay, dù sao cũng là thiểm hôn lại đã hoài thai, khẳng định được điểm tô cho đẹp một chút miễn cho người khác nói nhàn thoại. Nhưng ở nhi tử chịu ủy khuất sau đó, nàng liền không lại là cái thái độ này. Nàng bản thân đối ngô tuyết phỉ có bất mãn, tự nhiên lời trong tiếng ngoài sẽ mang đi ra một ít, những các thân thích đối ngô tuyết phỉ ấn tượng cũng dần dần dừng hình ảnh thành một cái kiêu căng lười biến nữ hài tử, đối ngô lập đông liền càng chướng mắt. Bọn họ cái gì không thể so ngô lập đông lớn tuổi. Bọn họ đều còn đang suy nghĩ biện pháp toàn tiền, kiếm tiền, liền muốn cho nhi nữ giảm bớt điểm gánh nặng, ngô lập đông đảo hảo, ở tại con rể gia dựa vào con rể dưỡng, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ thượng, này thân gia ai có thể thích. Một chút điểm hồ điệp hiệu ứng, tại từ gia thân bằng bạn tốt bên này liền cấp Ngô gia phụ nữ khấu thượng mặt trái hình tượng, phi thường hảo. Từ Tử Phàm về nhà sau, trong nhà giống tam đường hội thẩm dường như, bất quá chỉ có Ngô Tuyết Vĩ cùng Ngô Lập Đông hai cái người, khí thế có chút không đủ. Hai người bọn họ ngồi ở sofa thượng lãnh mặt, Ngô Tuyết Vĩ nhìn thấy Từ Tử Phàm liền đem di động ném tới trên bàn trà, phát ra thanh thúy tiếng vang, ở trong phòng đặc biệt rõ ràng ngô tuyết phỉ chất vấn đạo ngươi điện thoại di động vì cái gì lại đánh không thông ngươi lại mở phi hành hình thức ngươi kia điện thoại di động cầm là làm gì dùng một ngày cũng không nhìn nhìn tín hiệu tại không tại sao từ tử phàm kinh ngạc đạo làm sao vậy như vậy đại hỏa khí ngươi còn hảo ý tứ hỏi ta ngươi nhìn ngươi cho ta ba suất ngô tuyết phỉ đem ngô lập đông quần áo nhất lên đến lộ ra xanh tím một mảnh sau eo, cả giận nói, ta ba đều bao nhiêu tuổi. Ngươi cư nhiên cấp hắn quá vai suất, còn thái tủ đầu giường thượng, ngươi này không cần mạng người đó sao? Từ tử phàm tiến lên nhanh tay mà ấn xuống một cái ngô lập đông thương chỗ, ngô lập đông lập tức kêu thảm một tiếng đau ra mồ hôi lạnh. Từ tử phàm lộ ra vô tội biểu tình, này, đây là thật sự a, à, ta còn tưởng rằng theo ta nói dẫn đi, ta cái gì thời điểm đem ta ba cấp suất lại nói ta cũng sẽ không quá vai suất a à. tuyết phỉ ta biết ngươi cảm xúc không hảo kia cũng không có thể oan uổng ta a à. ta hôm nay liền đã sớm đi làm mới vừa trở về đều chưa thấy qua ba mặt như thế nào suất a à. không là hôm nay là tối hôm qua thượng ngươi có mộng du ngươi không biết ngươi đi xem ngươi đem lưỡng phòng ngủ giường đều biến thành cái gì dạng ngô tuyết phỉ lôi kéo từ tử phàm đi vào phòng ngủ ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem Ngươi hôm trước liền mộng du quá một lần, khắp ta cổ thiếu chút nữa không bóp chết ta, ngày hôm qua quên với ngươi nói, kết quả đêm qua ngươi lại đem nệm đều lộng ướt, ta ba hảo tâm muốn gọi tỉnh ngươi, còn bị ngươi quá vai suất, hai chúng ta tại bệnh viện đãi một túc. Từ tử phàm trợn to mắt, buồn cười mà nói. Tuyết phỉ, ngươi đây là ngại sinh hoạt rất nhàm chán, chỉnh cổ ta ni. Ta biết ngoại quốc lưu hành chỉnh cổ, ngươi có phải hay không ở ngoại quốc học? Ta sống 30 năm cũng không biết ta mộng du, lại nói ta mộng du cũng không có khả năng liền hai ngày này mộng du đi, trước ngươi như thế nào chưa nói? Ta, ngươi chính là hai ngày này mộng du à, trước không có. Ngươi có ý tứ gì? Không tin tưởng ta. Này rất giả, căn bản không có khả năng sự. Từ tử phàm thu hồi tươi cười, cao mày nói, hảo, đừng đùa, ta đi làm mệt chết đi, còn muốn viết trình tự ni, ta nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Ngô Tuyết Phỉ không thể tin đạo. Ngươi lại còn nói ta lừa ngươi. Ta lừa ngươi làm gì? Ta ba tiếng bệnh viện còn có đang tử ni, ngươi nhìn xem, ngân phiếu định mức thượng đầu còn có thời gian ni. Ngô Tuyết Phỉ từ trong bao xuất ra nhìn chẩn vài thứ kia, đưa cho từ tử phàm, từ tử phàm nhíu mày nhìn nhìn, lại có chút tức giận địa đạo. Ta lại không là không nhận tự, này mặt trên rõ ràng nói không thấy dị thường đó là bởi vì không thương tổn đến xương cốt nó này mặt trên chỉ có thể như vậy viết ngươi không phát hiện ta ba sao eo đều tím sao khi theo ta có cái gì quan hệ ta không có mộng du không tính ngươi hỏi ba mẹ ta từ tử phàm đem đan tử ném đến trên bàn cả giận nói đi dựng phụ tính tình không hảo ta không với ngươi cãi nhau nhưng ta không thích loại này có lẽ có tội danh không thích loại này cách chơi ngươi muốn chỉnh cổ với ngươi ba đi chơi Tuyết phỉ, ta cảm thấy ngươi thay đổi, ngươi trước kia thiện giải nhân ý, không sẽ như vậy cố tình gây sự. Nhìn đến chúng ta tách ra vài năm này, ngươi đã không là ta nhận thức ngô tuyết phỉ. Ngô tuyết phỉ trăm triệu không nghĩ tới hắn là cái này phản ứng, kinh ngạc đạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngô lập đông thấy tình thế không ổn, vội nói. Tử phàm, phỉ phỉ, hai ngươi không cần xảo. Tử phàm, ngươi như thế nào có thể nói loại này tổn thương tình cảm nói phỉ phỉ không lừa ngươi ngươi hai ngày này quả thật mộng du hôm trước ngươi đem bình hoa đánh nát còn tháp phỉ phỉ lại đi phòng bếp sát những cái đó đau nhìn đỉnh dọa người tối hôm qua thượng ngươi lại đi sát nệm đem phỉ phỉ dọa sợ ta muốn gọi tỉnh ngươi còn bị ngươi suốt phỉ phỉ cũng là liên hai ngày không nghỉ ngơi tốt ngữ khí không hảo không là quái tội của ngươi ý tứ chúng ta ý là ta cuối tuần đi xem bác sĩ có vấn đề nhanh chóng trị còn như vậy đi xuống không cách nào hảo hảo sinh hoạt từ tử phàm lãnh mặt nghe hắn nói hoàng đạo lại không là đóng phim ta không biết các ngươi nói như vậy là vì cái gì ngày hôm qua mới vừa nói muốn tìm việc làm hôm nay cứ như vậy ta không tưởng hoài nghi cái gì nhưng biết chúng ta tình huống người đều nói với ta không thích hợp nói các ngươi liền tưởng nô dịch ta áp bức ta ta vốn là không tính bọn họ nói, hiện tại xem ra, ta quả thật không hiểu biết các ngươi. Tuyết phỉ, ngươi tổng nói nếu không phải vì hài tử này không có khả năng theo ta kết hôn, cho nên ngươi hiện tại cũng là nghĩ như vậy, không nguyện ý theo ta hảo hảo sống qua ngày đúng hay không? Ngươi hôm nay nháo một suất chính là vì không đi ra ngoài làm việc đúng hay không? Khi ngươi ngày hôm qua vì cái gì muốn nói muốn đi ra ngoài đi làm? không thích hợp ba chữ nhượng ngô lập đông cùng ngô tuyết phỉ trong lòng máy động trước nói hảo kết hôn liền lĩnh cái chứng hài tử trăng tròn lại đối ngoại nói bọn họ không nghĩ tới từ tử phàm sẽ cùng người khác nói trong nhà sự nhưng lại có người phát giác không thích hợp này một dọa đem hai người hỏa khí đều dọa không có ngô tuyết phỉ khẩn trương nói ai nói ta không tưởng đi làm là ta ba thương tổn đến lại không là ta thương tổn đến ta vốn là liền tính toán ngày mai lên mạng tìm việc làm từ tử phàm chậm lại ngữ khí, như vậy a, à, kia đi, ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai hảo hảo tìm việc làm đi. Ta còn có việc làm, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngô tuyết phỉ này một ngày sinh không thiếu khí, liền chờ từ tử phàm về nhà hảo hảo giáo huấn hắn nhất đốn, nhượng hắn giải thích, tốt nhất còn có thể nhượng bộ trở lại trước như vậy sinh hoạt. Kết quả hiện tại cư nhiên thành nàng ghét nhất bộ dáng, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà trách cứ một câu, về sau ngươi thiếu nghe ngoại nhân nói hô nói vượng, ngươi liên ta đều không tính, ngươi xứng đáng chúng ta như vậy nhiều năm cảm tình sao? Bọn họ cũng là quan tâm ta, đều là rất hảo người. Từ tử phàm không có nhiều lời, lấy quần áo tiến phòng tắm tắm rửa đi. Dư lại ngô tuyết phỉ cùng ngô lập đông hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như một quyền đánh ở tại bông vải thượng, còn cấp bắn ngược trở về đem chính mình đánh, đầy mình khí. Hai cái phòng ngủ giường còn không thu thập, hiện tại hiển nhiên không thể để cho từ tử phàm đi thu thập, trễ như thế lại không bảo khiết, ngô tuyết phỉ chỉ có thể chính mình lộng. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn hưởng phúc nhượng từ tử phàm hầu hạ, đột nhiên làm này đó miễn bàn nhiều nín thở. Kết quả thu thập nửa ngày phát hiện nằm trên đó vẫn là có thể cảm nhận được nệm hơi ẩm, căn bản không cách nào ngủ, cuối cùng chỉ có thể nằm dưới đất, này vừa cảm giác ngủ được lại khó chịu lại nghẹn khuất, bọn họ hôm nay thương lượng hảo cầm di động lục hạ từ tử phàm mộng du bộ dáng, ngày mai đánh hắn mặt, nhưng mà từ tử phàm hôm nay không mộng du, thập điểm liền ngủ, ngủ được đặc biệt hương. Hai người bọn họ vẫn luôn kiên trì đến rạng sáng hai điểm đều không đợi đến từ tử phàm đứng lên, cuối cùng thật sự kiên không nổi nữa, mới không cam lòng mà ngủ. Buổi sáng từ tử phàm đi làm thời điểm, bọn họ còn không đứng lên, từ tử phàm lại phát rồi điều Weibo, nói. Thiếu hảo nhiều khoản nợ, hôm trước cùng lão bà, nhạc phụ nói hảo, bọn họ tùy tiện tìm phần thoải mái công tác tránh điểm sinh hoạt phí, ta tiền lương lấy đi trả nợ. Kết quả ngày hôm qua lão bà nói nhạc phụ bị thương, vẫn là ta mộng du khi đánh. Ta bằng hữu nói bọn họ chính là không muốn đi ra ngoài đi làm, xem ta là người thành thật liền tưởng nô dịch ta, nhưng là ta không nguyện ý tin tưởng. Hôm nay tâm tình rất suy sụp, đột nhiên tưởng khởi nữ thần lúc ban đầu gả cho ta chỉ là bởi vì ngoài ý muốn có bảo bảo, mà không phải yêu ta. Này điều ơi bộ nhanh chóng khiến cho miếng chú ý, bọn họ vốn là chính là từ hôn luyến diễn đàn hấp dẫn lại đây, trong ngày thường nhìn nhiều gia đình tranh cãi, cái gì kỳ ba sự đều gặp qua. Trước nhìn từ tử phàm tú ân ái, đã có người nói quá, như vậy rất lão bà nô, đối nhạc phụ đều như vậy hảo, sẽ xảy ra chuyện. Sau đó này điều ủy bộ họa phong đột biến, đột nhiên tan đứng lên, tự hồ liền chính ứng trước mỗi chút võng hữu suy đoán. Hơn nữa cũng có vẻ chuyện xưa của hắn càng chân thật, liên hắc tử đều không lại nghi ngờ hắn là tự xào, ngược lại bắt đầu trào phúng hắn tự mình đa tình. Còn có thiếu khoản nợ điểm này, là rất nhiều người đặt mẫn cảm địa phương, hảo nhiều người nhắn lại truy vấn từ tử phàm vì cái gì thiếu khoản nợ, có đoán hắn đánh bạc, có đoán hắn vay tiền mua phòng, có đoán hắn cho kết xù lễ hỏi, võng hữu nhóm tưởng tượng phong phú, đi theo lại có người chú ý thượng nhạc phụ vấn đề, vừa nói tìm việc làm lại bị thương bị đánh, còn nói là từ tử phàm mộng du đánh, võng hữu một mảnh ha ha ha, nói từ tử phàm bằng hữu nói đúng, này tuyệt đối là giả. Hơn nữa từ tử phàm ủy bộ trong nói, người thành thật, người thành thật cùng mỹ nữ tổ hợp càng mẫn cảm, hảo nhiều người lập tức liền cấp tình cảm của bọn họ hạ định luận, nói hắn lão bà yêu tuyệt đối không là hắn lại xem bọn hắn kết hôn là bởi vì ngoài ý muốn bảo bảo, đại gia sôi nổi suy đoán này bảo bảo căn bản không là hắn, người thành thật bình thường đều liên hệ tiếp mâm hiệp A, lúc trước cái kia ngoài ý muốn khẳng định là từ tử phàm bị lừa. Hảo hảo tú ân ái đột nhiên biến chuyển, còn xuất hiện loại này có chút huyền nghi tình huống. Võng hữu nhóm sôi nổi biểu đạt chính mình ý tưởng, có còn nhân ý tưởng bất đồng khác đứng lên, sự từ tử phàm uy bộ nhân khí càng ngày càng cao, còn bị chuyển phát đến hôn luyến diễn đàn gọi đại gia phân tích. Từ tử phàm nhìn đến sự tình hướng hắn tưởng muốn phương hướng phát triển, liền không lại chú ý, mà là cùng đồng sự hỏi ý kiến khởi công tác sự tình. Người thành thật bị khi dễ rất dễ dàng kích phát người khác đồng tình tâm, huống chi bọn họ vẫn là ở chung nhiều năm đồng sự, bọn họ tối biết cái này người thành thật có nhiều dễ khi dễ, giúp đỡ hiệu suất cũng đặc biệt khoái, cấp ngô tuyết phỉ tìm một cái khách phục nối mạch điện viên công tác này công tác thích hợp a à, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở đàn kia nói chuyện là đến nơi, hơn nữa bộ môn đồng sự có rất nhiều, phần lớn đều là hai mươi mấy tuổi, chính là hoạt bác yêu cười tuổi tác. Ngô Tuyết Phỉ cùng bọn họ tại cùng nơi liền không lo không ý tứ, nói bất định còn có thể giao thượng vài cái bằng hữu. Cấp Ngô Tuyết Phỉ tìm cái này vẫn là đi chính về năm không cần tăng ca, cái này công tác cũng không việc gấp nhi, dưới tình huống thế nào đều không cần dựng phụ sốt ruột, đương nhiên cũng sẽ không xuất ngoài ý muốn. Duy nhất không hảo một chút chính là tiền lương thấp, một cái nguyệt mới 1.800, làm tốt lắm khả năng còn có điểm tiền thưởng, bất quá tiền thưởng chỉ cấp 2-3 cá nhân, vẫn là đỉnh khó lấy. Từ tử phàm vừa nghe liền cười, cái này hảo, tuyết phỉ như vậy có bản lĩnh, nhất định có thể lấy đến tiền thưởng. Hơn nữa cái này công tác không mệt nhọc, lại an toàn, rất thích hợp nàng. Ta hôm nay hạ ban liền nói cho nàng cái này tin tức tốt, nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi. Chờ nàng nhập chức, ta thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn một bữa cái lẩu, đem ta lão bà cùng nhạc phụ giới thiệu cho đại gia nhận thức. Hảo A, chúng ta đã sớm tưởng nhận thức nhận thức. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, bọn họ là tưởng nhận thức, tưởng nhìn xem kỳ ba lớn lên thế nào, nhất là cái kia lười biến, nhạc phụ, nhất thiết phải trông thấy A. Từ tử phàm mỉm cười, lại cảm tạ bọn họ một phen, lần thứ hai cho bọn hắn phát rồi thẻ người tốt. Nghĩ đến khách phục sẽ tiếp đến các loại kỳ ba điện thoại, hắn đã cảm thấy này công tác đặc biệt bổng, ngô tuyết phỉ nhất định sẽ tức chết. Tác giả có lời muốn nói. Các tiên nữ nhìn hoàng muốn tức chứa nha ngủ ngon, ngày mai gặp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Người thành thật 8 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Từ tử phàm hôm nay tan tầm, lập tức liền đem công tác sự chứng thực. Ngô tuyết phỉ không nguyện ý tiếp thu, nhưng không quản nàng nói cái gì, từ tử phàm đều có lý do đỉnh trở về, nàng cũng quả thật tìm không thấy cái gì sau này thích hợp hơn công tác, chỉ có thể nghẹn khuất ứng. Ngô tuyết phỉ mang thai còn hơn hai nguyệt, căn bản nhìn đoán không ra. Nàng xuyên một thân váy liền áo, ăn diện được phiêu phiêu lượng lượng cùng từ tử phàm đi đi làm từ tử phàm vẫn là cái kia nặng nề kiểu tóc biểu tình cũng rất khờ áo sơ mi trắng quần bò giày thể thao hai người đứng chung một chỗ cực kỳ không đáp liền giống một cái thời thượng nữ lan cùng một cái người qua đường giáp lưu tỷ nhìn đến bọn họ thời điểm đều có điểm không thể tin được chính mình ánh mắt ngô tuyết vĩ chân nhân so ảnh chụp thượng nhiều hấp dẫn lễ phép thách khí mà cùng lưu tỷ đánh tiếp đón cấp người ấn tượng đầu tiên còn đỉnh hảo. Bất quá càng là như vậy, càng nhượng người cảm thấy nàng không sẽ coi trọng từ tử phàm như vậy người. Lưu tỷ trong lòng nói thầm vài tiếng, dẫn người đi thấy khách phục bộ giám đốc. Quan hệ gì gì đó trước đó đã đi tìm, đây là cái phổ thông cương vị, có người thác quan hệ liền nể tình an bài tiến vào. Đi qua phỏng vấn, trúng tuyển lưu trình, ngô tuyết vĩ ngày hôm sau liền nhập chức. Trước huấn luyện, vài ngày sau bắt đầu thượng cương, đi theo khách phục bộ lão nhân nhi bên người, vạn nhất xảy ra sai còn có người có thể cứu tràng. Ngô tuyết phỉ tính toán là làm nửa tháng, một cái nguyệt liền xuất trạng huống, nói thân thể không tốt, từ chức về nhà, cho nên tiền kỳ nàng vẫn luôn biểu hiện được đặc biệt hảo. Tưởng cấp từ tử và một cái nàng rất nỗ lực lại thân thể không cho phép hình tượng. Vì thế nàng thành trước hết thông qua huấn luyện chính thức thượng cương một cái, bắt đầu độc lập nhận điện thoại. Không đương khách qua đường phục người căn bản không biết khách phục bộ cư nhiên mỗi ngày bận rộn như vậy. Như vậy nhiều công nhân viên, còn mỗi người đều có tiếp không hoàn điện thoại. Ngô Tuyết Phỉ chủ yếu phụ trách B2C khách phục công việc, cũng chính là bọn họ công ty chính mình điện tử thương thành. Một ngày thời gian, nàng tiếp đến các loại kỳ ba điện thoại, có ta đều tiền trả nửa giờ như thế nào còn không giao hàng. Rốt cuộc vài điểm giao hàng. Vài ngày có thể đến. Ngươi cho ta nói cái chuẩn xác thời gian, người khác gia đánh cửu chiếc, ngươi này vì cái gì không đánh gãy. Nhất dạng đồ vật dựa vào cái gì bán như vậy quý, ước không ước. Ta biết ngươi như vậy tiểu cô nương yêu nhất võng luyến, chúng ta điện thoại luyến cũng nhất dạng A, ta đều thất tình, tại thương thành mua cái đồ vật còn như vậy không thuận lợi, các ngươi thương thành sao lại như vậy khó dùng. Liền không thể cùng mổ bảo học học sao. Ngô tuyết phỉ quả thực muốn phiền chết, có chút người chính là không giảng đạo lý, như thế nào nói với hắn đều nói không rõ ràng, thậm chí còn có trực tiếp mắng thô tục vũ nhục người, khí được nàng cơm trưa đều không ăn vài ngụm, nuốt không trôi đi. Một ngày như thế điện thoại kế tiếp, nàng cổ họng đều bốc khói, uống nhiều ít chén nước đều không quản dùng, vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Tan tầm nàng vốn tính toán cùng từ tử phàm oán giận một phen, kết quả từ tử phàm vừa thấy nàng liền cười nói. Thế nào? Khẳng định đặc biệt thuận lợi đi. Ngươi năng lực như vậy cường, làm sao có thể bị loại này đơn giản công tác khó trụ, có phải hay không làm thực nhẹ nhàng? Không là, kỳ thật khách phục còn đỉnh mệt. Làm sao có thể, ngươi nhìn những cái đó tiểu cô nương đều vô cùng cao hứng tan tầm, còn tán gẫu đợi chút nữa đi chỗ nào chơi đi, nhiều thoải mái a, à, ngươi còn có thể không bằng các nàng. Ngươi liền đừng khiêm nhường, ta đối với ngươi có tin tưởng cuối tháng ngươi nhất định có thể lấy tiền thưởng. Ngô tuyết phỉ sở hữu muốn nói oán giận đều bị đổ đi trở về, tức giận mà về nhà liền tưởng nằm, có thể từ tử phàm còn nói nàng tại văn phòng ngồi một ngày, nhất thiết phải được hoạt động hoạt động, quét rác, kéo mà chính là rất tốt vận động, gọi nàng quét dọn xong lại nghỉ ngơi. Ngô tuyết phỉ tưởng phát giận, từ tử phàm trước một bước đem trên mạng sưu thời gian mang thai bảo vệ sức khỏe tri thức sáng đi ra, nói cho nàng đây đều là vì nàng hảo, vi hài tử hảo những nàng làm việc hoàn toàn là sợ nàng khó sanh càng muốn mệnh là từ tử phàm cho nàng nhìn hảo nhiều khó sanh tin tức nhìn thấy ghê người nhìn xem nàng trong lòng mình đều có chút lo lắng không tình nguyện mà quét khởi mà lại nhìn từ tử phàm hắn đã thư thư phục phục mà uống cà phê viết khởi số hiệu ngô lập đông ngược lại là tưởng giúp ngô tuyết vĩ có thể hắn vì không công tác mấy ngày nay chính trang bệnh ni sau eo hảo cũng nói không hảo cả ngày nằm úp sấp ở trên giường dưỡng thương. Hắn tìm việc làm là có vấn đề lớn, nhân gia vừa thấy hắn giấy căn cước chỉ biết hắn chân chính tuổi tác, hắn mới sau ngô tuyết vĩ đại 10 tuổi, có thể sinh ra như vậy đại nữ như sao? Cho nên hắn là tuyệt đối không thể đi công tác, không thể có một chút lộ hãm nguy cơ. Hai người đều đối cuộc sống bây giờ rất bất mãn, mỗi đêm trở về phòng sau đều video trò chuyện, nghiên cứu như thế nào đêm này đóng phòng ở thu vào tay từ tử phàm trên người đã không cái khác giá trị, liền này đóng phòng ở, liên trang hoàng, gia điện, gia cụ có thể bán 200 vạn. Mỗi ngày ở tại này bên trong đám phòng, liền như vậy đi rồi, bọn họ không cam lòng, nếu dối gạt lại đây, bọn họ liền lại có 200 vạn tiếng trướng, đổi cái thành thị có thể quá thượng không sai này. Đến lúc đó, bọn họ mới thật sự là mua cái phòng, mua cái xe, tìm cái thoải mái công tác tiêu sái độ nhật ni. Để cái này, hai người quyết định tạm thời chịu đựng từ tử phàm quyết tâm nhãn bọn họ kế hoạch quá nửa tháng khiến cho ngô tuyết Vĩ từ chức sau đó ngô lập đông liền đề xuất đầu tư kiếm tiền chiêu số dùng mấy lần phản lợi lừa từ tử phàm nhập bộ cuối cùng lộng một lần đại nhượng từ tử phàm đem thân bằng bạn tốt tiền toàn mượn đến đầu tư lại nhượng hắn bồi quan sau đó là có thể thuận lý thành chương mà dùng bảo hộ tài sản danh nghĩa nhượng từ tử phàm đem phòng ở chuyển tới ngô tuyết Vĩ danh nghĩa còn có thể dùng giả ly hôn danh nghĩa cùng hắn mỗi người đi một ngã, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Bọn họ thương lượng hảo nhiều ngày mới định ra cái này, hoàng mỹ, kế hoạch, có đôi khi treo video lại nghĩ đến cái gì, liền sẽ dùng uy chắc cùng đối phương nói. Cho nên từ tử phàm đã từ bọn họ uy chắc nói chuyện phím ký lục đại khái hiểu biết bọn họ kế hoạch, cùng lừa nguyên chủ kia bộ giống nhau như đúc, chính là trừ đi trang hậm hực chứng du lịch kia một đoạn mà thôi từ tử phàm thần không biết quỷ không hay mà đem bọn họ nói chuyện phím ký lục đều tiệt đồ tồn đi lên, sau đó trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, đề xuất yến khách. Ngô tuyết vĩ thập phần cảnh giác, yến khách. Yến cái gì khách? Chúng ta lúc trước không nói tốt rồi không lộng chút này sao? Lĩnh chứng chính là phu thê, ta không thích xảo xảo nháo nháo, ta lại không biết bọn họ. Từ tử phàm cười nói. Tổng yếu có lần đầu tiên gặp mặt, gần nhất hảo nhiều thân thích bằng hữu cũng biết ta kết hôn, đều trách ta không làm hôn lễ, nhưng ta nhất định muốn thỉnh một hồi khách. Vừa lúc tuyết phỉ công tác rất thuận lợi, hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen. Còn có ta đồng sự biết ta trong nhà tình huống không tốt lắm, giúp ta rất nhiều, rất quan tâm ta, còn giúp vội tìm việc làm, này đó đều là muốn cảm tạ, chúng ta nhất thiết phải được yến một hồi khách. Ba mẹ ta bên kia thân thích cũng rất có ý kiến, trưởng bối mà, không có biện pháp, bọn họ yêu cầu là không thể cự tuyệt. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi liền mỉm cười thì tốt rồi, cái khác đều có ta. Ngô tuyết phỉ kháng cự đạo. Không được, ta. Tuyết phỉ, từ tử phàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, hôm nay có người nói, ngươi khẳng định không đồng ý yến khách, bởi vì ngươi trong lòng chướng mắt ta, không tưởng theo ta quá cả đời, cho nên không sẽ bằng lòng gặp ta thân thích bằng hữu. Là thế này phải không? ngươi thật như vậy tưởng. Ngươi nói vì hài tử mới gả cho ta, khi ngươi có phải hay không tính toán sinh hoàng hài tử liền vứt bỏ ta cùng hài tử. Ngô tuyết phỉ trong lòng cả kinh, đương nhiên không là, ta gả cho ngươi chính là muốn hảo hảo với ngươi sống qua ngày. Khi liền như vậy định rồi, cái này cuối tuần chúng ta toàn gia mở tiệc chiêu đãi thân bằng bạn tốt, đại gia hảo hảo ăn một bữa, hảo hảo nhận nhận người. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay còn có hai càng, Cảm ơn đại gia dịch dinh dưỡng, sao sao đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.